Quan thần, hạ tưởng. Tập 21. Người trẻ tuổi thì ai chẳng có lúc phạm chút sai lầm. Tôi nghĩ rằng cậu cũng đã đủ độ điềm đạm, chín chắn, có thể làm những việc rất cẩn thận. Nhưng hiện tại mà xem ra thì cậu vẫn là một người tuổi trẻ, nếu là tuổi trẻ thì cửa ải sắc đẹp đúng là muốn vượt qua rất khó. Hạ tưởng lập tức suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra trong đầu, tuy nhiên vẫn cung kính nói. Xin ngài phê bình và chỉ cho tôi biết chỗ sai. Trần Phong thấy thái độ và bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh và cung kính của Hạ Tưởng thì trên vẻ mặt lại hiện lên nụ cười. Tôi không có ý tứ phê bình cậu, tôi chỉ nhắc nhở một điều, cậu còn trẻ, lại còn chưa kết hôn, trong vấn đề cá nhân nên cần phải cân nhắc để chọn lấy một. Tôi thấy cậu và Tào Thù Lê rất xứng đôi, đã là như vậy thì không nên trêu chọc Liên Nhược Hạm làm gì nữa. Chẳng lẽ thị trưởng Trần nghe được phong thanh gì? Hạ Tưởng cũng có thể đoán được việc này. Chỉ cần nói đến vấn đề cá nhân của hắn, ngoại trừ nói tới việc hắn và Liên Nhược Hạm hay lui tới thân thiết thì hắn rất tự tin là không có nhược điểm để có thể bị người khác nắm lấy. Không phải nghe được phong thanh, mà là nhận được điện thoại từ Bắc Kinh gọi tới. Một nhân vật rất trọng yếu của Ngô gia đã gọi điện thoại tới cho tôi, với giao tình của ông ta với tôi, ông ta muốn tôi làm chút việc với cậu. Trần Phong cố ý liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Thấy mặc dù Hạ Tưởng có chút khẩn trương nhưng trong ánh mắt thì trước sau như một, vẫn cái vẻ trấn tĩnh và bình thản. Ông ta liền nghĩ thầm rằng đến lúc này rồi mà vẫn có thể trầm tĩnh được, người này đúng là có thể làm được việc lớn. Trần Phong tiếp tục nói. Muốn tôi chiếu cố một cách thích hợp với cậu, nếu có khả năng, tốt nhất là đem cậu rời khỏi thành phố Yến. Hạ Tưởng sửng sốt một lát, vẻ mặt có chút suy nghĩ, sau đó lắc đầu mỉm cười. Quả nhiên Ngô gia lợi hại. Cánh tay đã vươn tới thành phố Yến. Tôi tuy rằng chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ nhoi mà cũng đáng giá để bọn họ gây chiến. Còn tự mình gọi điện thoại cho ngài, muốn một quan lớn đường đường là cấp phó tỉnh để chiếu cố tôi. Tôi chỉ là một cán bộ cấp cục phó, phải bỏ một khoản kinh phí lớn đó nha. Mặt mày Trần Phong trở nên rất nghiêm túc nói. Thế lực của Ngô gia rất to lớn, cậu không tưởng tượng được đâu, mà có nói cũng vô dụng. Rất may là gọi điện thoại cho tôi. Nếu gọi cho người khác thì sự tình chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Cảm ơn thị trưởng Trần. Hạ Tưởng trịnh trọng nói, ý tứ của Trần Phong rất rõ ràng, nếu ông ta đã nói ra sự thật cho Hạ Tưởng thì cũng đã biểu lộ thiên hướng của ông ta sẽ không nghiêng về phía lập trường của Ngô gia, có thể nói đã bán cho Hạ Tưởng một nhân tình rất lớn. Nếu Hạ Tưởng không mang ơn thì sẽ không có tư cách làm người nữa. Trần Phong làm việc này cũng không phải để Hạ Tưởng cảm kích, mà là để tỉnh hắn. Để cho hắn có một thái độ thật cẩn thận. Mặc kệ như thế nào, với người bên ngoài thì xem ra trên trán Hạ Tưởng đã dán cái nhãn của Trần Phong, là dòng thân cận của Trần Phong. Nếu ông ta chỉ vì chút áp lực mà làm một điều tổn hại tới Hạ Tưởng thì sẽ làm người bên ngoài xem thường, về sau ai còn có thể khăng khăng một dạ đi theo ông ta nữa. Đương nhiên, suy xét sâu thêm một tầng thì Trần Phong cũng không phải là không lo lắng đến thế lực của Ngô gia. Mà là cảm thấy cho dù vòi bạch tuộc của Ngô gia có thể vươn tới thành phố Yến, với thế lực của bọn họ để chỉnh một cán bộ cấp cục phó thì dễ dàng như trở bàn tay, nhưng nếu sử dụng trên người của Hạ Tưởng thì lại không thích hợp mấy. Không cần nói gì khác, chỉ riêng mạng lưới quan hệ ngầm của Hạ Tưởng, đừng nói là Ngô gia ở xa cũng không quá rõ ràng, đến ngay cả ông ta cũng không rõ ràng các chi tiết của Hạ Tưởng. Đầu tiên không nói tới việc Hạ Tưởng là con rể của phó thị trưởng Tào. Kể cả là quan hệ giữa hắn và Phương Tiến Giang thì Trần Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Hạ Tưởng và Vương Bằng Phi có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng đánh bài ăn cơm một chỗ cũng khiến Trần Phong giật mình không nhỏ. Càng làm cho ông ta giật mình chính là nghe đồn trong lần tụ họp nhân sĩ giới doanh nhân thì Hạ Tưởng và ba phó chủ tịch tỉnh cùng qua lại với nhau. Điều này càng làm cho ông ta nhìn Hạ Tưởng với cặp mắt khác xưa. Nếu nói Cao Tấn Chu là người của tập đoàn Viễn Cảnh, Y và Hạ Tưởng trong lúc này hàn huyên với nhau thì bên trong có ẩn tình ý. Sau đó lại thêm Thẩm Phục Minh và Phạm Duệ Hằng, điều này mới khiến trong lòng Trần Phong cảm thán. Hạ Tưởng đúng thật là người rất giỏi từ trong cục diện phức tạp rắc rối lấy ra được các lợi ích cho mình. Chỉ vì quan hệ với bất động sản Lĩnh Tiên, khiến cho hai phó chủ tịch tỉnh lớn như vậy mượn cơ hội nhấc hắn lên, còn dựa thế để tạo ảnh hưởng, ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy không bằng. Hơn nữa, phía sau Hạ Tưởng, trên thực tế còn có một Tống Chiêu Độ. Người khác có lẽ không biết Tống Chiêu Độ, cho rằng từ nay về sau ông ta chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi, sẽ không còn có cơ hội dương cao ngọn cờ.
Nhưng Trần Phong thì lại biết rất rõ ràng, trước mắt hậu trường Tống Chiêu Độ nhìn qua có vẻ không cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng ở nhiệm kỳ mới sau này, gần như trong lòng mọi người đều biết rõ là người này chắc chắn sẽ có vị trí rất cao, mà hậu trường của Cao Thành Tùng, bởi vì vấn đề tuổi tác, sang đến nhiệm kỳ mới sẽ lui xuống. Do đó, Tống Chiêu Độ một lần nữa sẽ quật khởi, tuy nhiên thời gian bây giờ là vấn đề đang nan giải. Ông ta ẩn nhẫn 2 năm, có lẽ là được sự bày mưu tính kế của hậu trường, trước mắt vững vàng ở bước quá độ, không nên đẩy mâu thuẫn với Cao Thành Tùng trở nên gay gắt. Dù sao, thời gian cũng đang đứng về phía bọn họ. Vô tình, Hạ Tưởng trở thành đầu mối của rất nhiều các thế lực, do đó cũng không sợ lắm sự đàn áp của Ngô gia, hơn nữa còn có một Liên Nhược Hạm. Tuy rằng Liên Nhược Hạm là người của Ngô gia cũng lấy lợi ích của gia tộc để đè ép cô đi vào khuôn khổ. Nhưng Trần Phong cũng biết rằng, ba của Liên Nhược Hạm là quản lý một tỉnh, tuy rằng là nhân vật hết sức quan trọng của Ngô gia nhưng ông ta và gia tộc có quan hệ cũng không quá chặt chẽ. Mà Liên Nhược Hạm lại chẳng những quan hệ hờ hững với gia tộc mà quan hệ của cô với ba của mình cũng cực kỳ bình thường. Cá tính của cô rất mạnh, tính độc lập cao, là người mà đối diện với các lợi ích của gia tộc từ trước đến nay không có chút hứng thú nào. Chỉ với sự hiểu biết một phần nhỏ của mình, Trần Phong có thể kết luận, Liên Nhược Hạm quyết không có khả năng vì gia tộc mà quyết liệt với Hạ Tưởng. Sự bảo vệ của Trần Phong với Hạ Tưởng thì cũng rất mãnh liệt. Hạ Tưởng âm thầm trợ giúp ông ta thì có thể nói là không ít. Hơn nữa ông ta cũng cố ý muốn nhìn xem rốt cuộc Hạ Tưởng có thể đi được bao xa. Hiện tại, bình tĩnh phân tích thì lại kinh ngạc mà phát hiện ra Hạ Tưởng đã là một người mà các thế lực khắp nơi đang tranh đoạt, cũng là người có năng lực tác động đến các thế lực khắp nơi. Thế lực của Ngô gia cho dù mạnh đến mấy, nhưng tại tỉnh Yến này còn chưa đạt tới mức muốn làm gì thì làm, nên bọn họ muốn chèn ép Hạ Tưởng, nghĩ rằng chặt đứt tiền đồ của Hạ Tưởng thì phải nói là không phải là không có khả năng, mà là khả năng này cũng không phải là lớn. Hơn nữa, Trần Phong cũng có thể đoán được, người muốn đè nén Hạ Tưởng chính là người trong thế hệ thứ hai của Ngô gia. Nhân vật cầm lái của Ngô gia, ánh mắt của ông cụ không nhìn tới trên người Hạ Tưởng, trong mắt ông ta, tất cả đều là việc đại sự của quốc gia. Hơn nữa, còn có Liên Nhược Hạm không tiếc tất cả để giữ gìn, vào phút cuối cùng, chắc chắn ba của Liên Nhược Hạm sẽ đứng về phía của cô con gái mình. Nếu Trần Phong biết được rằng một lòng giữ gìn và bảo vệ Hạ Tưởng còn có thế lực của Sử Lão phía sau lưng Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng còn có quan hệ rất gần với ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh Mã thì đúng là ông ta trở nên cực kỳ khiếp sợ, nói không ra lời. Đương nhiên, tất cả những gì mà Trần Phong phân tích thì cũng không bằng sự cực kỳ trân trọng của Trần Phong dành cho Hạ Tưởng. Mặc kệ là Hạ Tưởng có thừa nhận hay không, toàn bộ thành phố Yến, thậm chí là cả tỉnh Yến thì đều đã đem Hạ Tưởng thành người của Trần Phong. Ai chẳng biết từ trước đến nay Trần Phong rất hay bao che khuyết điểm. Hạ Tưởng không chịu ức hiếp thì thôi, chỉ cần bị ức hiếp, ông ta mà biết được, chắc chắn sẽ làm cho hắn hết giận. Trần Phong rất rõ ràng, Hạ Tưởng ở tổ cải tạo thôn nội đô đã khổ sở vì ông ta mà làm tất cả, thay ông ta tính toán âm thầm vượt qua không ít các cửa ải khó khăn, đáng quý nhất là hắn không kể công, không kiêu ngạo. Cho nên khi ông ta nhận được điện thoại của Ngô gia, phản ứng đầu tiên là muốn phản ứng với đối phương mấy câu, nhưng sau tỉnh táo lại, mới mập mờ nói rằng mình sẽ lưu tâm đến nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, nhưng cũng không cấp hứa hẹn gì với đối phương cả. Hiển nhiên là đối phương cũng nghe ra sự có lệ của Trần Phong, tuy rằng cũng không nói thêm gì, nhưng Trần Phong biết, đối phương chắc chắn sẽ ủy thác với người khác để xuống tay với Hạ Tưởng. Vì thế, ông ta trịnh trọng nhắc nhở Hạ Tưởng. Tôi nghĩ rằng Ngô gia sẽ không chịu để yên. Hơn nữa, thế lực của bọn họ đúng là rất khổng lồ, tại thành phố Yến hoặc tỉnh Yến chắc chắn còn có người quen biết của bọn họ. Tiểu Hạ, đường đi phía sau của cậu còn dài, cũng chỉ là một cô gái, nếu không được thì buông tha cũng tốt. Trần Phong xuất phát từ ý tốt, Hạ Tưởng chỉ có thể lĩnh ý. Đa tạ ý tốt của thị trưởng Trần, tôi cũng có chừng mực, cũng biết cái gì nên nắm chắc, cái gì nên buông tha. Có một số người và việc cũng không phải vì lợi ích mà buông ra được. Tôi tin tưởng trước kia ngài cũng có những thời điểm phải lựa chọn trong đau đớn. Trần Phong biết Hạ Tưởng đã hạ quyết tâm, cũng hơi bất đắc dĩ, tuy nhiên cũng cười ha hả mà nói. Tôi tin tưởng mỗi bước cậu đều đi thật tốt, lúc này lại có một cái để tỉnh cậu, Đàm Long có khả năng trở thành ủy viên thường vụ, chức vụ bên phía ủy ban là phó thị trưởng thường trực, y đối với tập đoàn Viễn Cảnh không có mấy ý tốt. Đất đai của nhà máy thép và nhà máy dược thì y chắc chắn sẽ đề xuất ý kiến phản đối. Thị trưởng là ai vậy?
Hạ Tưởng đối với khoảng trống vị trí do Tào Bá rời khỏi sẽ do Đàm Long tiếp nhận thì cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý. Nhưng đối với việc ai nhậm chức thị trưởng thành phố Yến thì vẫn tràn đầy sự tò mò. Cạnh tranh rất kịch liệt. Ban đầu là muốn đề bạt từ nguồn cán bộ của thành phố nhưng phía tỉnh không đồng ý, hiển nhiên là không nghĩ để thành phố Yến ôm thành một khối. Tuy nhiên, hiện tại cũng đã có một số gương mặt, không có gì bất ngờ xảy ra thì người đó chính là Hồ Tăng Chu. Bí thư thành ủy Trương Trình Hồ Tăng Chu. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Tốc độ lên chức của ông ta rất nhanh, không hiểu có bí quyết gì không nữa. Trần Phong bị Hạ Tưởng chọc cười. Bí quyết, cậu cho là thăng quan là công phu kỹ thuật, tìm đúng được bí quyết là sẽ thành công. Tuy nhiên, nếu nói sự thăng quan của bí thư Hồ thì cũng xem như là có chút bí quyết, một người đã nhìn chúng và tán thưởng thư pháp của y. Quả thực khó tin. Cuối cùng cũng tu thành chính quả, Hạ Tưởng đối với việc lấy thư pháp nhập tâm làm đường đi trong chốn quan trường cũng phải âm thầm tán thưởng. Hắn đối với Hồ Tăng Chu thì phải nói rằng cũng chưa đạt tới mức có ý tốt, nhưng cũng không đến mức phải chán ghét. Tổng quan mà nói thì cảm thấy y là một người cũng rất phi thường. Quả thật Trần Phong rất bận, vốn muốn cùng nói chuyện thêm với Hạ Tưởng nhưng chỉ trong chốc lát một số người đã lên để báo cáo công tác, vì thế Hạ Tưởng đành phải cáo từ ra về. Trước lúc đi khỏi, hắn dùng sức nắm tay Giang Thiên, hai người không nói thêm lời nào. Ra khỏi tòa nhà trụ sở của ủy ban, Hạ Tưởng đánh xe rời đi. Dọc theo đường đi, chỉ trong chốc lát Hạ Tưởng phát hiện ra một cái đuôi lại đi phía sau. Mấy ngày gần đây, hắn vẫn phát hiện ra phía sau luôn có cái đuôi theo dõi, vốn vẫn ôm tâm lý chơi đùa với bọn họ một chút, khi đến điểm mấu chốt sẽ tìm cách đánh lạc hướng bọn họ là được. Tuy nhiên, hôm nay nghe được điện thoại của Ngô gia gọi đến cho Trần Phong, đưa ra đề nghị Lộ Liễu phải hủy tiền đồ của hắn, giọng điệu này đúng là làm cho Hạ Tưởng tức giận. Lại nhìn về cái đuôi phía sau, Hạ Tưởng cảm thấy cũng cần phải động thủ thu thập bọn họ một chút. Những người theo dõi phía sau Hạ Tưởng chính là đám người Hứa Đại Căn mà Cường Giang Hải an bài. Chương 275, thiết kế. Đám người Hứa Đại Căn theo dõi Hạ Tưởng mới đầu nghĩ rằng sẽ rất thuận lợi, không hề có gì khó khăn cả, lúc nào cũng có thể nắm bắt hành tung của Hạ Tưởng bởi vì hành tung của Hạ Tưởng đều rất công khai. Tuy nhiên, khi đến thời gian cá nhân hoặc sau khi hết giờ làm việc, bọn họ chỉ đi theo Hạ Tưởng một lát liền mất dấu hắn. Ngay từ đầu họ còn tưởng Hạ Tưởng lái xe quá nhanh, kỹ thuật lái xe tốt, sau đó mới chậm rãi phát hiện rằng hóa ra hắn đã sớm biết mình theo dõi, chỉ là muốn đùa chơi với mình mà thôi. Đám người Hứa Đại Căn vừa tức giận vừa không phục, muốn đấu với Hạ Tưởng một lần. Hạ Tưởng thấy bọn họ khá kiên nhẫn, trong lòng bắt đầu nổi giận, liền lái xe dẫn họ lòng vòng quanh thành phố hơn nửa giờ. Hắn cũng có chút mệt mỏi, tâm tình hơi bình tĩnh lại liền gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm. Bởi vì lần trước Liên Nhược Hạm đi khảo sát, lúc ở trong phòng có nói một câu, hiện tại hắn muốn hỏi cô xem tình hình thế nào. Điện thoại vừa thông, Hạ Tưởng liền kể lại tình hình hắn gặp Trần Phong cho Liên Nhược Hạm nghe. Liên Nhược Hạm nghe xong hừ lạnh mấy tiếng, nói. Em đoán là chú ba nhà em gọi điện thoại, ông ấy thích lắm chuyện, lại thích danh lợi, nhiều ý tưởng xấu. Đừng để ý tới ông ấy, em không tin ông ấy có thể gây nên bao nhiêu sóng gió. Hạ Tưởng lại nói, vẫn nên đề phòng một ít thì hơn, không sợ kẻ trộm mà chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ mình. Thị trưởng Trần nói, ông ta khẳng định còn có thể tìm người khác gây áp lực lên anh. Nếu anh sợ thì có thể nói rõ, em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa. Liên Nhược Hạm nói rất rõ ràng, biểu hiện sự quyết liệt của mình. Bớt nói linh tinh đi, không phải em nói hôm nay đợi anh sao, tới cao ốc quốc tế thuê phòng chờ anh, xem anh có xử lý em không. Xử lý thì xử lý, ai sợ ai? Liên Nhược Hạm không ngại, nói. Em đã sợ anh bao giờ chưa? Chỉ có anh luôn sợ em thì phải. Nói mấy câu lại bị cô kích động lửa dục, Hạ Tưởng dập máy, nghĩ cách làm sao dứt bỏ được đám ruồi bọ phía sau đó mới đi tìm Liên Nhược Hạm. Hắn lái xe đi thêm được một đoạn, bỗng nhiên di động lại đổ chuông, là Tào Thù Lê gọi điện thoại tới. Hạ Tưởng nghĩ cô bé Lê nhớ mình, hiện tại cô đã khai giảng. Năm nay học năm thứ tư đại học, là năm cuối. Hắn vừa bấm nghe, còn chưa kịp cười đã nghe thấy tiếng kêu khóc của Tào Thù Lê truyền tới. Hạ Tưởng, mau cứu em, có người quấy rầy em. Hạ Tưởng vừa nghe thấy liền sốt ruột, máu nóng bốc lên. Em đừng gấp, nói rõ ràng, rốt cục là thế nào. Em ở gần trường học, đi cùng với Lam Miệt ra ngoài mua đồ,
bị người bao vây. Nó không cho em đi, còn uống rượu, muốn em tiếp nó. Nó tên là Phạm Tranh. Tào Thù Lê dù thông minh lanh lợi nhưng vẫn không dũng mãnh như Liên Nhược Hạm vì Liên Nhược Hạm giỏi võ. Cô cũng không điêu ngoa như Tiếu Giai, lúc nào cũng hiền lành dịu dàng nên khi đối mặt với kẻ ác thì bó tay không có biện pháp. Không ngờ là Phạm Tranh. Hạ Tưởng lo lắng tới an nguy của Tào Thù Lê nhưng hắn vẫn bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, hỏi. Đừng sợ, cô bé Lê, có anh đây, không ai có thể bắt nạt em được. Nói cho anh địa điểm cụ thể, anh lập tức tới ngay. Ngay tại cửa hàng photocopy Lam Quang cạnh trường em. Dập điện thoại, Hạ Tưởng thấy đám ruồi bọ phía sau vẫn theo sát, trong lòng cảm thấy chán ghét không nói nên lời, chỉ muốn xuống xe nện cho đám kia một trận. Tuy nhiên hắn vẫn cưỡng chế lửa giận trong lòng, tỉnh táo suy nghĩ. Nếu cứng đối cứng với Phạm Tranh cũng không có gì, nhưng nếu có thể âm thầm chơi y một phen chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao. Khiến y có nỗi khổ không nói nên lời, cũng khiến y nhấm nháp một chút sự đau đớn khi bị người khác đâm một dao sau lưng. Nếu lần trước y đã tìm mấy tên côn đồ quấy rầy Cao Tấn Chu, vậy hôm nay cũng dùng người để trị y. Hạ Tưởng quyết định xong, lập tức gọi điện thoại cho Lý Hồng Giang. Phó Chủ tịch huyện Hạ, đã lâu không gặp, mọi việc tốt chứ? Giọng nói vui vẻ của Lý Hồng Giang truyền tới từ đầu bên kia. Tôi đã nghĩ ông em quên tôi rồi. Hiện tại tôi cũng không dám gọi điện thoại cho cậu, sợ trèo cao. Bớt nói nhảm đi, em tìm anh có việc gấp, có thể mang người đến học viện kiến trúc không? Hạ Tưởng không rảnh khách sáo với Lý Hồng Giang, hung hăng nói. Không thành vấn đề, có chuyện gì? Lý Hồng Giang nghe ra giọng Hạ Tưởng không ổn, cũng sốt ruột hỏi. Trước hết bố trí người rồi nói sau, tìm toàn bộ dân công, cho đám đó lên một chiếc xe tải không biển số, phải ra ngay lập tức. Hạ Tưởng vừa lái xe vừa kể lại tỉ mỉ cho Lý Hồng Giang. Lý Hồng Giang nghe xong cũng sôi máu, thô tục chửi bới. Mặc kệ nó là thằng nào, dám bất kính với em rể tao, tao đập chết con mẹ nó. Ông em chờ đấy, anh lập tức bố trí ngay. Có muốn anh cùng đi không? Không cần, anh lộ mặt không ổn, để người ta nhận ra sẽ không tốt lắm. Hạ Tưởng bố trí xong xuôi hết thảy, thấy sắc trời đã dần tối, liền rẽ vào trong một ngõ nhỏ, cũng không kịp dùng dụng cụ để tháo biển số xe mà trực tiếp dùng sức phá luôn, sau đó ném vào cốp xe. Hắn lại nhắn tin cho Liên Nhược Hạm, nói bận không đi được, sẽ liên hệ sau. Hạ Tưởng đi ra khỏi ngõ nhỏ, thấy đám người kia vẫn theo sát phía sau. Trong lòng hắn bất chợt buồn cười, đột nhiên dấn ga chạy như điên. Hứa Đại Căn thấy Hạ Tưởng chẳng những phá biển số xe lại còn tăng tốc chạy đi, nghĩ thầm rằng khẳng định có chuyện gì đó phát sinh. Theo dõi hắn nhiều ngày như vậy, hôm nay thấy có thu hoạch, sao có thể dễ dàng buông tha. Y vội vàng chỉ huy đám tay chân nhất định theo sát, tuyệt đối không được để mất dấu. Hạ Tưởng lòng nóng như lửa đốt, trên đường lại gọi một cuộc điện thoại cho Tào Thù Lê. Biết cô và Lam Miệt vẫn còn bị đám người Phạm Tranh quấn lấy không rời. Mấy người Phạm Tranh còn ăn nói thô tục, thậm chí muốn động tay động chân. May mắn là Lam Miệt nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng cũng rất quật cường, nói mấy câu liền khiến bọn kia không dám động vào. Một phần cũng là vì e ngại thân phận của Tào Thù Lê nên Phạm Tranh mới không dám dùng sức mạnh, tuy nhiên y vẫn quấn lấy Tào Thù Lê không rời. Phạm Tranh, Hạ Tưởng cắn chặt hàm răng, chỉ muốn một đạp vào mặt kẻ thối nát đó. Sắp đến nơi, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lý Hồng Giang. Đám dân công đã tập kết đầy đủ, mỗi người đều cầm gậy sắt, đều là lực lượng nòng cốt tin cậy. Hạ Tưởng nghe xong, quay lại nhìn xe của Hứa Đại Căn theo sát phía sau, báo cho Lý Hồng Giang biển số xe. Tất cả các xe ở hiện trường đều không tha, đập càng nát càng tốt. Không thành vấn đề, chờ xem kịch vui đi. Hôm nay Lý Hồng Giang cũng uống chút rượu. Hơn nữa có một thời gian Hạ Tưởng không liên lạc với y khiến y nghĩ mình đã bị lạnh nhạt. Không ngờ vừa có chuyện, người đầu tiên mà Hạ Tưởng nghĩ đến lại là y, khiến y rất cảm động, cảm giác tình hữu nghị với Hạ Tưởng vẫn không đổi, lại càng kích động hơn. Lại nghe nói có người bất kính đối với Tào Thù Lê, y lại càng nổi trận lôi đình. Tào Thù Lê là ai? Là thiên kim tiểu thư của cựu lãnh đạo giám đốc Sở Tào. Mặc kệ thằng kia là con phó chủ tịch tỉnh hay là con ai. Dám chọc vào tiểu thư của lão lãnh đạo, chọc vào bạn gái của Hạ Tưởng, y phải là người đầu tiên xông lên, thay Hạ Tưởng xả giận. Hạ Tưởng xuất phát từ tâm lý bảo vệ y, không cho y lộ mặt, trong lòng Lý Hồng Giang rất cảm động. Rốt cục vẫn là anh em của mình,
lúc nào cũng suy nghĩ cho mình. Tuy nhiên nếu đã có chuyện tốt như vậy, sao có thể thiếu mình chứ? Trước kia Lý Hồng Giang cũng đã không ít lần mang theo dân công đi gây rối. Khi thay một bộ quần áo dân công, lại bôi đất cát lem nhem mặt mày, đứng lẫn trong đội ngũ dân công, lao như bay tới hiện trường. Hạ Tưởng tới hiện trường sớm hơn một bước so với Lý Hồng Giang. Xa xa có một đám người đang bao vây lấy hai cô gái, trong đó có một người mặt mũi đỏ bừng, đúng là Phạm Tranh. Ở cách khá xa, Hạ Tưởng không nghe rõ y nói gì, chỉ thấy y rung đùi đắc ý nói không ngừng, có lẽ không phải là ăn nói thô tục mà là đang khoe khoang gì đó. Tào Thù Lê và Lam Miệt nắm tay nhau, trợn mắt nhìn y. Tuy rằng hai người bị vây bên trong, thoạt nhìn rất cô độc nhưng đều có một khí thế không thể xâm phạm. Phạm Tranh mấy lần muốn đưa tay sờ nhưng đều bị đánh trở về. Thật ra không phải y không muốn cưỡng ép mà là cảm thấy Tào Thù Lê quá đẹp, thật sự không thể đành lòng khinh nhường cô, muốn cô chủ động đi vào khuôn khổ mới hứng thú. Gần đây mọi việc của Phạm Tranh đều không thuận, biệt thự Tây Thủy thua lỗ lớn. Thực ra đối với y và Cao Kiến Viễn thì thua lỗ mấy chục triệu tệ cũng không có gì, tự nhiên có người xuất tiền ra, có doanh nghiệp nhà nước chi tiền ra bù. Nhưng sự sỉ nhục vì thất bại lại khiến y cảm thấy mất mặt, bởi vì theo y thấy, với sự thông minh và tài trí của mình, không thể thất bại được, vậy mà vẫn thất bại thảm hại. Y bị Phạm Duệ Hằng mắng chửi một trận, mắng y không có chí khí, mắng y chỉ biết càn quấy, không làm việc đàng hoàng. Phạm Tranh hiểu rõ ý của Phạm Duệ Hằng, ông ta là trách y làm ăn thua lỗ gây phiền toái, cuối cùng lại phải dựa vào ông ta ra mặt lau dọn. Tuy rằng với một phó chủ tịch thường trực tỉnh thì tìm biện pháp thu dọn lỗ hổng vài chục triệu không phải là việc gì khó, nhưng Phạm Duệ Hằng luôn tính cách cẩn thận, nếu chẳng may chuyện này rơi vào trong tay đối thủ, nhất định sẽ bị lợi dụng. Mấy chục triệu tệ, nếu cấp trên không tra thì có thể biện minh là đưa ra quyết sách sai lầm, làm một lần kiểm điểm là trôi qua, thậm chí không một tiếng động. Nhưng chỉ cần muốn tra, chẳng những có thể kéo ông ta từ ngai vàng phó chủ tịch thường trực tỉnh xuống đất, thậm chí còn có thể khiến nửa đời còn lại của ông ta phải trải qua trong nhà giam. Quan chức lúc nào cũng như đi trên miếng băng mỏng, không cẩn thận không được, nói không chừng sẽ bị lật thuyền mà không biết lúc nào. Cho nên nếu có thể không lưu lại nhược điểm thì phải cố hết sức để không lưu lại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Phạm Duệ Hằng không tán thành Phạm Tranh đi theo kinh doanh. Phạm Tranh vốn định hãnh diện trước mặt Phạm Duệ Hằng một lần, nhưng không ngờ ngược lại biến thành mặt xanh mày xám, rất chật vật, trong lòng không tránh khỏi tức giận, liền hẹn mấy đứa bạn bè xấu cùng đi uống rượu. Rượu vào gan to, được đám bạn giật dây, y tới khu đại học tìm những nữ sinh viên xinh đẹp, rất không may lại vừa lúc gặp Tào Thù Lê và Lam Miệt. Sau khi nghe Lam Miệt nói ra thân phận của Tào Thù Lê, trong lòng Phạm Tranh cũng hơi e dè. Dù sao đều lăn lộn ở thành phố Yến, cần phải giữ lại chút tình cảm. Tuy nhiên đám bè bạn bên cạnh không ngừng kích động, trêu cợt, y lại thấy Tào Thù Lê tức giận khiến khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, dưới ánh đèn đường lại càng quyến rũ mê người. Trong lòng y ngứa ngáy khó chịu, nhớ tới sau lưng mình còn có ông già làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, lại có thằng bạn là công tử nhà bí thư tỉnh ủy, lại ở địa bàn tỉnh Yến, ai có thể làm gì y chứ? Phạm Tranh cũng là có rượu mới lớn gan máu sắc, lại gần đây thất bại trong thương trường, nên nghĩ có lẽ đen bạc đỏ tình. Trong tiếng huyên náo của đám người xung quanh, y giơ tay lên định sờ vào khuôn mặt kiều diễm như hoa như ngọc của Tào Thù Lê. Tay y vừa mới giơ lên chợt nghe thấy một tiếng phanh chói tai truyền đến, chỉ thấy một chiếc xe Việt dã cao lớn uy mãnh đang hung hăng lao tới, tốc độ như bay, nhằm thẳng vào phía đám người lao tới. Phạm Tranh lập tức sợ tới mức gần tỉnh rượu, làm gì còn tâm tình đùa giỡn mỹ nữ nữa, chỉ vào ô tô chửi ầm lên. Cái chó gì vậy, lái xe kiểu gì thế? Mày muốn đâm chết người à? Mày có giỏi đâm tao thử xem. Chiếc ô tô như thể nghe lời y, đèn pha cứ bật tắt liên tục, còn bấm còi như điên, tốc độ xe không hề giảm chút nào, lao thẳng về phía Phạm Tranh. Phạm Tranh hoàn toàn tỉnh táo lại, cuống cuồng kêu lên. Mẹ nó, hay là thằng lái xe say rượu, chạy mau. Y quay người chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Đám người vây quanh Tào Thù Lê và Lam Miệt cũng chưa bao giờ gặp phải sự việc như vậy, đều sợ hãi trốn hết. Lúc trước còn ăn to nói lớn, giờ không còn một anh hùng hảo hán nào đứng giữa đường nữa cả. Hạ Tưởng như thể nổi điên, dọa người chạy hết xong, liếc thấy cách đó không xa có mấy chiếc ô tô đắt tiền, không cần phải nói cũng biết chắc chắn là xe của Phạm Tranh và đám bạn bè hư hỏng của y. Hắn lại liếc vào gương chiếu hậu, thấy chiếc xe theo phía sau chỉ còn cách vài mét,
tốc độ cũng không chậm, hắn liền dậm chân phanh. Xe của Hứa Đại Căn phía sau bất ngờ không kịp phòng, luống cuống phanh lại, nhưng phanh lại không tốt như xe của Hạ Tưởng nên vẫn lê một đoạn dài, sắp đâm vào đuôi xe Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại đột nhiên nhấn ga, ô tô lao nhanh về phía trước như bay. Mẹ nó, chơi bọn tao à? Hứa Đại Căn nổi giận, nói với tên đàn em lái xe. Đuổi theo, vượt qua nó, ép nó. Người lái xe thường có tính, lộ nộ. Một người có thể bình thường tính tình rất tốt nhưng khi vừa lái xe lại trở nên rất dễ nổi giận, kích động, gọi là, lộ nộ. Hứa Đại Căn vốn tính tình không phải loại hiền lành, lại đi theo Hạ Tưởng cả ngày, bị hắn đưa đi vòng vèo khắp nơi, trong lòng đã sớm tức giận, hiện tại lại bị hắn trêu cợt trắng trợn, lập tức nổi trận lôi đình. Ý thế trong xe có ba người, dù sao Hạ Tưởng cũng không biết ba người bọn họ, cho nên muốn vượt qua hắn, ép xe hắn cho hả giận. Xe của Hứa Đại Căn là một chiếc Santana 2, xem như xe chất lượng loại thường. Y không biết Land Rover, tuy nhiên theo bản năng thì cảm thấy xe Việt dã đều chạy không nhanh, nhất là thân xe nặng nề, chạy trong nội thành khẳng định là không thể hơn được xe của mình. Y vỗ vai lái xe, nói. Có thể diệt được nó không? Có thể, nó không thoát được đâu. Lái xe cũng tức giận, bị người trêu chọc quả thật là rất khổ sở. Y liền dậm chân ga, hung hăng nói. Đùa giỡn bọn tao cả ngày, nghĩ bọn tao là khỉ làm xiếc à. Phải cho nó biết tay mới được. Chiếc Santana càng lúc càng tới sát chiếc Land Rover. Có thể thấy được là chiếc Land Rover đang tăng tốc nhưng rõ ràng không nhanh được như chiếc Santana. Thấy càng lúc càng gần, Hứa Đại Căn mừng rỡ, kêu lớn. Dám kiêu ngạo với tao à, cho mày biết tay. Khi cách chiếc Land Rover còn 5 mét, chiếc Santana bắt đầu đảo sang bên trái định vượt qua. Không ngờ chiếc Land Rover cố tình lượn theo chèn không cho vượt. Hứa Đại Căn giận dữ. Vượt bên phải. Vượt phải khá nguy hiểm, bởi vì nếu lái xe thuận đường bình thường là bên trái, nếu chẳng may phía trước có tình trạng khẩn cấp gì thì khi lái xe phát hiện ra đã không đủ thời gian để xử lý tình huống. Tuy nhiên hiện tại mọi người trên xe đều đang nổi nóng, ai mà nghĩ nhiều như vậy cơ chứ? Lái xe lập tức lạng sang phải, cũng không thèm bật xi nhan, muốn vượt bên phải. Kỳ quái chính là chiếc Land Rover vừa đảo sang trái xong liền phanh kít lại, quay đầu lại phía sau. Bởi vì tốc độ cao, lốp xe và mặt đường ma sát lớn phát ra thanh âm chói tai, dưới bánh xe còn toát lên một làn khói nhẹ nhẹ. Hứa Đại Căn sửng sốt, quay đầu tại chỗ, muốn chạy à? Y đang muốn bảo lái xe cũng quay đầu tại chỗ để đuổi theo, lại nghe lái xe quát to. Xong rồi, phía trước có xe. Ngay sau đó... Hứa Đại Căn cảm giác thân mình nghiêng về phía trước, đầu đập thẳng vào phía trước xe, vỡ đầu chảy máu. Y không có thói quen đeo đai an toàn, xe phanh gấp mà không bị bắn ra ngoài đã là tốt lắm rồi. Y chống hai tay, muốn xem thế nào lại cảm giác xe đâm mạnh vào một thứ gì đó phía trước. Ầm một tiếng, chiếc xe đã đâm vào xe khác đậu ở ven đường. Hứa Đại Căn chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng xương cánh tay gãy răng rắc, ngay sau đó là một cơn đau thấu tim gan từ cánh tay truyền đến. Y biết, bởi vì quán tính quá lớn nên hai tay mình đã gãy. Người ngồi phía sau còn đỡ, được ghế trước cản lại một chút. Lái xe thì có đeo đai an toàn nên đầu bị đập vào vô lăng, bầm dập mặt mũi nhưng không có vấn đề gì lớn. Chỉ có ô tô thì có đại sự, chẳng những đằng trước bị đâm nát nhừ, còn đâm cho chiếc xe phía trước vỡ tan, ngay cả hai cánh cửa xe cũng tung ra ngoài. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là chiếc xe bị đụng là một chiếc BMW cực kỳ đắt giá. Hứa Đại Căn choáng váng đầu óc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xả ra, đang mơ mơ màng màng lại thấy một đám người tay cầm gậy sắt hoặc gậy gỗ lao thẳng tới, đập loạn vào chiếc BMW phía trước và cả chiếc Santana của Y. Chỉ trong nháy mắt, chiếc BMW đã bị đập nát nhừ, cả xe của Y cũng bị đập toàn bộ. Hứa Đại Căn không dám xuống xe, hai tay đau đớn nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể cuộn mình ngồi nguyên tại chỗ, hy vọng đám người kia không đánh người cướp đồ của mình. Cũng may đám người đó chỉ đánh xe mà không đánh người, khi đập xe xong liền chạy thẳng về phía sau. Sau khi Hạ Tưởng thiết kế để xe của Hứa Đại Căn đâm phải xe của Phạm Tranh xong liền quay đầu trở lại hiện trường. Lúc này đám người Phạm Tranh phát hiện xe bị đâm lập tức hô to gọi nhỏ, cũng không để ý tới Hạ Tưởng nữa mà đều chạy về phía ô tô của mình. Hạ Tưởng thừa dịp hỗn loạn, đi tới bên cạnh Tào Thù Lê, ôm lấy cô, nói vào tai cô. Anh đến đây, cô bé Lê, đừng sợ. Vừa rồi Tào Thù Lê cũng đoán được là Hạ Tưởng tới cứu mình, đã sớm chờ hắn.
Cô lập tức nhào vào trong ngực hắn, khóc như hoa lê gặp mưa. Thật là hư hỏng, anh mà chậm một bước thì cô bé Lê của anh đã bị người ta cướp đi rồi. Không thể cướp được, không ai có thể cướp được cô bé Lê của anh. Có anh đây, không kẻ xấu nào có cơ hội cả. Hắn đỡ Tào Thù Lê lên xe, lại vươn tay nói. Lam Miệt, hiện tại em đi hay là ở lại xem náo nhiệt? Rất lãng mạn, rất cảm động. Lam Miệt giả vờ say mê, nháy mắt với Hạ Tường. Em biết mà, khẳng định sẽ có một chàng trai chân đạp mây bảy màu tới cứu người, quả nhiên là anh. Hạ Tường bị cô chọc cười. Không lên xe thì kệ em đấy nhé, còn không mau đi. Lam Miệt tỉnh táo lại. Đi, đương nhiên là đi. Có một hoàng tử cưỡi ngựa trắng đẹp trai như vậy mời em lên xe, em mà không đi thì quá ngốc. Tuy nhiên, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người Phạm Tranh đang bị một đám dân công vây quanh. Bọn chúng thì sao, cứ như vậy buông tha cho chúng à? Bọn chúng nợ người ta tiền, người ta tới đòi nợ, khẳng định sẽ có tranh cãi kịch liệt, không cần chúng ta quan tâm. Hạ Tưởng đóng cửa xe xong, quay đầu liếc đám người kia, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang lẫn lộn giữa đám người, thoáng giơ tay ra hiệu đối với hắn. Hắn lắc đầu mỉm cười, Lý Hồng Giang này thật là thú vị, tốt xấu gì cũng là phó tổng giám đốc công ty xây dựng số 2, vậy mà vẫn thích chơi nghịch như vậy. Chương 276, từng bước ép sát. Hạ Tưởng đưa Tào Thù Lê tới trường học, Tào Thù Lê đã khôi phục lại bản tính hồn nhiên, ôm cánh tay Hạ Tưởng không rời, nói. Em gọi điện thoại cho anh xong thì hối hận. Sợ anh làm ra việc gì ngốc nghếch. Không ngờ, em vẫn xem nhẹ sự hư hỏng của anh. Anh đưa một đám dân công tới vây lấy đám người Phạm Tranh làm gì? Chẳng lẽ muốn họ đánh nhau? Tuy nhiên nói gì thì nói, đám người kia cũng đáng ghét thật, cũng chẳng có tiền đồ gì cả. Không ngờ là con của phó chủ tịch tỉnh mà chẳng có chút tố chất gì cả. Tố chất của nó và bố nó chẳng liên quan gì tới nhau cả. Hạ Tưởng liền cười, thấy cô bé Lê thở hổn hển. Lại cảm thấy đau lòng thương tiếc, nói. Về sau buổi tối ít đi ra ngoài thôi, em nhìn em và Lam Miệt này, ăn mặc, trang điểm đều rất xinh đẹp, không phải là cố tình ra ngoài tạo cơ hội cho đám người xấu sao. Em sai rồi, về sau không dám nữa. Tào Thù Lê ngoan ngoãn cúi đầu, liếc Lam Miệt một cái. Lam Miệt vội vàng giải thích. Đều là do em, là em muốn sớm đi photocopy tài liệu nên mới gây nên chuyện. Về sau buổi tối em sẽ không bao giờ đi ra ngoài nữa, cho dù đi ra ngoài cũng phải che mặt đi. Hạ Tưởng lại an ủi bọn họ một lát, sau đó tìm cơ hội gọi điện thoại cho Lý Hồng Giang. Hết thảy tiến triển vô cùng thuận lợi. Đám người Phạm Tranh thấy ô tô bị đụng phải, đương nhiên rất đau lòng, liền xông tới tìm đám người Hứa Đại Căn lý luận, sau đó lại bị đám dân công vây bên trong. Đám dân công vừa đập xe vừa dựng biểu ngữ hoặc chữ viết. Công tử Phạm Tranh của phó chủ tịch tỉnh nợ tiền không trả, khai phá biệt thự thua lỗ, toàn bộ mấy ngàn công nhân bị lừa, huyết lệ lên án. Thiếu nợ phải trả tiền, hoàn toàn là chính đáng. Phạm Tranh vừa thấy liền nóng nảy. Người ta vẫn nói, vuốt mặt phải nể mũi, vậy mà đám người này không hề nể nang gì, còn đánh rất hăng, hơn nữa còn đánh ngay trước mặt mọi người. Y đi tới muốn xé biểu ngữ đi, đám dân công đương nhiên là không chịu. Bọn họ tuy không phải là chủ nợ chân chính của Phạm Tranh nhưng đã được Lý Hồng Giang bày mưu đặt kế, hơn nữa quả thật biết Phạm Tranh đúng là khai phá biệt thự thua lỗ, không có tiền trả lương cho công nhân, cho nên cảm giác máu nóng cùng chung mối thù. Phạm Tranh vừa mới giật lấy tờ biểu ngữ đã bị ăn một bạt tai thật kêu. Trời thì tối, người lại đông, y không thể nhìn ra là ai đánh mình liền nổi trận lôi đình, quát. Ai dám đánh tao, không muốn sống nữa hả? Tao chỉ cần một cuộc điện thoại là cho mày ngồi tù mọt gông. Mẹ nó. Còn chưa dứt lời, trên mặt y lại trúng thêm một cú. Nếu không hiểu đạo lý tránh voi chẳng xấu mặt nào thì chịu thiệt là chuyện đương nhiên. Đám bạn bè hư hỏng của Phạm Tranh bình thường vốn kiêu ngạo, thấy Phạm Tranh không ngờ bị đám dân công đánh, cả bọn đều hung hăng lao tới, lập tức trở thành một trận hỗn chiến. Đám bạn nhậu của Phạm Tranh vốn sở trường ỷ thế hiếp người nhưng đánh nhau lại quá kém cỏi. Chỉ vài hiệp cả đám đã bị ngã lăn ra đất, bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Phạm Tranh cũng bị ăn vài đá, trên mặt còn trúng thêm một đấm, khiến y choáng váng đầu óc. Phạm Tranh đã bao giờ bị tủi nhục thế này đâu, y muốn nói gì đó nhưng cũng không ai nghe y cả, tất cả đều ồn ào, loạn tùng phèo hết cả. Cuối cùng y và đám bạn bè hư hỏng của y đều bị đánh cho bầm dập mặt mũi,
ngã xuống đất không dậy nổi. Bị ăn đòn đau, Phạm Tranh mới nhớ tới việc phải báo cảnh sát, không ngờ đám dân công như thể đã tính kỹ thời gian, nhoáng một cái đã biến mất hết không còn tăm hơi bóng dáng, không còn sót lại một ai cả. Người chạy nhưng biểu ngữ hoặc chữ viết thì vẫn còn lại rất nhiều. Nơi này lại là khu vực các trường đại học, cao đẳng, rất nhiều sinh viên qua lại. Chỉ chốc lát sau, sự việc liền truyền khắp toàn bộ khu vực. Cái tên Phạm Tranh chỉ trong một đêm đã truyền khắp hơn 10 khu ký túc xá các trường cao đẳng, đại học. Đương nhiên, mấy ngày sau, việc này đầu tiên là truyền tới khắp khu cao đẳng, đại học ở phía Tây Nam, sau đó lại truyền khắp toàn bộ các trường cao đẳng, đại học thành phố Yến. Rất nhiều sinh viên rảnh rỗi thích bàn luận tình hình chính trị đương thời. Danh tiếng của công tử phó chủ tịch tỉnh quá vang dội, mặc dù không một cơ quan truyền thông nào dám đưa tin về việc này nhưng dân gian lưu truyền cũng chấn động một thời. Điều này khiến Phạm Duệ Hằng rất mất mặt, thậm chí trong một lần hội nghị thường vụ, khi đang tranh luận với đối thủ, ông ta còn bị đối thủ châm chọc nhà không có gia giáo, dung túng con trai làm sằng làm bậy, suýt nữa khiến ông ta tức giận trở mặt tại chỗ. Phạm Tranh cũng tự cảm thấy không còn mặt mũi ở lại thành phố Yến nữa, biệt thự Tây Thủy thì mãi không thấy khởi sắc, liền giận dữ rời khỏi thành phố Yến đi tới Bắc Kinh. Đám người Hứa Đại Căn coi như thức thời, thừa dịp loạn bỏ trốn, bỏ luôn cả xe lại. Dù sao cũng là xe lậu, không thể tra ra được là ai. Hứa Đại Căn vừa mất xe lại vừa gãy tay, ở bệnh viện 3 tháng sau mới khỏi, từ đó về sau nhìn thấy Hạ Tưởng liền sợ như sợ cọp. Về phần sự kiện đám dân công, Phạm Tranh nghĩ đúng là do một số công nhân xây dựng ở biệt thự Tây Thủy gây ra, tra đi tra lại cũng không tra được ai, cuối cùng đành phải chịu thua, không giải quyết được gì. Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Lý Hồng Giang, thấy Lý Hồng Giang còn có tâm lý nghịch ngợm, âm u hơn cả mình, liền cười to mấy tiếng, nói. Đến lúc mấu chốt thì vẫn là người nhà mới có thể tin tưởng được. Ông anh, em nhớ kỹ nhân tình này. Nói cái gì, chút việc nhỏ này cũng gọi là nhân tình à. Vậy trước kia cậu giúp tôi nhiều như vậy thì gọi là thế nào? Lý Hồng Giang bất mãn nói. Khách khí với tôi như vậy nữa làm tôi mất hứng đó. Hơn nữa nói thật, gần đây cuộc sống quá an nhàn, thật vất vả mới tìm được chút kích thích, cũng nhân tiện thể dục thể thao, giãn gân giãn cốt một chút. Về sau có chuyện tốt như vậy thì đừng quên gọi cho tôi. Không ngờ hóa ra Lý Hồng Giang còn có ham thích kiểu này. Hạ Tưởng cười cười, lại trêu đùa vài câu liền treo điện thoại. Hạ Tưởng bớt thời giờ gọi điện thoại cho Liên Nhược Hạm, nói tối hắn không qua được mà phải tiếp cô bé Lê, lại kể đơn giản vài câu về chuyện Phạm Tranh. Liên Nhược Hạm căm tức nói. Cô bé Lê rất yếu đuối, nếu là em, khẳng định đã cho nó tàn phế. Hạ Tưởng cảm thán. Đúng là bởi vì cô bé Lê rất yếu đuối cho nên chúng ta lại càng yêu thương, càng trân trọng cô ấy, đúng không? Liên Nhược Hạm biết Hạ Tưởng nói là có hàm ý gì, cô trầm mặc một lát rồi nói. Em đã nghĩ thông rồi, sẽ không tranh danh phận với cô ấy nữa, nhưng có một số việc nên tranh thì em vẫn phải tranh. Ngày mai gọi điện thoại cho em nhé. Hạ Tưởng vẫn luôn ở bên cạnh Tào Thù Lê cho tới tối muộn mới đưa cô trở về ký túc xá. Tào Thù Lê nghe xong tình trạng thê thảm của Phạm Tranh liền cười khanh khách. Nó nợ tiền dân công, bị người ta đánh là đáng đời. Tuy nhiên có thể để lại di chứng gì không? Liệu nó có điều tra được ra ai là người chỉ huy phía sau bức màn không? Không thể, xe của anh và của dân công đều không có biển số, buổi tối làm sao thấy rõ được. Hơn nữa cho dù nó có thể đoán ra anh thì anh thà chết cũng không chịu thừa nhận, nó có thể làm gì nào? Loại chuyện mất mặt thế này. Nó còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi anh sao? Hạ Tưởng đã tính sẵn là Phạm Tranh sẽ không dám gióng trống khua chiêng điều tra chuyện này. Che kín lại còn không kịp, ai còn chủ động moi ra nữa chứ? Cho dù sự việc biệt thự Tây Thủy là bí mật công khai nhưng sẽ chẳng ai nói thẳng chuyện này ra. Ngoại trừ ngậm bồ hòn làm ngọt thì Phạm Tranh không có biện pháp gì khác. Hạ Tưởng đã tính đúng, Phạm Tranh căn bản không dám kể lại sự tình cho Cao Kiến Viễn. Bởi vì y biết Cao Kiến Viễn ghét nhất là y ra ngoài gây chuyện thị phi. Tính cách Cao Kiến Viễn thích đường hoàng, cho dù tán gái cũng chú ý tới tư tưởng và lễ phép. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Buổi tối Hạ Tưởng tìm tới một nhà khách tùy tiện nghỉ ngơi một đêm. Quá muộn rồi nên hắn không muốn quấy rầy bất cứ ai. Sáng sớm hắn đã bị điện thoại đánh thức, không ngờ lại là điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Phó Chủ tịch huyện Hạ. Ngại quá lại phải đánh thức anh dậy từ sớm.
có một việc cực kỳ quan trọng tôi cần phải thông báo với anh. Giọng của Nghiêm Tiểu thì hơi vội vàng, có một tia bối rối và bất an. Hạ Tưởng lập tức hết sạch buồn ngủ, ngồi dậy khỏi giường. Có vấn đề gì, đừng gấp, Tổng Giám Đốc Nghiêm cứ nói từ từ. Là chuyện của anh, sự việc không tốt lắm. Từ giọng nói thân thiết của Nghiêm Tiểu thì bên kia điện thoại truyền tới, Hạ Tưởng thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt lo lắng của cô. Trong lòng hắn có một chút cảm động khó hiểu, chợt nghe cô vội vàng nói. Tôi nghe Kiến Viễn nói, Ngô gia gọi điện thoại tới chỗ Bí Thư Cao, khả năng Bí Thư Cao sẽ tìm anh gây phiền toái. Hạ Tưởng giật mình, nếu Cao Thành Tùng thật sự lên tiếng, muốn xử lý một phó chủ tịch huyện nhỏ nhoi như hắn chỉ là chuyện quá đơn giản. Tuy nhiên khiến hắn không ngờ chính là, người đầu tiên mật báo cho hắn không ngờ lại là Nghiêm Tiểu Thì. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, nói. Cảm ơn cô, Tổng Giám Đốc Nghiêm. Nghĩ lại anh đã làm không ít việc cho bất động sản Lĩnh Tiên chúng tôi không đành lòng nhìn anh trở thành vật hy sinh chính trị. Giọng nói của Nghiêm Tiểu thì rất dịu dàng, có ẩn chứa điều gì đó không thể nói rõ. Anh là một người tốt, ít nhất tốt hơn rất nhiều so với nhiều người tôi biết. Hạ Tưởng trầm mặc một lát, nói. Cảm ơn cô, Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu thì nghe thấy Hạ Tưởng gọi mình là Tiểu Thì thì tim mềm nhũn ra. Vốn không định nói nhưng không hiểu tại sao lại thốt ra. Kiến Viễn nói không cho tôi báo cho anh. Kỳ thật ra anh ta cũng rất ghen tị với anh. Em nghĩ nếu anh bị người ta sửa trị thì anh ta sẽ rất vui đó. Hạ Tưởng, anh thân cô thế cô, Liên Nhược Hãm mất đi sự ủng hộ của gia tộc. Cô ấy cũng không giúp gì được anh nên làm gì bây giờ? Mặc kệ như thế nào, Nghiêm Tiểu thì quan tâm tới hắn là xuất phát từ thật lòng. Hạ Tưởng nghe ra được, cũng nhìn thấy được. Hắn suy nghĩ một chút, khẽ cười nói. Tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, nếu bị bí thư tỉnh ủy nhớ tới, muốn chèn ép, chẳng phải là quá dễ dàng sao? Tôi có thể làm gì chứ? Cùng lắm thì không làm phó chủ tịch huyện nữa. Chẳng lẽ không làm quan thì có thể bị đói chết sao? Hạ Tưởng là nói thật lòng. Hắn cũng không thể trêu đùa tấm lòng chân thành của Nghiêm Tiểu Thì. Dù sao biệt thự Tây Thủy cũng không có khả năng khởi sắc lên. Nếu chẳng may, tôi nói là nếu chẳng may anh không làm quan chức nữa, nếu muốn kinh doanh thì vừa lúc tôi có một dự án không tồi, rất sẵn lòng hợp tác với anh. Nghiêm Tiểu Thì dường như cố lấy hết dũng khí để nói ra những lời này. Tỉnh Yến không làm được thì chúng ta có thể đi tới phía Nam. Cho dù bí thư Cao có lợi hại thì ông ta cũng chỉ là bí thư tỉnh Yến, ra khỏi tỉnh Yến thì ông ta cũng không quản được. Một phó chủ tịch huyện chẳng lẽ đáng giá để một bí thư tỉnh ủy chèn ép sao? Hạ Tưởng cười thầm, tuy nhiên vẫn thấy cảm động vì Nghiêm Tiểu thì đã suy nghĩ cho mình, liền nói. Cũng là một ý kiến hay, nếu thật sự tới bước đó, tôi sẽ suy xét cẩn thận. Thật sự cảm ơn cô, Tiểu Thì, cô là một cô gái rất tốt. Cắt đứt điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng ngẩn ngơ nửa ngày mới lắc đầu cười khổ. Mời được cả Cao Thành Tùng, Ngô gia đúng là đã bỏ nhiều công sức. Ngơ ngẩn nửa ngày, Liên Nhược Hãm lại gọi điện thoại tới. Anh tới Liên Cư một chút, em chờ anh. Giọng điệu thản nhiên, không biết tâm tình của cô như thế nào. Khi Hạ Tưởng lái xe tới Liên Cư thì mới 9 giờ sáng. Cửa mở, Liên Nhược Hãm mặc áo ngủ đứng ở cửa. Hai tay cô ôm vai. Thần sắc kiên nghị, lại có khí thế quyết liệt. Làm sao vậy? Hạ Tưởng đóng cửa lại, ôm cô vào lòng, đi vào ngồi xuống sofa, hỏi. Sắc mặt không tốt lắm, đêm qua ngủ không ngon à? Cuối cùng cũng xảy ra chuyện, xem ra em muốn có một mùa thu vui vẻ nhất ở thành phố Yến cũng không được nữa rồi. Đây là một mùa thu rất nhiều sự kiện. Liên Nhược Hãm rúc vào trong lòng Hạ Tưởng, thì thầm. Bọn họ đối phó với em thế nào em cũng không sợ. Chỉ có điều em sợ bọn họ sẽ vắt óc tìm mưu kế đối phó với anh. Không vấn đề gì, anh nghĩ bọn họ sẽ không được như ý đâu. Hạ Tưởng an ủi Liên Nhược Hãm, gần đây liên tục có nhiều sự kiện khiến một cô gái luôn kiên cường như Liên Nhược Hãm cũng trở nên mềm yếu rất nhiều. Hắn cũng biết, nếu không phải vì hắn, với tính cách của Liên Nhược Hãm, đúng là không ai có thể uy hiếp được cô. Cùng lắm thì cô đi nơi khác là xong. Nhưng hắn thì không thể đi được. Chẳng những không thể đi mà còn phải ở lại khá lâu. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không phải thuận mồm an ủi Liên Nhược Hãm mà trong lòng hắn biết, tuy rằng Cao Thành Tùng là bí thư tỉnh ủy cao quý, nhưng trong tình trạng trước mắt, muốn động một phó chủ tịch huyện nho nhỏ thì y cũng không phải muốn đùa nghịch thế nào là được thế đó.
Bởi vì Hạ Tưởng không có vấn đề về kinh tế, cũng không có vấn đề về những phương diện khác để người ta nắm lấy. Muốn bôi đen hắn cũng không dễ dàng, trừ phi là hắn mắc sai lầm to lớn trong công tác. Nhưng hiện tại hắn có quan hệ chặt chẽ với không ít người, muốn tìm được sai lầm của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Một cán bộ cho dù cấp bậc có thấp như thế nào cũng không thể nói miễn chức là miễn ngay, cũng cần phải có một lý do đường đường chính chính. Hạ Tưởng cũng tin rằng, nếu muốn động hắn, khả năng là Cao Thành Tùng sẽ phải thông qua hai cấp đảng ủy của thành phố Yến và huyện An. Hiện tại thành phố Yến là do Thôi Hướng là bí thư thành ủy, nhưng Trần Phong lại là thị trưởng. Người khác không dám nói chứ Trần Phong chắc hẳn có thể đứng vững trước áp lực của Thôi Hướng. Hơn nữa hiện tại chưa chắc Thôi Hướng đã nghe lời của Cao Thành Tùng, bởi vì có sự kiện bất động sản Lĩnh Tiên lần trước, giữa hai người đã có ân oán, sợ rằng quan hệ không dịu xuống nhanh như vậy được. Huyện An lại càng không cần phải nói, có Lý Đinh Sơn trấn thủ sẽ không có ai tới tìm hắn gây phiền toái. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng biết, dù sao Cao Thành Tùng cũng là bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số một trong tỉnh, mạng lưới quan hệ phức tạp, quyền lực to lớn, chỉ sợ sẽ có nhiều biện pháp mà hắn không thể tưởng tượng được. Giờ chỉ có thể xem Cao Thành Tùng quyết tâm như thế nào, muốn lấy lòng Ngô gia như thế nào, dồn hắn vào chỗ chết. Trừ phi Cao gia rơi đài trước, nếu không hắn sẽ không sống yên ổn được. Mà Cao Kiến Viễn chắc chắn sẽ giả vờ không biết trong chuyện này. Lý do của y cũng rất đầy đủ, y không quan tâm tới chính trị. Kỳ thật, đó chỉ là tự dát vàng lên mặt mình mà thôi. Hạ Tưởng cũng sớm biết ở thời điểm quan trọng thì Cao Kiến Viễn là không đáng tin cậy. Y là loại người bề ngoài nho nhã lễ độ nhưng thực tế là lòng dạ đen tối. Nếu xét về xấu xa thì Phạm Tranh còn thua kém y nhiều lắm. Cao Kiến Viễn chắc chắn là còn ước gì Hạ Tưởng bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Như vậy y mới có cơ hội tiếp tục theo đuổi Liên Nhược Hạm. Nói cho cùng, kỳ thật trong lòng Hạ Tưởng cũng thiếu tự tin, bởi vì hắn cũng không biết rốt cục Ngô gia quyết tâm lớn tới mức nào. Liên Nhược Hạm dường như đoán được suy nghĩ của hắn, dùng một ngón tay vạch đi vẽ lại trong lòng bàn tay hắn, nói. Trước kia em luôn cảm thấy mình kiên cường độc lập, cảm thấy căn bản là không cần đàn ông để dựa vào, hiện tại mới biết được suy nghĩ ngày đó buồn cười tới mức nào. Phụ nữ luôn có tâm lý ỷ lại, nghĩ đến việc phải rời khỏi anh một đoạn thời gian, em đúng là không cam lòng. Anh nói đi, anh đen như vậy, đối xử với em cũng không tốt lắm, có đáng để em lưu luyến như vậy không? Nhưng vì sao em lại không hề muốn rời xa anh? Cho dù một tuần chỉ được gặp anh một lần nhưng chỉ cần vẫn cùng ở thành phố Yến là em luôn cảm thấy như thể anh vẫn ở bên em vậy. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Sao vậy? Em phải rời khỏi thành phố Yến à? Đúng vậy, em muốn tới nước Mỹ, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa em còn muốn tới Mỹ hỏi thăm xem mẹ em đang ở đâu. Em muốn hỏi thẳng bà ấy, vì sao bà ấy lại vứt bỏ em? Liên Nhược Hạm ôm chặt lấy Hạ Tưởng. Ngô gia và Cao Thành Tùng có quan hệ rất tốt, chỉ cần Cao Thành Tùng còn một ngày ngồi trên vị trí, hắn ta sẽ tìm anh gây phiền toái. Hết thảy nguyên nhân đều là vì em, cho nên em chỉ có thể tạm thời rời khỏi đây, cũng giống như lời anh nói ấy, tới Mỹ, lấy quốc tịch Mỹ rồi khi trở về đã là một người nước ngoài, sẽ có thêm một tầng bảo vệ. Em không muốn anh bị bất cứ thương tổn gì, nhất là bị Ngô gia làm thương tổn. Nếu không em sẽ không thể tự tha thứ cho chính mình. Hạ Tưởng thở dài một tiếng. Hắn cảm giác mình rất bất lực. Ngay cả người con gái của mình cũng không thể bảo vệ được. Quả thật quá uất ức. Tuy nhiên đúng là không có cách nào cả. Hắn tiến vào quan trường mới bao nhiêu năm. Cao Thành Tùng là kẻ đã chìm nổi trong quan trường vài chục năm. Thế lực tận trời. Nếu còn không xử lý được một phó chủ tịch huyện như hắn. Quả là trở thành trò cười. Nếu Liên Nhược Hạm còn ở lại thành phố Yến. Quả thật sẽ khiến người ta nói ra nói vào, cũng khiến Ngô gia rất bất mãn. Đàn ông phải biết nhẫn nhịn, biết co biết duỗi. Hơn nữa vận số của Cao gia ở tỉnh Yến cũng sắp hết, Liên Nhược Hạm tới nước Mỹ một thời gian cũng tốt. Chờ sau khi Cao gia rơi đài, cô từ nước ngoài trở về với thân phận người nước ngoài cũng coi như một công đôi việc. Tuy nhiên vừa nghĩ tới Liên Nhược Hạm sắp phải rời đi một thời gian, trong lòng Hạ Tưởng cũng lưu luyến không nỡ. Trải qua một thời gian ở chung. Trong mắt hắn, Liên Nhược Hạm đã từ trong trẻo nhưng lạnh lùng như hằng nga trên cung trăng hạ xuống nhân gian vì hắn, trở thành một người con gái bình thường bằng da bằng thịt. So với Tào Thù Lê, quả thật Liên Nhược Hạm đã vì hắn mà phải trả giá bằng sự vất vả và cố gắng rất nhiều. Trong lòng hắn vẫn luôn tự thẹn với cô. Tuy nhiên trước khi em đi,
anh phải đồng ý em hai chuyện. Liên Nhược Hạ ngồi thẳng dậy, cách xa Hạ Tưởng nửa mét, nhìn thẳng vào hắn. Lần trước ở huyện An, Liên Nhược Hạ nói cho Hạ Tưởng, cô muốn hiến dâng lần đầu tiên cho hắn. Cô đã nghĩ rất kỹ, bất kể hậu quả, không cần hy vọng gì nhiều, chỉ hy vọng hắn cho cô một đêm khó quên ở cao ốc quốc tế là được. Bởi vì sự kiện con gián ở cao ốc quốc tế làm cô vẫn nhớ mãi không quên, vẫn luôn cảm thấy đó là một đoạn hồi ức rất đẹp. Chương 277, Hạ Tưởng đắc thủ, đối thủ ra tay. Hạ Tưởng đón ánh mắt của Liên Nhược Hạm, kiên định nói. Anh đáp ứng em, nhất định đáp ứng em. Liên Nhược Hạm mỉm cười tươi như hoa, cúi người thì thầm bên tai Hạ Tưởng mấy câu. Hạ Tưởng nghe xong, lập tức sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Liên Nhược Hạm đắc ý cười. Suốt một ngày, Hạ Tưởng đều đưa Liên Nhược Hạm đi dạo phố, mua sắm, vui chơi. Liên Nhược Hạm giúp Hạ Tưởng mua hơn 10 bộ quần áo, có lẽ khiến hắn mặc vài năm cũng không hết. Cô còn đưa cho hắn một bộ chìa khóa của Liên Cư, bảo hắn có thời gian rảnh thì tới chiếu cố cho Liên Cư. Đương nhiên, Liên Nhược Hạm rất thông minh không để vệ tân ở lại Liên Cư nữa, nói là không tạo cơ hội cho Hạ Tưởng. Cô cũng cần phải quan tâm tới Tào Thù Lê. Hạ Tưởng không nói được gì. Hạ Tưởng đã bố trí tốt vấn đề quản lý tập đoàn Viễn Cảnh, tạm thời do Cao Lão quản lý. Sau khi cô đến Mỹ vẫn có thể chỉ huy từ xa, hơn nữa mục tiêu phát triển của tập đoàn Viễn Cảnh cơ bản đã được định ra, cứ thực hiện theo trình tự đã định là được. Sau khi đoạt được khu đất của nhà máy thép và nhà máy dược, ít nhất trong vòng 2-3 năm sẽ dồn sức lực chủ yếu để khai phá hai khu đất này. Cũng không có gì phải lo lắng duy nhất chính là đến lúc đó có thể chiếm được khu đất đúng kỳ hạn hay không. Tuy nhiên tin rằng với năng lực của Cao Lão, còn có Cao Tấn Chu hỗ trợ, lại thêm Trần Phong không còn là thị trưởng nhưng lại là bí thư thành ủy, mà hiệp nghị lúc trước lại do chính ông ta ký, cho dù mất một ít trắc trở nhưng cũng có thể chiếm được khu đất, trừ phi xuất hiện tình huống không thể đoán trước. Hai người đi suốt một ngày, cần gì mua nấy, những lời cần nói cũng đều nói hết. Liên Nhược Hạm đi nhiều cũng mệt, liền giao toàn bộ đồ đạc cho Hạ Tưởng, cười khanh khách nói. Tối đi đâu ăn cơm, còn nữa, anh có mang chứng minh thư không? Cần chứng minh thư làm gì? Hạ Tưởng không hiểu. Đương nhiên là để thuê phòng, ngốc thế. Quả thật khi Liên Nhược Hạm nhõng nhẽo cũng trở nên vô cùng phong tình, vừa khiêu khích trắng trợn vừa rất có sức hấp dẫn khiến tim Hạ Tưởng đập nhanh hẳn thêm vài lần. Việc này, hay là dùng chứng minh thư của em đi? Anh là người trong thành phố này, dùng không tiện. Hạ Tưởng cố ý trêu Liên Nhược Hạm. Người trong thành phố này mới thú vị. Để cho nhân viên phục vụ chỉ cần liếc mắt là biết anh là người xấu, mang bạn gái tới thuê phòng, khẳng định là yêu đương vụng trộm. Nếu không chúng ta thuê hai phòng, nửa đầu buổi tối ở phòng anh, nửa sau ở phòng của em. Thế nào? Không được, lằng nhằng quá, anh không cảm thấy mệt à? Em còn muốn ngủ cho ngon. Liên Nhược Hạm nũng nịu nói. Hạ Tưởng cười ha hả không ngừng, không nói gì chỉ nghĩ thầm, mỹ nữ nằm trong lòng, lại là đêm đầu tiên. Có thể ngủ được mới là lạ. Cuối cùng đương nhiên là Hạ Tưởng thỏa hiệp, đưa chứng minh thư của mình đi đăng ký thuê phòng. Tuy nhiên Liên Nhược Hạm lại học thông minh, không cùng hắn đi vào mà chờ khi Hạ Tưởng lên lầu, nhắn tin cho cô số phòng, cô mới lén lút đi lên. Theo như lời Liên Nhược Hạm thì phải phòng ngừa hết thảy khả năng bị người khác nắm lấy nhược điểm. Tuy nhiên Hạ Tưởng thấy bộ dạng cô lén lút như vậy thì nghi ngờ rằng cô muốn thể nghiệm một chút sự kích thích khi yêu đương vụng trộm. Điều khiến hai người kinh ngạc chính là Liên Nhược Hạm phát hiện một sự trùng hợp kinh người, phòng mà Hạ Tưởng thuê lại đúng là căn phòng lần trước. Quả là một vòng tuần hoàn, nhớ lại hết thảy đều khiến hai người vừa mừng vừa sợ. Như thể là biết hôm nay nhất định sẽ phát sinh chuyện gì, Liên Nhược Hạm ngược lại không còn lớn mật và chủ động khiêu khích nữa mà ngồi một mình trên giường bất động, còn giả vờ giả vịt xem tivi. Hạ Tưởng vừa mới ngồi xuống bên cạnh, khoác tay lên vai cô đã kêu lên kinh hãi. Né tránh ra thật xa, trợn mắt hoảng sợ nhìn Hạ Tưởng, nói. Anh muốn làm gì? Sao thế, lại lùi bước à? Không hề gì, anh sẽ không miễn cưỡng em. Nếu không em đi tắm rửa một chút, mệt thì ngủ trước đi. Được không, anh sẽ ở một bên bảo vệ em. Hạ Tưởng nói năng khá dịu dàng, không hề có vẻ gì sốt sắng, cấp bách. Liên Nhược Hạm nghe xong, ngược lại có vẻ to gan hẳn lên. Ý anh là không muốn em phải không? Không muốn thực hiện hai điều kiện của em phải không? Hạ Tưởng cười khổ, Liên Nhược Hạm vẫn không đổi được tâm lý háo thắng tranh cường,
Hai điều kiện của cô là cô muốn đột phá tầng quan hệ cuối cùng đối với trước so với Tào Thù Lê, ngoài ra cô còn phải sinh cho hắn một đứa con trước Tào Thù Lê. Chỉ cần hắn đồng ý hai điều kiện này của cô, về sau cô không cần bất cứ danh phận gì, cả đời khăng khăng một mực đi theo hắn. Em nói giữ lời, nói cả đời đi theo anh là sẽ làm được. Trừ khi anh không cần em, nếu không, cho dù em chết cũng chỉ có một người đàn ông là anh thôi. Liên Nhược Hạm thì thầm vào bên tai Hạ Tưởng. Anh đồng ý toàn bộ điều kiện của em. Hơn nữa, đối với em, anh không còn gì cầu mong nữa, chỉ muốn dùng cả đời này tận tâm bảo hộ cho em. Hạ Tưởng cũng là một người đàn ông bình thường, có một người con gái hy sinh vì mình như thế, còn có thể yêu cầu cô làm gì thêm nữa chứ? Hắn cũng chỉ có thể cố gắng hết lòng yêu thương cô mà thôi. Liên Nhược Hạm rốt cục động tình, đánh bạo mời Hạ Tưởng. Có dám vào tắm cùng em không? Là đàn ông, ai ngại tắm cùng mỹ nữ chứ? Chỉ cần có cơ hội là đồng ý ngay. Hạ Tưởng cũng không khác người, nhanh chóng cởi hết quần áo chỉ còn chiếc quần xịp, đi trước Liên Nhược Hạm vào phòng tắm chuẩn bị nước. Liên Nhược Hạm xấu hổ đỏ mặt, sững sờ tại chỗ chừng 10 phút không nhúc nhích, bỗng nhiên rớt xuống hai giọt nước mắt, cắn răng cởi từng chiếc cúc áo. Cuối cùng trần chuồng đẩy cửa bước vào phòng tắm. Trong nháy mắt Hạ Tưởng ngừng thở. Tuy trước kia hắn cũng đã được thấy Liên Nhược Hạm gần như trần chuồng nhưng vẫn không được như bây giờ, thấy được từng chút thân thể tuyệt mỹ của cô. Liên Nhược Hạm quả nhiên nước da trắng hơn tuyết, toàn thân không hề có chút tì vết, trước ngực là một cặp núi cao ngất ngạo nghễ, đường cong bên hông vô cùng huyền ảo, tiếp nữa là thảm cỏ mịn màng khiến người ta miên man bất định, giống như lọt vào chốn đào nguyên. Ánh mắt Hạ Tưởng như thể mọc rễ trên người Liên Nhược Hạm, rốt cục không di động được sang chỗ khác. Liên Nhược Hạm dù sao cũng là gái tân, bị Hạ Tưởng trợn trừng mắt nhìn mình chằm chằm như vậy, lập tức đỏ bừng hai má, trông cực kỳ kiềm diễm. Cô đưa hai tay ôm mặt, nhảy thẳng vào trong bồn tắm lớn, run run nói. Không được nhìn. Hạ Tưởng liền cười ha hả. Có phải chưa nhìn bao giờ đâu, hiện tại lại giả vờ thẹn thùng, thật là nhỏ mọn. Lát nữa chẳng nhìn nhìn đủ cả, còn thân mật nữa cơ. Liên Nhược Hạm đỏ tới tận cổ. Không cho nói. Được rồi, để anh kể cho em nghe một câu chuyện cười nhé. Có một người đàn ông vô tình đi vào khu vực tắm dành riêng cho nữ. Các cô gái đều kêu lên kinh hãi, một tay che ngực, một tay che phía dưới. Chỉ có một cô gái thông minh nhất, em có biết cô ấy che kín chỗ nào không? Liên Nhược Hạm không nghĩ ra, liền đáp. Không biết, tuy nhiên không ngờ anh cũng lưu manh ghê. Hai đứa mình đều trần truồng cả, cái này gọi là trần truồng đối trần truồng. Không có lưu manh nhất mà chỉ có lưu manh hơn nữa. Hơn nữa con trai và con gái ở với nhau làm chuyện tốt sao có thể gọi là lưu manh. Hạ Tưởng nói bậy bạ vài câu rồi trở lại vấn đề chính. Cô ấy che mặt. Vì sao phải che mặt? Hiển nhiên ở một số phương diện, lối suy nghĩ của Liên Nhược Hạ mới chỉ dừng ở giai đoạn sơ cấp, còn phải chờ Hạ Tưởng khai phá thêm một bước nữa. Em nghĩ xem, kết cấu thân thể của phụ nữ đều là giống nhau. Che hay không che đều không có gì khác nhau, dù sao có nhìn cũng không nhớ được nét đặc thù. Chỉ có mặt mới có thể khiến người ta nhớ kỹ một người, cho nên che mặt, thân thể để mặc cho người ta xem, dù sao người ta cũng không thể biết mình là ai. Nếu không, em cũng che mặt thử xem. Hạ Tưởng cảm giác mình như một con sói già đang cầm củ cà rốt lừa gạt thỏ con bé bỏng. Anh đáng ghét, đồ xấu xa, đồ lưu manh, đồ háo sắc. Còn chưa dứt lời. Miệng cô đã bị miệng Hạ Tưởng bịt lấy, chỉ truyền ra mấy tiếng kêu ưm ưm. Sau đó chính là tiếng nước chảy, tiếng thở dốc và âm thanh nguyên thủy. Khi Hạ Tưởng ôm Liên Nhược Hạm lên giường, thân thể mềm mại của cô nằm ngang trên giường, mảnh mai vô lực, hai chân thon dài hoàn mỹ, hai tay đúng như lời Hạ Tưởng nói, bụng mặt không chịu buông ra. Hạ Tưởng liền kéo tay cô. Mau thả tay ra, nhìn anh này. Không nhìn, rất xấu. Anh là cho em nhìn thấy màu da đối lập của chúng ta. Đặt cạnh em, trông anh lại càng đen. Hạ Tưởng cúi xuống người Liên Nhược Hạm, nhẹ nhàng dùng hai chân tách hai chân cô ra, tìm được nơi ướt át, ấm áp, chậm rãi tạo áp lực, muốn tìm tòi đi tới tột cùng. Liên Nhược Hạm thở nhẹ một tiếng, hai tay ôm chặt lấy lưng Hạ Tưởng, móng tay ra sức cắm vào thịt hắn, cắn răng nói. Anh làm em đau, em cũng làm anh đau. Hạ Tưởng cảm giác trên đường đi có một chút cách trở rất nhỏ, liền cúi xuống dịu dàng thì thầm vào tai Liên Nhược Hạm. Đừng cắn anh, được không? Vì sao em phải cắn anh?
Liên Nhược Hạm còn chưa dứt lời liền cảm thấy một cơn đau đớn truyền tới, không tự chủ được a lên một tiếng. Đau quá, anh hư lắm, em phải cắn anh. Cô cắn luôn lên vai Hạ Tưởng. Sau cơn mưa gió, cũng không biết hoa rơi nước chảy bao nhiêu nhưng vừa vặn, ngoài cửa sổ cũng truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, không ngờ là trời cũng mưa. Liên Nhược Hạm vuốt ve bả vai Hạ Tưởng, bên trên có một vết răng rất sâu, xem ra trong vài ngày sẽ không thể khỏi được. Cô đau lòng hỏi, có đau lắm không, em cũng không ngờ lại cắn anh mạnh thế. Nói là hận anh nhưng lại không thể bỏ anh được, nói là yêu anh nhưng lại cũng hận anh. Yêu hận giao thoa cũng là chuyện tốt, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nếu hai người lúc nào cũng cử án tề mi, một tương kính như tân, vợ chồng kính nhau như khách ngược lại không giống là vợ chồng, giống diễn kịch hơn. Tay Hạ Tưởng làm càn chạy khắp nơi trên người Liên Nhược Hạm, tham lam cảm thụ mỗi tấc làn da trắng nõn mịn màng của cô, thật sự là xúc cảm hạng nhất. 1. Cử án tề mi, điển hay thích là cử án tề mi thể loại khác sách hay. Liên Nhược Hạm giật giật thân mình, hơi hơi nhíu nhíu mày. Vì sao em không cảm thấy tốt? Nếu đàn ông và phụ nữ đều thích loại hoạt động này thì cảm giác phải tốt mới đúng chứ? Việc này nghe nói rất nhiều phụ nữ phải làm tới lần thứ 3 mới có cảm giác tuyệt vời, cũng giống như hoa màu, phải tới năm thứ 3 mới có thể đạt tới năng suất cao nhất. Vậy anh còn có bản lĩnh để làm 2 lần nữa không? Không biết là Liên Nhược Hạm vô tình hay cố ý chọc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng mới 25 tuổi, đúng là giai đoạn như hổ như sói trong cuộc đời người đàn ông, sao có thể để cô khiêu khích như vậy được? Hắn lập tức chiến ý tăng vọt, xoay người lên ngựa. Đến đây, đại chiến tiếp 300 hiệp. Em chỉ nói đùa thế thôi, anh còn tưởng thật sao? Sao anh lợi hại như vậy? Em sợ anh rồi, được không? Hạ Tưởng trực tiếp dùng ngôn ngữ cơ thể trả lời Liên Nhược Hạm. Kết quả cuối cùng là bả vai trái và phải của Hạ Tưởng đều bị cắn mỗi bên một vết răng thật sâu. Đến rạng sáng thì trên hai tay hắn lại thêm mỗi bên một vết răng nữa, chưa kể các vết móng tay, có thể nói là khắp thân hình đầy vết thương, vô cùng thê thảm. Liên Nhược Hạm thì mỗi bước đi đều phải chau mày, oán giận nói. Chờ khi em khỏe, xem em xử lý anh như thế nào. Anh thật là nhẫn tâm. Hạ Tưởng ngượng ngùng vò đầu cười ngây ngô, không giải thích cũng không phản bác. Khi Hạ Tưởng đến tòa nhà huyện ủy liền phát hiện không khí có chút không ổn. Đầu tiên là những người hắn quen biết, khi gặp mặt chỉ vội vàng gật đầu một cái, cũng không nói gì liền vội vàng rời đi. Tiếp theo, chờ khi hắn vừa đi, còn có người chỉ về phía hắn bàn tán này nọ. Rất rõ ràng là đã có đại sự xảy ra, hơn nữa còn nhằm vào hắn. Mặc dù Hạ Tưởng đã sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng thấy bộ dạng thần bí của mọi người vẫn không khỏi buồn cười, âm thầm lắc đầu. Trong quan trường thứ không thiếu nhất chính là loại người khi anh hào nhoáng thì tiến tới nịnh nọt, mà nhiều nhất cũng là loại người khi anh xa cơ thì ném đá xuống giếng. Hắn vừa mới đi vào phòng làm việc, chỉ thấy Phương Cách tiến vào với vẻ mặt khẩn trương, nói luôn. Hạ ca, anh đắc tội với ai thế? Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố tới, yêu cầu anh phối hợp điều tra. Thái độ hoành hành rất ngang ngược, mặt dài như mặt ngựa. Mẹ nó, cái chó gì chứ? Suýt nữa thì em trở mặt với chúng nó. Quả thật đến thời điểm quan trọng thì Phương Cách vẫn khá đáng tin cậy. Hạ Tưởng vỗ vai y, nói. Ở đây nước quá sâu, cậu còn trẻ, cũng đừng nhảy vào trong làm gì. Tôi có thể xử lý được. Tuy rằng anh làm tan nát tình yêu đẹp trong lòng em nhưng anh vẫn là hạ ca tốt của em. Em cũng không phải loại người trọng sắc khinh bạn. Nhất định sẽ ủng hộ anh. Phương Cách nói với vẻ mặt thương tiếc, giọng điệu lại biến đổi. Có muốn em nói với ba em không? Không cần, trước hết không cần phiền toái tới trưởng ban Phương. Khi sự tình còn chưa xác định, hơn nữa tôi cũng chẳng có gì để họ điều tra, cho họ tra chán thì thôi ấy mà. Hạ Tưởng nói vậy nhưng trong lòng cũng khá giật mình. Cao Thành Tùng đúng là đáp ứng lời kêu gọi của Ngô gia rất nhanh. Tuy nhiên nếu biện pháp để Ủy ban Kỷ luật thành phố ra mặt thì thật ra không phải cao minh cho lắm. Có lẽ trong mắt Cao Thành Tùng hoặc trong mắt các vây cánh của y, đã là cán bộ đều có vấn đề về kinh tế, cứ tra là chết. Tuy Hạ Tưởng không dám nói mình không nhiễm một hạt bụi trong phương diện kinh tế nhưng tuyệt đối không có hành vi tham ô, nhận hối lộ. Hạ Tưởng liền cùng Phương Cách đến phòng làm việc của Lý Đinh Sơn, bởi vì người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đến đây thì bị Lý Đinh Sơn cản lại. Muốn giáp mặt nói cho rõ ràng. Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng rất không tôn trọng ý kiến của Lý Đinh Sơn.
Nhưng dù sao ông ta cũng là bí thư huyện ủy huyện An, muốn đưa người của huyện An đi, không được sự đồng ý của bí thư huyện ủy thì đúng là không thể nào nói nổi. Còn chưa tới phòng làm việc của Lý Đinh Sơn đã gặp Mai Hiểu Lâm ở ngoài hành lang. Mai Hiểu Lâm nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt kiên định, chỉ nói một câu. Tôi tin tưởng anh, đừng sợ bọn họ, nếu bọn họ dám làm sằng làm bậy, tôi sẽ làm to chuyện lên tận Bắc Kinh. Phương Cách chua xót nói. Phó Bí Thư Mai thật là khí phách, tuy nhiên ngài nói lời này dường như có vẻ Phương Cách tôi không phải bạn chí cốt vậy. Chờ khi tôi không đỡ được Phó Chủ tịch huyện Hạ, vậy mời ngài ra mặt cũng không muộn. Mai Hiểu Lâm cũng không phản bác lại Phương Cách mà há miệng thở dốc, muốn nói gì đó rồi lại lắc đầu quay người đi. Trong phòng làm việc của Lý Đinh Sơn, hai nhân viên ủy ban kỷ luật đang ngồi trên sofa, vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục. Bí thư Lý, sao Phó Chủ tịch huyện Hạ còn chưa đến? Tôi đến đây, để hai vị phải chờ lâu. Hạ Tưởng gõ cửa tiến vào, cười nhạt, trước hết gật đầu chào Lý Đinh Sơn. Chào Bí thư Lý. Sau đó hắn đi tới trước mặt hai người, đứng thẳng, chủ động vươn tay. Tôi là Hạ Tưởng, xin hỏi hai vị tìm tôi có chuyện gì không? Hai người này, một tên là Nhạc Phương, người kia tên là Bao Nguyệt Minh. Hai người này một đen một trắng, một cao một thấp, khá giống với Hắc Bạch Vô Thường một. Tuy nhiên vẻ mặt hai người lại hoàn toàn giống nhau, đều lạnh như băng, vô cùng ngạo mạn, nhìn Hạ Tưởng như thể nhìn một kẻ đã chết rồi. 1. Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường Wiktionary tiếng Việt. Nhạc Phương đã nghe nói Hạ Tưởng là phó chủ tịch huyện trẻ nhất toàn thành phố, nhưng vừa mới thấy Hạ Tưởng trẻ như vậy vẫn phải giật mình kinh hãi, nghĩ thầm rằng mới trẻ như vậy đã lên tới cấp phó cục trưởng, có trình độ, đáng tiếc là bên trên có người muốn chỉnh hắn. Sẽ chẳng có tiền đồ tốt đẹp gì nữa. Y nghe thấy Hạ Tưởng hỏi thì cảm giác quá ngây thơ. Có chuyện gì sao? Người của ủy ban kỷ luật tìm mày nói chuyện điều tra chứng cứ chứ không phải là người của ban tổ chức cán bộ. Y liền thương hại nói. Chúng tôi có mấy vấn đề muốn mời Phó Chủ tịch huyện Hạ xác minh một chút. Nếu cần thiết còn phải mời Phó Chủ tịch huyện Hạ cùng chúng tôi lên thành phố một chuyến. Có thể không cần lên thành phố không? Hạ Tưởng biết bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, cũng không nắm chắc 10 phần, nếu không đã không nói chuyện khách khí như vậy. Hơn nữa mình cũng không có nhược điểm gì để người khác có thể nắm lấy, cho nên cần phải nắm quyền chủ động. Có vấn đề gì cứ thoải mái hỏi, tôi còn bề bộn nhiều công việc, còn sắp phải đi họp. Họp, anh đã bị tạm thời cách chức, Chủ tịch huyện Khâu đã thuyết minh tình huống với chúng tôi, anh cứ để công tác lại đó, trước hết phối hợp với chúng tôi điều tra rồi nói sau. Nhạc Phương bật cười khinh miệt, Hạ Tưởng quả nhiên còn trẻ tuổi, còn không biết rằng một khi người của ủy ban kỷ luật ra mặt thì khẳng định là vấn đề rất nghiêm trọng. Sự khinh thường trong lòng y lại tăng thêm vài phần. Công tác của anh không quan trọng, phối hợp công tác với chúng tôi mới là trọng yếu. Phó Chủ tịch huyện Hạ, mời đi. Có chuyện cứ nói ở đây là được. Lý Đinh Sơn đứng lên, giọng điệu rất không tốt. Mặc kệ nói như thế nào, tôi là bí thư huyện ủy. Trong tình huống không can thiệp đồng chí ủy ban kỷ luật phá án, vẫn có quyền biết đồng chí Hạ Tưởng có vấn đề gì. Bí thư huyện ủy là vị trí mấu chốt trên con đường trở thành quan lớn. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh thấy Lý Đinh Sơn bao che cho Hạ Tưởng rất rõ ràng. Ông ta là bí thư huyện ủy trẻ tuổi, bước tiếp theo lên làm phó giám đốc sở chỉ là vấn đề thời gian, cũng không thể đắc tội ông ta được, hai người đành miễn cưỡng gật đầu. Được. Trước hết chúng tôi sẽ hỏi đồng chí Hạ Tưởng mấy vấn đề đơn giản, bí thư Lý có thể dự thính. Hạ Tưởng liền ra vẻ chăm chú lắng nghe. Bao Nguyệt Minh lấy một quyển sổ nhỏ từ trong cặp ra, mở ra xem, sau đó hỏi. Đồng chí Hạ Tưởng, căn cứ thành phố Yến chúng tôi nắm được, anh và Phùng Húc Quang ở siêu thị Giai Gia lui tới chặt chẽ, hơn nữa cá nhân anh còn có cổ phần của siêu thị Giai Gia. Anh là đảng viên và là cán bộ quốc gia. Tham gia vào kinh doanh của doanh nghiệp với thân phận gì? Chẳng lẽ anh không biết chính sách quốc gia không cho phép cán bộ tham gia kinh doanh sao? Đầu óc Hạ Tưởng xoay chuyển rất nhanh. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đột nhiên tới huyện An điều tra mình. Việc này mình không hề nghe được chút phong thanh nào trước đó, có thể nói họ làm việc với hiệu suất cực kỳ cao. So sánh với việc mình và Mai Hiểu Lâm gửi tài liệu về lệ triều sinh lên Ủy ban Kỷ luật hai cấp huyện và thành phố. Mãi tới giờ vẫn không hề có chút tin tức gì, có thể thấy được vầng hào quang của quyền lực là rất lớn, có khi còn bao trùm lên cả pháp luật. Chương 278, thị phi đúng sai. Tuy
Tuy nhiên nếu các mặt đều không hề có động tĩnh trước đó, bác Tào không cảnh báo mình, Trần Phong cũng hoàn toàn không biết gì, thậm chí ngay cả chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tần Thác Phu cũng không có một chút phản ứng, có thể thấy được hai người này không phải là người của Tần Thác Phu. Cũng bởi vậy có thể phỏng đoán, bọn họ không phải tiến hành theo trình tự bình thường mà là trực tiếp từ cấp trên gật đầu, căn cứ một ít căn cứ chưa thể định hình chính xác để tới đây cố ý hù dọa mình, ý đồ là cho mình tự loạn trận tuyến. Vấn đề cổ phần của mình với Phùng Húc Quang chỉ có Cao Kiến Viễn biết. Xem ra đúng như dự đoán lúc trước, quan hệ giữa mình và Cao Kiến Viễn không thể gọi là bạn bè được. Chỉ cần ảnh hưởng tới ích lợi giữa hai bên thì Cao Kiến Viễn sẽ không chút do dự gạt bỏ mình, thậm chí là ném đá xuống giếng. May mắn là mình đã sớm biết về Cao Kiến Viễn, đã sớm có phòng bị đối với Cao gia, nếu không có lẽ bị Cao Kiến Viễn một phát cắn chết tươi. Hạ Tưởng Trấn Tĩnh tự nhiên cười cười. Không sai, trước khi tôi theo chính trị thì cũng từng lui tới làm ăn với Phùng Húc Quang. Tuy nhiên từ khi tôi tới huyện bá, sau khi trở thành nhân viên quốc gia thì không tham gia hoạt động kinh doanh gì nữa. Điểm này Phùng Húc Quang có thể làm chứng. Mặt khác, các anh cũng có thể tới siêu thị Giai Gia để thẩm tra. Hạ Tưởng không sợ bọn họ tra, khẳng định cũng chẳng có gì để tra. Cổ phần của hắn lúc đầu là loại không ghi danh, cho nên ngay cả tên của hắn cũng không lưu lại. Điểm này Cao Kiến Viễn cũng không biết, chỉ sợ chính y cũng chắc mẩm mình chiếm không ít cổ phần, lại càng không tin rằng Phùng Húc Quang sẽ tuân thủ lời hứa giữ bí mật. Nhạc Phương thấy Hạ Tưởng tuyệt đối không hề kiêng dè, chủ động thừa nhận, trong lòng giật mình. Đêm qua y và Bao Nguyệt Minh được phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật phòng tự lập khẩn cấp gọi tới nhà, trực tiếp giao nhiệm vụ, nói tùy cơ hành động, bảo y và Bao Nguyệt Minh cần phải tới huyện An ngay từ sáng sớm, khống chế Hạ Tưởng, căn cứ theo tài liệu hiện nắm giữ, cố hết khả năng moi được càng từ miệng hắn nhiều càng tốt, có thể định ra được tội danh lại càng tốt nữa. Không định được tội danh cũng phải đưa được hắn tới ủy ban kỷ luật thành phố để tiếp tục thẩm vấn. Phòng tự lập luôn dặn dò là không được để lộ phong thanh, và trịnh trọng giải thích việc này là do cấp trên ở tầng cao tự mình chỉ đạo, muốn làm thành vụ án thép, không thể để Hạ Tưởng chờ mình. Thái độ kiên quyết, giọng điệu thận trọng của phòng tự lập khiến trong lòng Nhạc Phương rất căng thẳng. Y không biết đại nhân vật trong miệng phó chủ nhiệm phòng là ai nhưng y biết, Hạ Tưởng gặp xui xẻo rồi. Hắn khẳng định là đã đắc tội với một người không thể đắc tội được. Đồng thời y cũng rõ ràng. Là người tín nhiệm nhất của phó chủ nhiệm phòng, cơ hội lập công của mình và Bao Nguyệt Minh lại tới nữa rồi. Chỉ cần bắt được Hạ Tưởng, không lo không thăng chức ở Ủy ban Kỷ luật thành phố. Ai chẳng biết ở Ủy ban Kỷ luật thành phố, ngoại trừ chủ nhiệm Tần thì phó chủ nhiệm phòng là người nói có trọng lượng nhất. Chính vì tâm lý sốt ruột muốn lập công này mà sau khi lấy được tài liệu, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh thậm chí còn không ngủ, nghiên cứu cả một đêm, trời còn chưa sáng đã đi tới huyện An. Sở dĩ phải lên giọng nói muốn bắt Hạ Tưởng mang đi ngay tại huyện An chính là muốn hủy thanh danh của hắn, khiến hắn mất hết thanh danh. Không ngờ Hạ Tưởng còn trẻ như vậy nhưng đối mặt với nhân viên của Ủy ban Kỷ luật, chẳng những không hề kinh hoàng mà ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh, phủ định toàn bộ những tài liệu bọn họ nắm giữ, khiến Nhạc Phương chuẩn bị không kịp, sửng sốt ngây người. Tài liệu mà Nhạc Phương nắm giữ chỉ nói Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang có lui tới làm ăn, khả năng còn có giao dịch cổ phần. Nhưng không có căn cứ xác thực. Y vốn tưởng rằng chỉ cần bọn họ lấy thân phận ủy ban kỷ luật thành phố xuất hiện, khẳng định rằng Hạ Tưởng sẽ bị dọa sợ chết khiếp tới mức kể lại hết đầu đuôi ngọn ngành. Không ngờ hắn không hề bất ngờ hay kinh sợ mà còn có bộ dáng như đã liệu trước tình hình. Nhạc Phương hơi trầm tư một chút, lại hỏi tiếp. Vấn đề siêu thị Giai Gia thì chúng tôi sẽ tìm Phùng Húc Quang để hỏi là rõ. Có vấn đề nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Còn có một việc. Cũng mời anh nói rõ ràng, anh và Liên Nhược Hạm ở tập đoàn Viễn Cảnh có quan hệ gì? Vì sao cô ta cho anh mượn xe riêng của cô ta? Đến hỏi Phùng Húc Quang thì Hạ Tưởng mừng còn không kịp, bởi vì kinh động Phùng Húc Quang tất nhiên sẽ rơi vào trong tai Mã Vạn Chính. Nếu muốn tra Phùng Húc Quang, Mã Vạn Chính cao hứng mới là lạ. Đó là đứa cháu trai duy nhất của ông ta muốn bảo vệ Phùng Húc Quang như thế nào, Hạ Tưởng không cần nghĩ cũng biết. Lại nhắc tới Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng thầm thở dài trong lòng. Bề ngoài thì Cao Kiến Viễn ra vẻ trọng tình trọng nghĩa nhưng trong lòng chứa một trái tim vô sỉ đầy dã tâm. Cũng may y không biết nhiều bí mật của mình, chỉ biết là mình, Phùng Húc Quang và Liên Nhược Hạm có quan hệ chặt chẽ, chỉ có thể xuống tay từ hai phương diện này, cũng chứng minh bọn chúng không có gì đáng sợ. Tổng Giám đốc Liên là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Viễn Cảnh.
Lúc trước tôi công tác ở tổ cải tạo thôn nội đô, bởi vì quan hệ công tác cho nên lui tới chặt chẽ với tập đoàn Viễn Cảnh. Lúc ấy công viên rừng rậm là công trình trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố, rất được thị trưởng Trần quan tâm. Tôi đảm nhiệm vai trò người liên lạc giữa tập đoàn Viễn Cảnh và Ủy ban Nhân dân thành phố, lại có quan hệ gần như thầy trò với tổng thiết kế sư của họ là Cao Lão, còn tham dự thiết kế công viên rừng rậm. Hạ Tường tự nhận có quan hệ chặt chẽ với tập đoàn Viễn Cảnh nên cố tình nói ra, không sợ bị điều tra. Bởi vì hợp tác khá tốt đẹp nên Tổng Giám đốc Liên cũng thành lập quan hệ cá nhân với tôi. Sau khi tôi được điều tới huyện An, Tổng Giám đốc cũng tới huyện An khảo sát, thấy tôi không có ô tô riêng liền cho tôi mượn xe của cô để đi, thuần túy là bạn bè qua lại giúp nhau. Về phần quan hệ chặt chẽ giữa tôi và tập đoàn Viễn Cảnh, các anh có thể gọi điện thoại cho thị trưởng Trần để chứng thực, nếu cần tôi có thể gọi điện thoại cho thị trưởng Trần ngay bây giờ. Là người của Ủy ban Kỷ luật, mặc dù có tính mẫn cảm nhất định, nhưng Nhạc Phương cũng không biết mạng lưới quan hệ của Hạ Tường, hơn nữa phó chủ nhiệm phòng cũng không giải thích chỗ dựa của Hạ Tường là ai, chỉ nói bắt lấy hắn là được. Trong lòng phó chủ nhiệm phòng khẳng định là đã có tính toán. Có bắt được Hạ Tường hay không, nếu trong lòng ông ta không có tự tin thì sao lại bắt bọn họ tới nhà từ đêm rồi tới huyện An từ sớm để bắt người như vậy? Hơn nữa có thể sai khiến phó chủ nhiệm phòng và khiến ông ta một khắc cũng không dám chậm trễ, khẳng định là người rất có lai lịch. Tuy nhiên Nhạc Phương vừa nghe thấy Hạ Tưởng kể lại sơ lược như vậy, còn bảo gọi điện thoại ngay cho Trần Phong, tim lập tức đập loạn xạ. Danh tiếng mạnh mẽ, cứng rắn của Trần Phong đã nổi từ lâu, nhìn bộ dạng Hạ Tưởng rất khẳng định, không phải lừa người. Ngẫm lại xem, một phó chủ tịch huyện dám bấm điện thoại gọi thẳng cho một thị trưởng cấp phó tỉnh. Nếu nói hắn không có chỗ dựa, ai cũng không tin nổi. Cho dù có Trần Phong làm chỗ dựa thì sao chứ? Nhạc Phương lại nghĩ, nếu phó chủ nhiệm phòng đã muốn chỉnh hắn, vậy nhất định có thể tìm được tài liệu chỉnh hắn, cũng nhất định có thể khiến hắn không thể xoay mình nổi. Đến lúc đó ngay cả Trần Phong cũng không thể bảo vệ được hắn. Nghĩ vậy, y khẽ hừ một tiếng. Chưa cần thiết phải tìm thị trưởng Trần chứng thực, tạm thời còn chưa cần kinh động tới thị trưởng Trần. Vừa rồi tuy rằng anh trả lời hai vấn đề này không có lỗ hổng nhưng cụ thể có giao dịch phía sau màn hay không thì chúng tôi còn cần kiểm chứng thêm một bước nữa. Còn nữa, khi anh ở tổ cải tạo thôn nội đô, trong một số công trình phải đấu thầu, anh rõ ràng thiên hướng cho bất động sản Thiên An, trong đó rốt cục có ẩn tình hay không? Chúng tôi cũng bước đầu nắm giữ một ít chứng cớ, đồng chí Hạ Tường, anh còn có gì muốn nói không? Hạ Tường thấy đối phương chỉ biết một chút về bất động sản Thiên An. Thậm chí còn biết không rõ bằng tập đoàn Viễn Cảnh, vậy mà đã mạo muội tới tra hỏi hắn. Hắn nghĩ hai người này đúng là chẳng biết gì, chỉ là bị kẻ khác sai khiến đi làm cu li, liền nói. Bất động sản Thiên An có thực lực hùng hậu, đấu thầu phù hợp điều kiện, cho nên tôi không hề có thiên hướng gì cả. Nếu muốn nói thiên hướng thì phải nói tôi có thiên hướng cho bất động sản Lĩnh Tiên, bởi vì lúc đăng ký thì bất động sản Lĩnh Tiên là công ty tới cuối cùng. Các anh cũng có thể tra xem bất động sản Lĩnh Tiên và tôi có giao dịch sau màn hay không. Về phần tập đoàn Viễn Cảnh, tôi nghĩ các anh không thể mời được Tổng Giám đốc Liên, đề nghị các anh tìm Cao Lão để hiểu biết tình huống. Không phải Cao Kiến Viễn muốn chỉnh mình từ sau lưng sao? Được, vậy khuấy hết nước lên xem mày làm gì bây giờ. Nếu là Ngô gia đứng sau lưng phá rối cũng được, tao tung Cao Lão ra, chúng mày đi tìm Cao Lão hiểu biết tình huống, chẳng khác nào kinh động Cao Tấn Chu. Xem Cao Tấn Chu lựa chọn như thế nào. Về phần bất động sản Thiên An, chỉ sợ bọn họ còn chưa kịp tìm Tôn Hiện Vĩ thì trưởng ban Phương cũng đã biết tình huống. Hạ Tưởng dám cam đoan, hiện tại Phương Cách đã gọi điện thoại thông báo cho Phương Tiến Giang. Nhạc Phương thấy Hạ Tưởng không mềm không cứng, nước lửa không vào, không kìm nổi tức giận. Anh đã không hợp tác làm việc với chúng tôi, xin mời anh cùng chúng tôi đi một chuyến tới Ủy ban Kỷ luật thành phố để điều tra tiếp. Lý Đình Sơn vẫn ở một bên không nói gì, lặng lặng nghe Nhạc Phương nói hết lời, thình lình nói một câu. Đồng chí Nhạc Phương, tôi nghe anh nói nửa ngày nhưng tất cả đều chỉ là một ít tin tức vu vơ, căn bản là không hề có chứng cứ rõ ràng. Là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật, muốn điều tra bất cứ ai đều phải cực kỳ cẩn thận, sao có thể chỉ dựa vào mấy lời đồn đại đã mang đi một vị phó chủ tịch huyện. Có phải quá võ đoán, quá qua loa hay không? Bao Nguyệt Minh mất hứng. Bí thư Lý, huyện An có Hạ Tưởng làm phó chủ tịch huyện như vậy là sự sỉ nhục của huyện An, sao anh còn bảo vệ anh ta? Thật sự là buồn cười. Bao Nguyệt Minh nói chuyện cực kỳ khó chịu, Lý Đình Sơn lập tức giận dữ.
Đồng chí Bao Nguyệt Minh, đề nghị đừng ăn nói bừa bãi. Trước khi kết luận vấn đề của đồng chí Hạ Tưởng thì cậu ta chính là một đồng chí rất tốt, rất trong sạch. Anh không thể mở mồm ra là nói xấu người ta. Tôi còn phải nói với anh một điều, có một số việc phải phân rõ nặng nhẹ. Nếu đồng chí Hạ Tưởng không có vấn đề gì, các anh công nhiên mang cậu ta đi, tôi đại diện cho huyện ủy huyện An và ủy ban nhân dân huyện, sẽ đưa ủy ban kỷ luật thành phố các anh ra tòa. Bao Nguyệt Minh bị Lý Đinh Sơn mắng cho xanh mặt, y luôn kiêu ngạo, cho rằng mình chỉ cần xuất hiện trước mặt ai thì kẻ đó đều phải vô cùng cung kính đối với mình. Nếu không, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do, hỏi vài câu là có thể dọa cho một đám cán bộ kinh sợ không nhẹ. Không ngờ Lý Đinh Sơn không coi y ra gì, y cực kỳ tức giận, nghĩ thầm rằng mày đừng có hoành tráng, chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ mà dám giáp mặt chống đối nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật thành phố à. Nếu mày không có việc gì thì còn may, nếu có việc, tuyệt đối có thể điều tra cho mày chết. Y đang muốn mở miệng phản bác vài câu thì có tiếng gõ cửa. Phương Cách đẩy cửa tiến vào, nói. Bí thư Lý, phó bí thư Mai và phó chủ tịch huyện Thịnh đến. Cho họ vào. Lý Đinh Sơn biết Mai Hiểu Lâm và Thịnh Đại là người một nhà, cũng không cần phải giấu giếm. Mai Hiểu Lâm và Thịnh Đại tiến vào, thấy Hạ Tưởng vẫn giữ vẻ mặt trấn tĩnh thì khá yên lòng. Mai Hiểu Lâm gật đầu ra hiệu với Lý Đinh Sơn, sau đó nói với Hạ Tưởng. Tôi tin tưởng anh. Thịnh Đại cũng gật đầu với Hạ Tưởng. Mặc kệ là ai bộ nhỏ cậu từ sau lưng, tôi nhất định sẽ đấu tới cùng, sẽ không để cho họ thực hiện được. Hạ Tưởng cảm kích gật đầu với họ, biết rằng lúc này mà họ vẫn đứng ra ủng hộ mình, đó mới là người chân chính đáng tin cậy. Cao Kiến Viễn ném đá xuống giếng, Khâu Tự Phong khẳng định sẽ không lộ diện lúc này. Sẽ trốn ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa. Nhạc Phương nhấp nháy mắt, nghĩ thầm rằng trong quan trường từ trước tới giờ đều là tường đổ mọi người đẩy thêm, vậy mà Hạ Tưởng này thì ngược lại, chẳng những nhân vật số 1 của huyện ủy ủng hộ hắn, ngay cả phó bí thư huyện ủy và phó chủ tịch thường trực huyện cũng ra mặt tỏ vẻ ủng hộ, nhân duyên đúng là không tồi. Tuy nhiên mặc kệ nhân duyên của hắn thế nào cũng phải mang hắn đi, nếu không sẽ không thể nào giải thích được với phó chủ nhiệm phòng. Tuy nhiên đối mặt với mọi người, khí thế của y cũng phải yếu đi vài phần. Chúng tôi có công vụ trong người, xin mời các vị hiểu cho. Đồng chí Hạ Tưởng, cũng mời đồng chí phối hợp công tác với chúng tôi một chút, mời đi cùng chúng tôi đến Ủy ban Kỷ luật thành phố một chuyến. Nếu thật sự không có vấn đề gì, chúng tôi cũng sẽ không oan uổng cho người tốt. Bao Nguyệt Minh thấy Nhạc Phương có vẻ mềm hóa lập trường, vừa rồi lại bị Lý Đinh Sơn phản bác vài câu. Trong lòng đang tức giận không có chỗ giải phóng, bất mãn nói. Thân là cán bộ lãnh đạo còn không có tính tổ chức kỷ luật. Các người đều tụ tập cùng một chỗ là có ý tứ gì? Có phải là muốn tạo áp lực đối với Ủy ban Kỷ luật thành phố hay không? Anh còn không có tư cách đại biểu cho Ủy ban Kỷ luật thành phố. Mai Hiểu Lâm nổi tính cách quật cường lên, bật lại một câu. Xét về cấp bậc, nhiều lắm thì anh mới chỉ là một phó cục trưởng. Không cần tự nâng giá trị bản thân lên như vậy. Còn muốn đại biểu cho Ủy ban Kỷ luật thành phố à? Hỏi chủ nhiệm Tần trước xem ông ta có đồng ý hay không đã. Còn nữa, các anh là do ai phái tới? Mai Hiểu Lâm nói chuyện khá căng thẳng, Thịnh Đại nghe xong nhíu mày, khẽ kéo cô, ý là cô không nên ở giữa gây thêm phiền phức. Mai Hiểu Lâm không thèm quan tâm, vung tay Thịnh Đại ra. Đừng kéo tôi, rõ ràng là không có việc gì còn cố tình tìm chuyện. Sợ gì bọn họ chứ? Tôi không tin, bọn họ có thể ở Ủy ban Kỷ luật thành phố một tay che trời. Nếu Ủy ban Kỷ luật thành phố không nói lý lẽ, tôi sẽ tìm tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nếu Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng không được, tôi sẽ tìm tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Dù sao tôi cũng đều có người quen cả, ai sợ ai chứ? Hạ Tưởng vừa thấy Mai Hiểu Lâm quả nhiên ý nghĩ chính trị quá đơn giản, đã nổi máu nóng lên liền trực tiếp đưa quan hệ ra. Liền biết không thể để cô tiếp tục gây loạn. Cô không rõ chân tướng sự tình, có lẽ nghĩ rằng Lệ Triều Sinh ở sau lưng phá rối, bị cắn ngược nên mới tìm mình gây phiền toái. Với tính cách của cô, không nổi giận mới là lạ. Hạ Tưởng vội hỏi. Được rồi, cảm tạ các vị lãnh đạo quan tâm và trân trọng. Tôi là cây ngay không sợ chết đứng. Nếu các đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố từ xa tới đây, vậy tôi theo họ trở về một chuyến cũng được. Nếu không để bọn họ đi một chuyến tay không cũng không thể báo cáo kết quả công tác được. Phương Cách đủ thông minh, vội vàng nói chen vào. Phó Chủ tịch huyện Hạ, vừa rồi tôi vừa mới gọi một cuộc điện thoại về nhà.
Ba tôi nói trời lạnh, muốn cho tôi mấy bộ quần áo, phiền toái anh mang giúp tới cho tôi. Ba tôi đã đưa tới tòa nhà thành ủy, anh cứ trực tiếp tới ban tổ chức cán bộ thành ủy tìm ông ấy là được. Lời này ám chỉ rất rõ ràng, ban tổ chức cán bộ là nơi mà mọi người đều có cảm nhận rất thiêng liêng. Phương Cách vừa nói, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh lập tức kinh hãi, đều nhìn về phía y. Phương Cách cười cợt nhả. Nhìn cái gì thế, chưa thấy người đẹp trai bao giờ à? Lý Đình Sơn ho khan một tiếng. Phương Cách, đừng nói lung tung. Người nói cố ý, người nghe cũng có tâm. Lý Đình Sơn bề ngoài là nói Phương Cách nhưng đã chỉ ra một vấn đề mấu chốt, ông ta nhắc tên Phương Cách. Trong ban tổ chức cán bộ thành ủy chỉ có một người họ Phương, chính là Phương Tiến Giang trưởng ban Phương. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh liếc nhau, nghĩ thầm hỏng rồi, việc hôm nay mà làm không tốt thì sẽ hỏng bét tất cả. Thứ nhất là không ngờ nhiều người bảo vệ Hạ Tưởng như vậy, thứ hai lại càng không ngờ chính là người bảo vệ Hạ Tưởng lại có lai lịch lớn như vậy. Lý Đình Sơn nhìn ra suy nghĩ của hai người, thầm cười lạnh. Mới chỉ trưởng ban Phương mà chúng mày đã lùi bước à? Chờ coi, khi tới tòa nhà thành ủy, xem chúng mày còn ngày lành nữa không nhé? Mặc kệ chỗ dựa của chúng mày là ai, muốn động tới Hạ Tưởng tại địa bàn thành phố Yến, không có chứng cứ rõ ràng thì cứ mơ tưởng đi. Lý Đình Sơn cũng tin tưởng rằng Hạ Tưởng không có vấn đề về kinh tế. Thanh niên thì nhiều lắm cũng chỉ là có nhiều bạn gái, chỉ cần không bị tóm tại trận, lại chưa kết hôn, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng đối phương đến như vậy, hiển nhiên không phải chỉ muốn bôi nhọ Hạ Tưởng đơn giản thế này mà khẳng định là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Đến tột cùng là ai mà muốn ra tay ác độc như vậy? Lý Đình Sơn quyết định gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ để tìm hiểu một chút tình hình. Cuối cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Mai Hiểu Lâm, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh ghé sát nhau thì thầm một lát mới đồng ý cho Hạ Tưởng tự mình lái xe của hắn đi theo phía sau hai người tới thành phố Yến. Tối thiểu nhìn qua cũng không giống bị người mang đi, giảm mức độ ảnh hưởng xuống mức tối thiểu. Hai người cũng bị một câu nói của Phương Cách dọa cho không nhẹ. Nói đùa à, cho dù phó chủ nhiệm phòng có lợi hại hơn nữa nhưng muốn đề bạt bọn họ khẳng định vẫn phải đi qua cửa ban tổ chức cán bộ. Nếu đắc tội với Phương công tử, trưởng ban Phương có thể tha tội bọn họ mới là lạ. Hạ Tưởng đi rồi, Lý Đình Sơn nói với Mai Hiểu Lâm và Thịnh Đại. Phó bí thư Mai, phó chủ tịch huyện Thịnh, hai người không cần quan tâm tới việc của Hạ Tưởng. Tôi sẽ nghĩ biện pháp, nếu mọi người đều tìm người khắp nơi, có khi càng giúp lại càng loạn. Mai Hiểu Lâm và Thịnh Đại cũng biết Lý Đình Sơn nói vậy là xuất phát từ ý tốt, cho nên cũng không nói gì nữa. Hai người vừa đi, Phương Cách liền đi tới nói. Bí thư Lý, biểu hiện vừa rồi của tôi cũng được chứ? Chương 279, mây chuyển khắp nơi. Lý Đình Sơn cười mắng. Đồ láo cá, phản ứng khá thông minh, tuy nhiên về sau đừng hơi một tí đã lôi trưởng ban Phương vào. Như vậy sẽ có ảnh hưởng không tốt đến ông ấy. Có một số việc không nhất định phải đưa ra ngoài mới có thể giải quyết được. Ra tay ngầm cũng có thể giúp được mà. Phương Cách tỏ vẻ khiêm tốn học hỏi. Vâng ạ, tôi nhớ kỹ, bí thư Lý. Không phải là vì tôi sốt ruột sao? Kẻ nào vô sỉ như vậy chứ? Dám bôi nhọ Hạ ca ở sau lưng, rất láo toét. Chờ Phương Cách đi rồi, Lý Đình Sơn gọi điện thoại cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ nghe xong, hơi trầm ngâm nói. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh là người của phòng tự lập. Phòng tự lập bất hòa với Tần Thác Phu, vẫn muốn lên làm chủ nhiệm. Lần này y bán mạng như vậy có thể là được sự đồng ý ở đâu đó. Y là người của Cao Thành Tùng. Chẳng lẽ là bí thư Cao muốn tìm Hạ Tưởng gây phiền toái? Đường đường là một bí thư tỉnh ủy, sai người chèn ép một phó chủ tịch huyện, rất mất mặt. Lý Đình Sơn không kìm nổi kinh ngạc nói. Tống Chiêu Độ gượng cười hai tiếng, chào phúng nói. Bí thư Cao trí tuệ rộng lớn, chèn ép đối thủ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên cũng đừng kinh ngạc làm gì. Chuyện của Hạ Tưởng có khả năng liên quan tới tôi, bởi vì cậu ta đang âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh, cũng có quan hệ gián tiếp với Cao Thành Tùng. Mà trong tay tôi cũng có đủ chứng cứ chính xác để có thể vặn ngã Cao Kiến Viễn. Tôi đã thương lượng với cậu ta, một sáng một ngầm, phân biệt tiến hành. Thì ra là thế. Lý Đình Sơn hơi cảm thán nói. Hạ Tưởng không kể lại cho tôi chuyện này. Tôi nghĩ là cậu ta sợ tôi bị liên lụy. Chiêu Độ, hiện tại ông không tiện ra mặt, hay là để tôi ra mặt chu toàn một chút? Tạm thời không cần. Tống Chiêu Độ trầm mặc một lát, bỗng nhiên mỉm cười.
Hạ Tưởng không dễ bị phòng tự lập bắt như vậy đâu. Hơn nữa tôi thấy phẩm hạnh cậu ta không tồi, hẳn là không có vấn đề lớn về kinh tế. Việc này là một cơ hội để cậu ta giúp tôi một chuyện, trước hết rời lực chú ý của bí thư Cao, sau đó tôi sẽ thả một quả pháo lớn ra. Hạ Tưởng đi theo Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh tới thành phố Yến. Hắn nghĩ sẽ trực tiếp đến tòa nhà thành ủy, không ngờ Nhạc Phương nhận được một cuộc điện thoại. Vốn hai người có thái độ coi như khá khách khí bỗng nhiên biến đổi 180 độ, vẻ mặt lạnh lùng, đưa Hạ Tưởng thẳng tới một nhà khách bí mật ở ngoại ô, cũng cưỡng chế hắn giao di động ra, sau đó không hề phân trần liền giam hắn trong một căn phòng bịt kín. Hạ Tưởng ngạc nhiên, thế này là thế nào? Chẳng lẽ cứ thế vào giam? Cũng quá khinh suất nhỉ? Hỏi Nhạc Phương không trả lời, chỉ nói với hắn. Khi nào nghĩ thông suốt thì nói với tôi một tiếng. Tôi cho anh giấy và bút, ghi lại tất cả các vấn đề của anh. Hạ Tưởng nói, tôi không có bất cứ vấn đề gì cần khai báo cả. Ở huyện An tôi cũng đã nói rồi, mời các anh đưa ra chứng cứ rõ ràng. Bao Nguyệt Minh quyết liệt nói, đừng có ba xạo, nếu không có chứng cứ, chúng tôi đã không bắt anh. Thành thật khai báo vấn đề của anh đi thì sẽ được rộng lượng khoan hồng. Nếu không, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Tuy nhiên tôi cần phải nhắc nhở anh, đừng có ảo tưởng không thực tế. Hai người vừa đi, trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, là sự im lặng mà Hạ Tưởng chưa từng bao giờ thể nghiệm. Bí thư tỉnh ủy là chư hầu một phương, luôn luôn có quyền lực hô mưa gọi gió. Hạ Tưởng lắc đầu cười khổ, hạn chế tự do thân thể, lại không thể liên lạc với bên ngoài. Lúc này hắn chỉ có một việc có thể làm là đi ngủ. Ngẫm lại từ trước tới giờ, ngày nào cũng bận rộn bôn ba. Hiện tại rốt cục có một cơ hội an tâm nghỉ ngơi tốt như thế nào, sao có thể buông tha chứ? Hắn thấy trong phòng đã chuẩn bị đầy đủ chăn nệm liền thoải mái nằm xuống, chỉ chốc lát sau đã ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đợi trong chốc lát không hề nghe thấy âm thanh gì. Hai người tò mò đi tới, thấy Hạ Tưởng đã ngủ, không kìm nổi cười lạnh. Còn thực sự nghĩ rằng có người có thể cứu được mình ra ngoài sao? Bí thư Cao đã tự mình lên tiếng thì vụ án của mày khẳng định sẽ trở thành vụ án thép, chạy không thoát được. Trong địa bàn tỉnh Yến này, bí thư Cao muốn chỉnh một phó chủ tịch huyện nho nhỏ như mày cũng chẳng khác gì thu thập một con kiến. Ngủ đi, chờ khi mày tỉnh ngủ sẽ không còn cơ hội ngủ ngon nữa đâu. Bao Nguyệt Minh và Nhạc Phương trở lại phòng mình. Bao Nguyệt Minh nói với Nhạc Phương. Lão Nhạc, ông nói chúng ta điều chỉnh toàn bộ tài liệu của Hạ Tưởng ném hắn vào chỗ chết. Khẳng định sẽ đắc tội với chỗ dựa của hắn. Nghe nói hắn cũng có chút lai lịch, liệu sau này có thể tìm chúng ta gây phiền toái hay không? Sợ cái gì, ông không nghe phó chủ nhiệm phòng nói, việc này là bí thư Cao tự mình gật đầu và hỏi thăm về vụ án à? Một khi chúng ta chứng thực được tội danh của Hạ Tưởng, sẽ công khai ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta đều là công thần, đều được bí thư Cao nhớ kỹ tên, về sau khẳng định có thể từng bước thăng chức. Hạ Tưởng cho dù có chỗ dựa cứng rắn, nhưng chỉ cần tội danh của hắn được xây dựng thì ai còn dám bảo vệ hắn nữa. Người ta còn ước gì cắt hết quan hệ với hắn ấy chứ. Ông và tôi phá án đã nhiều năm, có phải chưa bao giờ gặp loại chuyện này đâu. Mới đầu còn xem giao tình quan hệ thế nào, đều muốn nói hộ nhau vài câu, nhưng một khi tội danh được định ra, mỗi người đều lẩn đi thật xa, bất cứ ai cũng sẽ không thừa nhận có quan hệ tốt với hắn. Tường đổ mọi người đẩy thêm, việc trong quan trường đều là vậy cả mà. Hai người lại thầm thì một hồi, cảm thấy bắt Hạ Tưởng không thành vấn đề. Không ai có thể bị giam một tuần lại không chủ động tìm người nói chuyện. Nói dài thành ra nói dại, sẽ lọt miệng, sẽ chẳng khác gì tự khai báo vấn đề. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng có đủ kiên nhẫn chờ Hạ Tưởng chủ động mở miệng. Hạ Tưởng biến mất, khiến cho sóng to gió lớn. Đầu tiên là Liên Nhược Hãm biết tin trước tiên, lập tức gọi điện thoại đến Bắc Kinh. Lấy việc cắt đứt quan hệ để uy hiếp nhưng không có kết quả. Tiếp đó cô lại gọi điện thoại cho Cao Tấn Chu, hỏi Cao Tấn Chu có thể giúp Hạ Tưởng hay không, Cao Tấn Chu chỉ lập lờ cho qua chuyện. Liên Nhược Hãm lại gọi điện thoại cho Trần Phong. Trần Phong trả lời rất kiên quyết, nói cô cứ yên tâm, ông ta sẽ nghĩ hết các biện pháp giúp Hạ Tưởng, nói cô không cần sốt ruột. Ông ta đã biết hết sự việc của Hạ Tưởng, khẳng định sẽ đòi lại công lý cho hắn. Đồng thời Trần Phong cũng khuyên Liên Nhược Hãm không cần bối rối, ông ta tin Hạ Tưởng có thể ứng phó được hết mọi việc. Tất cả những người có liên quan tới hắn đều phải bình tĩnh đối mặt, càng bình tĩnh mới càng có sức mạnh. Liên Nhược Hãm cũng dần khôi phục lại bình tĩnh,
biết cô có hoảng hốt cũng không giải quyết được sự việc, hoảng hốt càng dễ mắc lỗi, liền cố gắng bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, sau đó nói cho Cao Lão rằng Hạ Tường, người được ông yêu thích nhất, đã bị người của Ủy ban Kỷ luật thành phố bắt mang đi, không biết đang ở đâu. Cũng không biết Cao Lão gọi điện thoại nói gì với Cao Tấn Chu, Cao Tấn Chu lập tức gọi điện thoại trở về, nói cho Liên Nhược Hạm rằng việc này trong lúc nhất thời sẽ không có kết quả, ông ta cũng không tiện nhúng tay. Dù sao chuyện này có liên quan tới lợi ích của gia tộc và bí thư Cao, ông ta không có khả năng đối nghịch một cách lộ liễu với gia tộc mà chỉ có thể âm thầm chu toàn. Liên Nhược Hạm cũng không khách khí, nói thẳng một câu. Chính khách, không dám nhận trách nhiệm. Cô mặc kệ thể diện Cao Tấn Chu, cứ nói như vậy. Sau đó cô lại nhận được điện thoại của Tào Thù Lê. Tào Thù Lê khóc lóc trong điện thoại. Chị Liên, chị mau cứu anh Hạ Tường, được không? Chị nhất định phải cứu anh ấy. Em biết chị cũng thích anh ấy cũng thích chị. Chỉ cần chị có thể cứu anh ấy ra, em tình nguyện tặng anh ấy cho chị. Vốn Liên Nhược Hạm cũng khá kiên cường, đang chuẩn bị vận dụng sức mạnh của cha mình, thông qua Bắc Kinh gây áp lực với tỉnh Yến. Cô tự nhận cũng khá kiên cường, không dễ bị kẻ địch làm rối loạn. Cho dù Hạ Tường bị người mang đi, cô cũng vẫn không ngừng tự an ủi mình rằng hắn nhất định sẽ bình an, hắn nhất định có thể chống đỡ được. Thật vất vả mới tạo được sự kiên cường và niềm tin, nhưng chỉ một câu nói của Tào Thù Lê đã bị đánh bại. Liên Nhược Hạm cũng khóc. Cô khóc rất thương tâm, cũng không biết là lo lắng cho an nguy của Hạ Tường hay là vì Tào Thù Lê biểu lộ thâm tâm. Cô nghẹn ngào nói vào điện thoại. Cô bé Lê, chị rất xin lỗi em, nhưng chị thật sự không kìm nổi yêu anh ấy. Em đừng trách chị được không? Chị vĩnh viễn là chị Liên của em, mà Hạ Tường cũng vĩnh viễn là Hạ Tường của em. Tào Thù Lê vốn cũng cố nén khóc nhưng nghe Liên Nhược Hạm nói vậy, lại khóc thất thanh. Chị Liên, em sợ lắm. Em sợ em sẽ mất anh ấy. Em nguyện lòng hy sinh hết thảy để cứu anh ấy. Nếu chị còn gì e ngại, em tình nguyện để chị cưới anh ấy, chỉ cần chị có thể cứu anh ấy ra. Chị Liên, hai ngày nay ngày nào em cũng gặp ác mộng, ngày nào cũng tỉnh dậy trong tiếng khóc. Chị có biết em lo lắng thế nào không? Liên Nhược Hạm thầm thở dài sâu kín từ trong đáy lòng. Cô và Tào Thù Lê là hai cô gái nhưng đều nóng ruột nóng gan vì Hạ Tường, cũng không biết vị lãnh diện lang quân của mình hiện tại đang như thế nào. Anh ấy có chịu nổi người ta tra khảo hay không? Tào Vĩnh Quốc muốn trực tiếp tìm Ủy ban Kỷ luật thành phố. Ông ta giận không thể kìm nổi. Hạ Tường bị người tóm đi một cách không minh bạch như vậy, cho dù là bí thư tỉnh ủy cũng không thể coi trời bằng vung như vậy. Trần Phong ngăn ông lại, khuyên ông không cần kích động, trước hết cứ quan sát hai ngày nữa rồi nói sau. Trần Phong cũng không biết tìm chỗ để xả cơn tức giận, ngược lại còn khuyên Tào Vĩnh Quốc. Vĩnh Quốc, Hạ Tường bị bọn họ mang đi từ huyện An, với hiểu biết của ông và tôi về cậu ta, ông nghĩ cậu ta sẽ chịu thiệt trong tay người của Ủy ban Kỷ luật sao? Ủy ban Kỷ luật thành phố có mấy địa điểm bí mật trong thành phố thì tôi đều biết cả, chúng ta cứ án binh bất động xem tình hình thế nào. Tôi nghĩ lần này có kẻ quyết tâm dồn Hạ Tường vào chỗ chết, nhưng chính là vì trong lòng họ không tự tin nên mới làm vậy. Nếu chúng ta tự làm rối loạn trận tuyến thì ngược lại càng có lợi cho bọn họ. Tôi nghĩ cứ tạm thời im lặng một thời gian cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Tào Vĩnh Quốc tỉnh táo nghĩ lại, cũng hiểu Trần Phong nói có lý, chẳng qua ông quan tâm quá nên bị loạn, cho nên vẫn không quá yên tâm, hỏi tiếp. Nếu chẳng may Hạ Tường thiếu kinh nghiệm, bị bọn họ lừa thì làm sao? Trần Phong khoát tay, cười hàm xúc. Khi Hạ Tưởng còn ở tổ cải tạo thôn nội đô, cậu ta còn bị ít người lừa sao? Nhưng ông có thấy ai thành công lừa hay lợi dụng được cậu ta chưa? Tôi cảm thấy, cậu ta không lợi dụng người khác đã là tốt lắm rồi. Còn nữa, ông có biết cậu ta và Phó Bí Thư Vương có quan hệ khá tốt không? Trần Phong hỏi vẻ hứng thú. Biết một chút, không rõ chi tiết. Hạ Tưởng làm việc đều có chủ trương, cũng không nói nhiều với tôi. Tào Vĩnh Quốc đáp. Vậy ông cũng biết, Phó Bí Thư Vương và chủ nhiệm Tần có quan hệ không tầm thường chứ? Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tần Thác Phu. Tào Vĩnh Quốc sửng sốt, lắc lắc đầu. Phó Bí Thư Vương và chủ nhiệm Tần không thể không biết chuyện xảy ra với Hạ Tường. Với giao tình giữa họ và Hạ Tường, cho dù không ra mặt nói giúp một phen thì cũng phải hỏi vài câu chứ. Nhưng bọn họ lại không hề nói tới chuyện này, từ đó đã thuyết minh vấn đề. Hơn nữa Lý Đình Sơn cũng không có động tĩnh, lại càng không nói tới Tống Chiêu Độ. Tuy nhiên thật ra trưởng ban Phương lại tìm tôi một lần, hỏi tôi mấy câu.
Tào Vĩnh Quốc nghe Trần Phong liên tiếp nhắc tới tên mấy người mới giật mình phát hiện, vô hình chung, Hạ Tưởng đã trở thành một thân cây khỏe mạnh, từ bề ngoài không nhìn ra điều gì nhưng kỳ thật dưới gốc đã hình thành đủ các nhánh rễ, đã có một mạng lưới quan hệ rất có trọng lượng. Một mình hắn đã đủ tác động tới rất nhiều người, thật sự là không đơn giản. Nói gì cơ? Tào Vĩnh Quốc thả lỏng tâm tư, hỏi. Trưởng ban Phương hỏi tình hình gần đây của Hạ Tưởng, còn nói chờ sau khi có tin tức về Hạ Tưởng, bảo cậu ta tới tìm ông ta một chuyến. Ông ta muốn nhờ Hạ Tưởng chuyển cho Phương Cách một ít quần áo. Trần Phong cười cười lắc đầu. Ông xem, ông là quan tâm quá nên bị loạn. Nhiều người như vậy đều coi trọng Hạ Tưởng, đều nghĩ rằng cậu ta có thể bình an vô sự đi ra. Vĩnh Quốc, ông nên an tâm đi, có việc gì cần làm thì cứ làm đi. Tào Vĩnh Quốc cũng cười, gật gật đầu. Tương tự với Tào Vĩnh Quốc, kỳ thật Lý Đinh Sơn cũng đứng ngồi không yên. Tuy rằng Tống Chiêu Độ có thể làm Lã Vọng buông cần, nhưng y sao có thể an tâm được chứ? Suy đi tính lại một hồi, y lại lái xe tới thành phố Yến, tìm Sử Lão. Quan hệ giữa Lý Đinh Sơn và Sử Khiết vẫn là không gần không xa. Có lẽ Sử Khiết cũng đã phai nhạt tâm tư, cũng không cưỡng cầu nữa, gần đây không nhắc lại vấn đề phục hôn. Lý Đinh Sơn gõ cửa, khẽ gật đầu hỏi Sử Khiết. Sử Lão có nhà không? Có, vừa mới ngủ dậy, đang đi tản bộ trong sân. Đinh Sơn, con nói muốn anh chơi với nó. Có thời gian thì anh đưa nó đi công viên chơi một chút, được không? Sắc mặt Sử Khiết không được tốt lắm, có vẻ khá mệt mỏi. Lý Đinh Sơn thân thiết hỏi. Được, anh sẽ tranh thủ thời gian đưa con đi. Em làm sao vậy, dường như sắc mặt không được tốt lắm. Không có gì, chẳng qua là ngủ không ngon. Ba lớn tuổi rồi, gần đây hay bị cảm, thân thể không tốt lắm. Mời thầy thuốc cũng không kiểm tra ra được gì. Em luôn lo lắng cho ba. Sử Lão chẳng những là chỗ dựa lớn nhất của Sử Khiết mà còn là chỗ dựa duy nhất của cô và lúc này, cho nên bệnh tình của ông đã tác động không nhẹ vào thần kinh yếu ớt của cô. Trong nháy mắt, tim Lý Đinh Sơn mềm nhũn lại, khi nghĩ Sử Khiết ly hôn với mình nhiều năm như vậy, vẫn luôn một mình vừa phải nuôi dạy con, vừa phải chăm sóc Sử Lão. Tuy rằng tính cách cô không được tốt lắm nhưng quả thật sống cũng khá vất vả. Hiện tại y tuổi cũng không còn trẻ nữa, còn có thể cầu mong điều gì cao xa. Sử Khiết tuổi cũng lớn, tính tình cũng đã kiềm chế rất nhiều, có lẽ cũng nên quay lại với nhau. Lý Đinh Sơn ngồi trên sofa, nhắm mắt suy nghĩ lại mọi việc. Chờ khi Sử Khiết mang một ly trà đưa tận tay y, y đột nhiên có cảm giác như được hồi sinh, liền nắm lấy tay Sử Khiết. Sử Khiết, chúng ta phục hôn đi. Sử Khiết lập tức sửng sốt, không thể tin được nhìn Lý Đinh Sơn, hồi lâu sau mới rơi lệ nói. Rất xin lỗi anh, Đinh Sơn. Em sai lầm rồi, trước kia em không tốt đối với anh. Em đã quá tùy hứng không hiểu chuyện. Hiện tại em mới biết được, một người phụ nữ mạnh mẽ quá cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Về sau em sẽ nhất định nghe lời anh. Lý Đinh Sơn cũng xúc động bùi ngùi, nhẹ nhàng nói. Đừng nói chuyện đó nữa, đừng nói nữa, tất cả đã qua rồi. Trước kia anh cũng có nhiều điểm không đúng, trước kia anh cũng quá hiếu thắng. Hai người ôm nhau khóc mùi mẫn một hồi. Sử Lão đi dạo về, liếc mắt liền thấy không khí có vẻ khác lạ. Ông cũng không nói ra, chỉ cười ha hả. Chẳng trách ba nhảy mí mắt mấy lần, hóa ra có chuyện tốt tới cửa. Tiểu Khiết, có phải cần xử lý chuyện lớn không nhỉ? Sử Khiết ngượng ngùng nói. Ba, con đã lớn tuổi rồi, còn chuyện gì phải xử lý nữa chứ? Mời mấy người bạn thân tới ngồi với nhau là được. Lý Đinh Sơn tỏ vẻ tán thành. Không nên lộ ra, không nên lộ ra. Nếu trước kia, Sử Khiết khẳng định sẽ yêu cầu tổ chức to, hơn nữa còn đề xuất rất nhiều yêu cầu quá mức. Quả nhiên hiện tại khi đã lớn tuổi, cô cũng trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Sử Khiết nói phải đi làm việc của cô, để lại không gian cho Sử Lão và Lý Đinh Sơn. Bởi vì Lý Đinh Sơn và Sử Khiết hương vỡ lại lành cho nên Sử Lão rất vui vẻ, tuy nhiên sau khi nghe Lý Đinh Sơn kể lại chuyện Hạ Tưởng, thần sắc ông cũng trở nên rất nghiêm nghị, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Trước kia tôi cũng đã từng qua lại một chút với Cao Thành Tùng. Người này lòng dạ hẹp hòi, thích so đo tỉ mỉ chi ly, không cho người khác khiêu chiến quyền uy của y, khi đả kích đối thủ thì lòng lang dạ sói, thậm chí có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu y đã trực tiếp cho người của Ủy ban Kỷ luật thành phố ra mặt trong khi chưa có chứng cứ xác thực đã dám mang Hạ Tưởng đi, khẳng định là y cho rằng mình có thể một tay che trời tại tỉnh Yến,
chỉ cần y muốn xử lý ai thì tuyệt đối không cho người đó cơ hội trở mình. Sử lão nặng nề nện quải trượng xuống đất, đau lòng nói tiếp. Nếu xét về tài năng thì Cao Thành Tùng cũng có, nhưng nhân phẩm của y không được. Quan trọng là chúng ta ở ngoại vi, không thể có hành động gì, chỉ có thể nhìn xem Hạ Tưởng có thể chống đỡ được hay không, có mở mồm gì hay không. Nếu có thể kiên trì một tuần không bị đột phá thì bọn họ bắt buộc phải thả người. Nếu không thả, cái mặt già này cũng không thể ngồi im được nữa. Lý Đình Sơn nghe Sử lão phân tích xong, càng thêm sầu lo. Tiểu Hạ dù sao vẫn còn trẻ tuổi, nếu chẳng may bị bọn chúng lừa gạt nói ra những điều không nên nói thì sao? Chẳng lẽ cứ như vậy là xong cả đời luôn à? Mấu chốt là bản thân Tiểu Hạ có vấn đề gì không? Không có, con có thể cam đoan là cậu ta sẽ không hề có chuyện gì bất hợp pháp. Con cũng khá hiểu về tính cách con người của Tiểu Hạ. Con phải tự tin vào ánh mắt của mình, cũng càng phải tin tưởng vào năng lực của Tiểu Hạ. Sử lão hơi trầm ngâm suy tư rồi nói tiếp. Hiện tại không gấp được, còn chưa tới lúc công khai đối kháng với Cao Thành Tùng. Hơn nữa tôi nghĩ sự tình của Hạ Tưởng không chỉ tác động đến phía chúng ta mà còn ảnh hưởng tới các thế lực khác. Đinh Sơn, cứ an tâm một chút, đừng sốt ruột. Lý Đinh Sơn đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Trong số tất cả những người quan tâm tới Hạ Tưởng thì Thiếu Giai thật ra lại là người nhẹ nhàng nhất. Bởi vì có khi cả tuần cô và hắn mới liên lạc với nhau một lần, hơn nữa gần đây cô cũng bận kinh khủng, lại thêm cô không phải người trong quan trường nên căn bản không biết Hạ Tưởng đã xảy ra chuyện gì, cho nên chỉ có mình cô không biết Hạ Tưởng bị mang đi. Khác với sự bực bội của Lý Đinh Sơn, trong sự bất an của Tần Thác Phu lại có sự bứt rứt, nóng ruột. Nếu không có Vương Bằng Phi ngăn cản lại thì ông ta đã sớm ra mặt hạ lệnh cưỡng chế hai người Nhạc Phương thả Hạ Tưởng ra. Trong một phòng trà im lặng, Tần Thác Phu cầm chén trà lên, liên tiếp uống mấy nhấp, lại đẩy bộ bài đi nói. Không chơi nữa, không có tâm mà chơi. Phó Bí Thư Vương, ông đúng là giỏi nhẫn nhịn. Ông nói xem, đến hiện giờ mà phòng tự lập vẫn không hề nói với tôi một tiếng, cứ như thể không hề có chuyện gì xảy ra vậy, cứ giả vờ không biết. Ông nói hắn như vậy có phải là khinh người quá đáng không? Không thể ỷ lại rằng có chỗ dựa là bí thư Cao là ngay cả quy củ cơ bản của quan trường cũng không hiểu chứ. Còn nữa, y không nói một câu nào đã bắt Hạ Tưởng. Cho dù y không biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và tôi khá tốt, chẳng lẽ không biết Hạ Tưởng và Phó Bí Thư Vương là ông đi lại khá gần sao? Bắt người không nói một tiếng, còn mỗi ngày đều đi tới đi lui khắp các bộ môn trong ủy ban kỷ luật, muốn đoạt quyền của tôi sao? Thế này chẳng phải là tát thẳng vào mặt tôi sao? Tần Thác Phu càng nói càng kích động, đứng lên, cứ đi đi lại lại ngay tại chỗ. Ngồi xuống lão Tần, ngồi xuống. Vương Bằng Phi vẫn ngồi bất động, cười ha hả nói. Nhiều người lớn đầu rồi mà khi gặp việc vẫn xử sự như trẻ con vậy. Nếu Hạ Tưởng mà cũng giống như ông thì cậu ta đã vào rồi đừng có nghĩ tới chuyện ra nữa. Đừng có sốt ruột cũng vô dụng. Bí thư Cao lên tiếng. Phòng tự lập đương nhiên phải kiêu ngạo vài ngày. Chờ qua vài ngày, y không tra được gì, đến lúc đó ông có thể hợp tình hợp lý yêu cầu y thả người. Nếu y không thả, tôi sẽ đại biểu cho thành ủy ra mặt đè y. Không thể để cho y chỉ nhìn lên tỉnh mà không coi thành phố ra gì như hiện tại được. Nhưng giờ thì thôi, vẫn phải nhịn một chút. Tần Thác Phu ngồi xuống. Biết là phải nhịn một chút, không thể bỏ qua thể diện bí thư Cao được, phải có một thời gian giảm sóc. Nhưng dù sao Tiểu Hạ cũng vẫn còn rất trẻ, nếu chẳng may bị người ta lừa nói ra mấy câu gì đó thì làm sao chứ? Tôi cũng khá lo lắng về Hạ Tưởng, ngay cả Tổng Giám Đốc Thành cũng bị kinh động, cũng gọi điện thoại cho tôi, nói tôi nghĩ biện pháp chu toàn một chút. Bởi vì Tập đoàn Đạt Tài vừa mới ký kết hiệp nghị đầu tư với huyện An, Tổng Giám Đốc Thành vẫn luôn thấy là vì có Hạ Tưởng nên mới quyết tâm đầu tư vào huyện An. Nếu Hạ Tưởng không ở đó nữa, ông ta không tự tin khi đầu tư vào đó. Khả năng sẽ tính toán rút lui. Hơn nữa Tổng Giám Đốc Thành cũng khá coi trọng Hạ Tưởng, không muốn cậu ta bị hủy tiền đồ như vậy. Thành Đạt Tài đúng là lắm tiền thế mạnh, nhưng ông ta có thể ảnh hưởng được bí thư Cao không? Tần Thác Phu ngồi xuống. Quả thật ông cũng có chút cầu thả nhưng vẫn có một mặt tưởng như thô lỗ thật ra rất tinh tế. Tôi biết Tổng Giám Đốc Thành có đủ sức ảnh hưởng trong tỉnh Yến, tuy nhiên nếu muốn tác động được tới bí thư Cao, chỉ sợ vẫn còn kém không ít. Tổng Giám Đốc Thành là nhân vật thủ lĩnh của ngành bất động sản. Sức ảnh hưởng của ông ta không ở chính trị mà là trong lĩnh vực kinh tế. Lão Tần, hiện tại là thời đại chiến tích,
kinh tế quyết định chiến tích. Cho nên kinh tế và chính trị có sự gắn kết mật thiết không thể tách rời. Được rồi, không nói tới Tổng Giám Đốc Thành nữa. Nói xem ông muốn đối phó với phòng tự lập như thế nào. Hắn có bí thư Cao làm chỗ dựa, trong lúc tạm thời tôi cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng dám chơi chiêu thức bằng mặt không bằng lòng với tôi như vậy, về sau hắn đừng mong có ngày lành ở ủy ban kỷ luật. Tôi làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này đâu phải chỉ là bù nhìn. Chờ xem. Tần Thác Phu quả thật rất tức giận về phòng tự lập, thở hổn hển nói. Tôi ủng hộ ông, lão Tần. Vương Bằng Phi cười tủm tỉm nói, trong mắt lại thoáng hiện lên một tia sầu lo. Hạ Tưởng rốt cục có thể vượt qua được hay không? So sánh với thành phố Yến gió nổi mây phun thì huyện An cũng không bình tĩnh. Đến ngày thứ ba sau khi Hạ Tưởng bị mang đi, tập đoàn Đạt Tài lên tiếng tuyên bố tạm dừng kế hoạch đầu tư tại huyện An, còn khi nào bắt đầu thì cần một lần nữa đánh giá lại mức độ rủi ro của việc đầu tư. Người sáng suốt đều có thể thấy được, tập đoàn Đạt Tài làm như vậy là vì Hạ Tưởng. Lý Đình Sơn và Thịnh Đại không cảm thấy gì nhưng Khâu Tự Phong thì trở nên mặt mũi cực kỳ khó coi. Y không ngờ sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng lại lớn tới như vậy. Chẳng những rất nhiều phóng viên đã sớm dự định đến huyện An phỏng vấn, đưa tin việc siêu thị Giai Gia Quyên tặng 10.000 bộ bàn ghế đột nhiên đều nói có việc, phải tạm hoãn việc phỏng vấn, ngay cả mấy chục triệu đầu tư của tập đoàn Đạt Tài cũng rất có thể sẽ ngâm nước nóng hết. Y chỉ có thể tức giận nghiến răng, oán hận nói. Mày giỏi lắm Hạ Tưởng, bản lĩnh lớn thật, đừng tưởng rằng không có mày, huyện An sẽ không thể phát triển. Tao không tin. Cho dù không tin nhưng khi Khâu Tự Phong gọi điện thoại cho mấy nhà đầu tư khai phá quen biết ở thành phố, đề nghị họ tới khai phá khu du lịch thì tất cả mọi người đều lấy đủ mọi lý do để lảng tránh. Cuối cùng có một nhà đầu tư khai phá có quan hệ khá tốt với Khâu Tự Phong mới nói cho y biết tình hình thực tế. Tập đoàn Đạt Tài đã lên giọng tuyên bố tạm thời đình chỉ đầu tư, bất động sản tỉnh Yến còn ai dám đến huyện An nữa chứ? Chưa nói tới việc mạo hiểm đắc tội tập đoàn Đạt Tài sẽ có phiêu lưu mạo hiểm lớn tới mức nào, mà cái chính là trong lòng mọi người đều không tự tin. Tập đoàn Đạt Tài còn phải tạm dừng dự án đó thì mấy nhà tiểu thương mới nổi chúng tôi đi tới đó, nếu làm không tốt thì mất cả chỉ lần trài. Khâu Tự Phong hiểu được, tình hình hiện tại, ngoại trừ tập đoàn Đạt Tài, không còn một doanh nghiệp nào dám tiếp nhận làng du lịch. Y vô cùng chán nản. Càng khiến y uể oải là... Từ sau khi Lệ Triều Sinh đề nghị ở huyện An không thể mở rộng việc khai thác đá vôi, được Lý Đinh Sơn và Mai Hiểu Lâm mạnh mẽ thúc đẩy, lại thêm trưởng ban tổ chức cán bộ Vinh Chi, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nghê Chính Phương tán thành, cuối cùng thông qua biểu quyết tại hội nghị thường vụ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn, đề xuất khai thác mỏ tại huyện An của Khâu Tự Phong đã bị phủ quyết. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn phủ quyết, trừ phi y lại đề xuất khai thác Quảng Thạch Anh. Nhưng nếu Cường Giang Hải đã làm giả tài liệu rằng hàm lượng Thạch Anh là thấp, giờ mà nhắc lại việc khai thác Thạch Anh thì không thể nghi ngờ chính là tự tát vào mặt mình. Cục diện do Khâu Tự Phong tỉ mỉ bố trí đã hoàn toàn thất bại. Bỗng nhiên y cảm thấy trước mắt mờ mịt, thậm chí không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Càng nghĩ, y lại càng phát hiện tất cả các ngành sản xuất trụ cột của huyện An đều gần như nằm hết trong tay Hạ Tưởng. Tách khỏi Hạ Tưởng. Ngoại trừ khu du lịch Tam Thạch vẫn đang từng bước phát triển thì gần như tất cả các phương diện khác đều lâm vào đình trệ. Tại sao có thể như vậy? Hạ Tưởng thật sự quan trọng như vậy sao? Hắn thật sự tài giỏi như vậy sao? Nhưng như vậy vẫn còn chưa tính. Có mấy lần Mai Hiểu Lâm đi ngang qua người y, không biết là vô tình hay cố ý mà luôn nói một câu, ăn mày còn đòi xôi gấc. Việc này khiến y tức giận thở hổn hển nhưng lại không thể làm được gì. Không thể tranh cãi hoặc lý luận gì được với Mai Hiểu Lâm. Không thể cắt đứt quan hệ cũng không thể mắng mỏ chửi bới, dù sao người ta cũng không nói cụ thể là mình và cũng không phải là lời gì khó nghe mà. Tâm tư của Khâu Tự Phong cực kỳ buồn bực, mọi việc đều không thuận. Sau đó, y lại nhận được điện thoại từ Bắc Kinh, nói là Mai gia đồng ý bồi thường ở phương diện khác cho Khâu gia nhưng chuyện đám hỏi thì tạm thời là không có khả năng. Khâu Tự Phong rốt cục nổi giận. Liên tiếp ném vỡ mấy chén trà quý. Chỉ đáng thương thư ký Lưu Nghênh Quân của y, ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, sợ rằng nói một câu sai thì sẽ bị ăn mắng chửi oan. Bởi vì Hạ Tưởng nên ở huyện An, sự bất hòa giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Khâu gần như được công khai hóa, mọi người đều cảm thấy bất an. Ngược lại với sự gió nổi mây phun ở bên ngoài, Hạ Tưởng lại một mình tiêu dao, ngày nào cũng ăn no ngủ kỹ, cười cười suốt ngày. Hỏi hắn cái gì hắn cũng đều ba không, không nghe, không thấy, không biết.
Tóm lại, hắn hoàn toàn không hề có thái độ nhận tội, thật sự coi nơi này là khu du lịch nghỉ dưỡng. Theo thời gian trôi đi, tâm tình của Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh càng ngày càng trở nên lo âu. Nếu từ đầu hai người đều tràn đầy tin tưởng rằng Hạ Tưởng khẳng định sẽ không đánh tự khai, hắn sẽ không thể chịu nổi áp lực, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bảo hắn nói gì hắn sẽ nói nấy. Không ngờ Hạ Tưởng không hề có chút cúi đầu giác ngộ nào, ngày nào cũng vui tươi hớn hở, cứ như thể hắn không phải bị tạm giữ mà đang là khách du lịch. Mặc kệ Nhạc Phương cưỡng bức lợi dụ như thế nào, Hạ Tưởng chỉ đáp lại một câu. Mời lấy chứng cớ ra nói chuyện, không có chứng cớ thì tôi sẽ không nói ra suy nghĩ của mình. Chương 280, va chạm kịch liệt. Hỏi nhiều tới mức phát bực thì hắn lại cười hì hì nói. Có bài tú lơ khơ không? Mọi người nhàm chán quá thì cùng đánh bài đi. Tuy nhiên chúng ta chỉ có 3 người, nếu có 4 thì tốt hơn nhưng méo mó có hơn không, cứ đánh đi. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh bị Hạ Tưởng làm cho tức giận nhưng không làm gì được. Bao Nguyệt Minh thậm chí muốn đánh, Hạ Tưởng lại biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Nếu các anh nói chuyện tử tế thì mọi người còn có đường lui. Nhưng nếu các anh dám ra tay thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi dám nói, hai người các anh cũng không đánh nổi một mình tôi. Bao Nguyệt Minh không nhục nhưng vẫn phải nhịn, khi thấy Hạ Tưởng không hề có ý lùi bước. Lại nghĩ Hạ Tưởng từ đầu tới giờ vẫn luôn bộ dạng đã định liệu hết mọi việc, cảm thấy mặc dù mình có chỗ dựa là bí thư tỉnh ủy nhưng không biết vì sao vẫn có cảm giác lo sợ rất khó hiểu. Thấy không moi được gì từ miệng Hạ Tưởng, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng không chịu bỏ qua như vậy. Hai người nghiên cứu tư liệu nửa ngày, quyết định bắt đầu điều tra từ siêu thị Giai ra. Hai người trực tiếp tìm Phùng Húc Quang, sau khi nói rõ thân phận thì yêu cầu kiểm tra tài chính. Phùng Húc Quang còn không biết Hạ Tưởng xảy ra chuyện, nghe thấy đối phương nói muốn kiểm tra tài chính, lại nhắc tới tên Hạ Tưởng, lúc này mới ý thức được đã xảy ra vấn đề lớn. Y gọi kế toán đến, lấy sổ sách của công ty và danh sách cổ đông đưa cho Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, nói. Trước khi tới huyện Bá, Phó Chủ tịch huyện Hạ có qua lại làm ăn với tôi, cũng không tính là kinh doanh mà chỉ là quan hệ tình cảm. Sau khi anh ta tới huyện Bá, chúng tôi vẫn qua lại tình cảm, không liên quan tới tiền bạc. Hai đồng chí có thể thoải mái kiểm tra. Phùng Húc Quang không sợ tra. Trong sổ sách không thể tra ra được Hạ Tưởng vì y đã nắm tất cả số liệu trong đầu. Y giải thích với nhân viên vài câu rồi đi ra ngoài gọi điện thoại. Mã Vạn Chính đang ở phòng làm việc, nhận được điện thoại của Phùng Húc Quang, nghe nói Hạ Tưởng bị bắt, đầu tiên là giật mình kinh hãi, sau đó ngẩn ra, hỏi tên hai người Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, liền nói một câu. Cho dù thế nào cũng không cần lo lắng, chú tìm hiểu kỹ tình huống một chút đã rồi nói sau. Phùng Húc Quang lo nghĩ một hồi, lại bấm điện thoại, nói. Lão Tam, giúp tôi tra hai người, là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố, tên là Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh. Cần xem hai người này có vấn đề về kinh tế hoặc tác phong lối sống hay không. Càng nhanh càng tốt, càng tỉ mỉ càng tốt. Lão Tam cười trầm trầm, đáp. Lão Phùng, đã lâu không bôi đen người khác, sao hôm nay lại đột nhiên thích chơi xỏ kẻ khác vậy? Phùng Húc Quang biến đổi hẳn vẻ vui cười bình thường, lúc này chỉ còn lại vẻ mặt âm trầm cực kỳ khó coi, cười lạnh vài tiếng nói. Mẹ nó, có người dám bôi nhọ anh em tôi, còn dám tới điều tra tài chính tôi. Tôi có thể cho chúng nó sống yên lành được sao? Tôi làm người tốt nhưng không thể để kẻ xấu bắt nạt được. Lão Tam, việc này ông lành nghề, cứ ra sức điều tra. Cho dù chúng lên trời cũng không thoát được. Tôi không tin chúng không hề có chút tâm hơi gì. Tôi sẽ cho chúng nó chết. Yên tâm đi Lão Phùng. Anh em chẳng có bản lĩnh gì khác nhưng điều tra việc dơ bẩn mấy kẻ đó lén làm thì vẫn là sở trường. Tôi sẽ đối xử tử tế với hai người anh em Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh. Giọng Lão Tam đáp đầy vẻ hưng phấn. Cẩn thận đừng để lộ, bởi vì dù sao đối phương cũng là nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật. Còn nữa, chi phí vất vả của các anh em, tôi cấp gấp 3. Lão Phùng, đừng nói đến tiền. Ông bố trí cho các anh em chút việc là tốt lắm rồi, được chứ? Lão Tam đáp. Nếu nói điều tra công an, cảnh sát hình sự thì tôi không dám mạnh miệng chứ tra người của Ủy ban Kỷ luật thì chúng không chạy thoát nổi đâu. Có phải tôi chưa từng điều tra bao giờ đâu. Trình độ phản điều tra của chúng còn kém một chút. Được, cứ như vậy đi. Trở lại phòng làm việc. Phùng Húc Quang phát hiện vẻ mặt của Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đầy thất bại. Điều này đã sớm trong dự kiến của y. Y nắm rõ tài chính của mình,
không có chút lỗ hổng. Đừng nói mấy kẻ này, cho dù là kiểm toán chuyên nghiệp tới cũng sẽ không thể phát hiện bất cứ vấn đề gì. Trong đó đừng nói là có tên Hạ Tưởng, ngay cả tên của Cao Kiến Viễn cũng không có. Tuy rằng Phùng Húc Quang không biết tác dụng của Cao Kiến Viễn trong việc của Hạ Tưởng, nhưng y cũng biết rất rõ có lẽ Cao Kiến Viễn không hề có trợ giúp gì. Nếu không, chỉ cần gã mở miệng, làm sao còn ai dám lộ liễu điều tra Hạ Tưởng như vậy. May mắn là sau khi Hạ Tưởng nhắc nhở, y liền đúng lúc kết nối với Cao Kiến Viễn. Mà Cao Kiến Viễn cũng lập tức đáp ứng ngoài dự đoán của mọi người, thực hiện ngay việc phân chia cổ phần. Nói cách khác, hiện tại siêu thị Giai Gia và Cao Kiến Viễn đã không còn nửa xu quan hệ nào. Đương nhiên, cũng không hề có nửa xu quan hệ với Hạ Tưởng. Mặc dù có tên của Tiếu Giai nhưng Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh cũng không phải thần tiên, cho tới giờ cũng không có mấy người biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Giai. Phùng Húc Quang cũng âm thầm kêu may là Hạ Tưởng anh minh. Ngay từ lần đầu tiếp xúc, Hạ Tưởng đã có tính toán lâu dài như vậy, quả thật là rất giỏi. Nếu lúc ấy Hạ Tưởng nhất thời tham lam, muốn ghi cổ phần thành giấy trắng mực đen, vậy thì hiện tại sẽ rất khó nói. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đành phải thất vọng mà về. Bọn họ không biết chính là, ngay khi bọn họ còn đang điều tra sổ sách của Phùng Húc Quang thì trên bàn làm việc của Mã Vạn Chính đã đặt một tập tài liệu, chính là lý lịch của họ. Mã Vạn Chính nhìn vài lần, lại ném qua một bên, nhếch mép cười. Chỉ là hai quân cờ mà thôi, bí thư Cao, có đôi khi kỹ xảo của ông quả thật rất cao, đáng tiếc chính là ông làm bí thư tỉnh ủy quá lâu, luôn luôn nói một không hai, liền nghĩ rằng chỉ một câu nói của ông thì toàn bộ tỉnh Yến sẽ nghe lời ông sao. Ông ta đứng lên, trầm tư một lát, cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Triều Độ, tôi là Mã Vạn Chính, tối gặp mặt chút chứ. Được. Chỗ cũ. Lần trước sau khi gặp lại anh trai không lâu, được Hạ Tưởng bố trí, Mã Vạn Chính đã gặp mặt Tống Chiêu Độ. Hai người vừa mới quen đã thân, nói chuyện rất ăn ý. Trải qua một thời gian tiếp xúc, xem như đã ở trên cùng một mặt trận. Hai người đều có chỗ dựa ở Bắc Kinh, đều là những người tinh anh, thêm nữa là chỗ dựa của hai người cũng đi lại khá gần gũi, cho nên hai người cũng tự nhiên thuận theo mà gần gũi nhau. Còn có một điều, cả hai người đều nhất trí cho rằng, cứ theo thế cục phát triển trước mắt, Cao Thành Tùng có hai con đường để đi. Thứ nhất là bị người kéo ngã, rơi xuống bùn đen. Thứ hai là lọt vào Trung ương, từ nay về sau một bước lên trời. Nếu để Cao Thành Tùng vào được Trung ương, chỉ sợ tất cả những người không hòa hợp với y đều sẽ có tiền đồ ảm đạm. Tuy nhiên bởi vì Tống Chiêu Độ và Mã Vạn Chính mới tiếp xúc nhau không lâu, vẫn còn một tia cảnh giác đối với đối phương. Cho nên Tống Chiêu Độ cũng không để lộ ra cho Mã Vạn Chính biết rằng mình đã tập hợp, điều tra được rất nhiều tài liệu quan trọng, có thể cho Cao Thành Tùng một đòn nặng nề. Sự kiện Hạ Tưởng đã tạo cho mọi người một cơ hội. Buổi tối gặp Tống Chiêu Độ xong, Mã Vạn Chính về nhà, tay cầm một tập tài liệu thật dày. Về đến nhà, ông ngồi lặng lặng nhìn trần nhà một lúc lâu, lại vuốt vuốt mái đầu hói thưa thất tóc, cảm thán nói. Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu, mưa núi sắp qua, gió khắp lầu. 1. Hạ Tưởng, kiên trì thêm vài ngày, cậu sẽ thấy có rất nhiều niềm vui bất ngờ. 1. Hàm Dương Thành Đông Lâu TG, hứa hồn. Nhất Thướng Cao Lâu Vạn Lý Sầu. Kiêm Hà Dương Liễu Tự Đinh Châu. Khê Vân Sơ Khởi, Nhật Trầm Các. Sơn Vũ Dục Lai, Phong Mãn Lâu. Điều Hạ Lục Phu, Tần Uyển Tịch. Thiền Minh Hoàng Diệp, Hán Cung Thu. Hành Nhân Mạc Vấn Đương Niên Sự. Cố Quốc Đông Lai Vị Thủy Lưu. Lầu Phía Đông Thành Hàm Dương, Người Dịch, Điệp Luyến Hoa. Lên tới Lầu Cao Vạn Dặm Sầu. Cỏ Gai Dương Liễu Tựa Đinh Châu. Mây Khe Vừa Nổi, Trời Sau Gác. Mưa Núi Sắp Qua, Gió Khắp Lầu. Chim Lần Bụi Xanh, Tần Uyển Tối. Ve Rên Lá Úa, Hán Cung Thu. Người Qua Chớ Hỏi Ngày Xưa Nữa. Cố Quốc Theo Dòng Vị Đã Lâu. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh không thu hoạch được gì ở siêu thị Giai Gia, lại tới tập đoàn Viễn Cảnh tìm Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm tránh không gặp, căn bản không hề cho hai người chút thể diện nào. Cuối cùng vẫn là Cao Lão ra mặt tiếp hai người. Hai người thuyết minh ý đồ đến đây, Cao Lão đánh giá hai người từ đầu đến chân vài lần rồi nói. Hai người tuổi cũng không còn trẻ, vào trong quan trường cũng đã nhiều năm, sao vẫn làm việc qua loa như vậy? Có nghĩ làm thế nào để thu dọn hay không? Nhạc Phương bị Cao Lão nói cho mất hết mặt mũi, còn có chút không vui. Cao Lão, mời phối hợp với công tác của chúng tôi, đừng nói những đề tài không liên quan.
Đề tài không liên quan à? Ha ha, anh bạn trẻ, sự tình liên quan tới tiền đồ của các anh, sao lại là đề tài không liên quan? Hai người đều đã sấp xỉ 40 tuổi, tuy nhiên ở trước mặt Cao lão quả thật vẫn xem như người trẻ tuổi. Với tầm mắt và kinh nghiệm của Cao lão, cho dù Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh có là người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì ông cũng không có mấy tâm tư kính trọng họ. Nếu các anh đã không quan tâm tới tiền đồ của mình thì tôi cũng chẳng thèm quản. Quan hệ giữa Hạ Tưởng và tập đoàn Viễn Cảnh là rất trong sạch, không hề có bất cứ giao dịch mờ ám nào. Việc này thị trưởng Trần có thể làm chứng, mà con trai tôi cũng có thể làm chứng. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh liếc nhau, tim nhảy dựng lên, vội hỏi. Con trai ngài là ai? Anh ta làm công tác gì? Con trai tôi tên là Cao Tấn Chu, nó là phó chủ tịch tỉnh. Về phần cụ thể nó làm gì thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh chỉ cảm thấy đầu óc như bị điện giật, ầm một tiếng lớn. Cả hai vội vàng đứng lên, cung kính nói. Cao lão, hóa ra ngài là thân sinh của phó chủ tịch tỉnh Cao. Cao lão phất tay. Trước tiên là nói về chuyện của Hạ Tưởng, chờ sau khi tôi nói xong, các anh không tin thì đi mà hỏi Cao Tấn Chu. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh đi ra khỏi tập đoàn Viễn Cảnh, cả hai đều có một dự cảm rất xấu, lần này đụng vào Hạ Tưởng. Chỉ sợ chính họ mới là những người xui xẻo. Cả hai chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh thế mạng. Hạ Tưởng bị giữ tới ngày thứ bảy thì tỉnh Yến nhìn như yên ả, rốt cục đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất. Phó chủ tịch tỉnh Thẩm Phục Minh đang đi trên đường thì bị nhân viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp mang đi. Trước đó tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến không hề nghe được chút phong thanh nào. Thẩm Phục Minh bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang thẳng lên Bắc Kinh. Cùng ngày liền khai báo toàn bộ vấn đề. Tiếp đó từ trên Bắc Kinh trực tiếp thông báo với tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, Thẩm Phục Minh có vấn đề rất lớn, chờ sau khi điều tra rõ về vấn đề của y sẽ giải thích cho tỉnh Yến. Cao Thành Tùng rất khiếp sợ. Không những y không hề nghe được chút phong thanh mà người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn không coi y vào đâu, trực tiếp mang người đi. Hiển nhiên, chỗ dựa của y đã không còn cứng rắn, mạnh mẽ như trước kia nữa. Hơn nữa rất có thể chỗ dựa của y đã không còn bảo vệ y nữa. Y vô cùng khiếp sợ, liên tiếp gọi điện thoại lên Bắc Kinh, chỉ nhận được một câu trả lời là, không cần phải kinh hoàng, chỉ là chút trò vặt vãnh mà thôi. Cao Thành Tùng lại yên lòng, nghĩ đối thủ chỉ nắm được nhược điểm của Thẩm Phục Minh mà thôi, cho dù Thẩm Phục Minh có thể liên lụy tới mình thì người kia cũng sẽ bảo vệ mình. Nhưng điều khiến Cao Thành Tùng càng thêm không ngờ chính là, trong hội nghị thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài đột nhiên làm khó dễ, nói là căn cứ quần chúng tố cáo và tình hình mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh nắm giữ cho thấy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Yến là phòng tự lập có hành vi tham ô nhận hối lộ nghiêm trọng và có hiểm nghi lạm dụng chức quyền vi phạm pháp luật, đề nghị lập án điều tra. Cao Thành Tùng rất đau đầu, việc của Thẩm Phục Minh đã đủ khiến y lo lắng đề phòng, phòng tự lập lại là dòng chính của y. Việc điều tra Hạ Tưởng cũng là do nhận được chỉ thị của y rồi gã tự bày mưu đặt kế, hiện tại rõ ràng là ăn một đòn phản kích. Nhưng Hạ Tưởng chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, rốt cục là ai đang âm thầm giúp hắn? Nên xử lý như thế nào? Cao Thành Tùng muốn bảo vệ phòng tự lập cũng không khó, nhưng phải nói làm sao cho người ta tin phục. Y còn chưa kịp nghĩ biện pháp ứng đối ổn thỏa thì trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiền Cẩm Tùng giơ tay lên tiếng phát biểu. Tôi nghe được không ít người phản ánh giám đốc sở xây dựng Vũ Phái Dũng từ khi nhậm chức tới nay luôn dùng người không khách quan, làm việc độc đoán khiến toàn bộ sở xây dựng đầy u ám, khắp nơi than thở. Tuy rằng không hề nghe thấy anh ta có hành vi gì không hợp pháp nhưng bản thân là cán bộ cấp giám đốc sở, cần phải làm gương tốt mới có thể phát huy được tác dụng. Tôi đề nghị cần phải nói chuyện với giám đốc sở Vũ. Cao Thành Tùng rất bất mãn nói. Giám đốc sở Vũ làm việc nghiêm túc. Quản lý sở xây dựng gọn gàng ngăn nắp. Tôi không hề nghe thấy có việc như lời trưởng ban thư ký Tiền nói. Liệu có phải là có người chuyện bé xé ra to, muốn trả đũa giám đốc sở Vũ không? Các đồng chí, đừng chỉ vì một vài tin đồn không căn cứ đã nghi ngờ này nọ. Phải quý trọng danh dự của cán bộ lãnh đạo. Việc của giám đốc sở Vũ trước hết cứ để đó đã. Vấn đề của phòng tự lập khá nghiêm trọng, tôi cảm thấy hẳn là nên điều tra. Ủy ban kỷ luật là đơn vị có đặc quyền nhất định, rất dễ dàng phát sinh các hành vi hủ bại và tâm lý tự cao, cho nên nhất định phải xử lý vấn đề cực kỳ thận trọng. Tôi cảm thấy đề nghị của chủ nhiệm Hình rất tốt, có gan nghiêm túc điều tra nhân viên công tác trong nội bộ hệ thống cũng có tác dụng cảnh cáo trong chúng ta.
Mã Vạn Chính đột nhiên tung ra một đòn hồi mã thương. Tôi đồng ý với ý kiến của Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Tiền Cẩm Tùng lập tức tỏ thái độ ủng hộ. Không đúng, có chỗ nào đó không đúng. Cao Thành Tùng lập tức cảnh tỉnh lại, cảm giác thấy một tia âm mưu trong này. Y đảo mắt nhìn lần lượt từng ủy viên thường vụ đang ngồi, dường như mọi người không có gì khác biệt so với trước kia, nhưng dường như lại có gì đó bất đồng. Ủy ban kỷ luật thành phố có cán bộ như phòng tự lập, bản thân tôi là bí thư thành ủy cảm thấy rất đau lòng. Tôi đồng ý với đề nghị của chủ nhiệm Hình, phải tra, còn phải tra thật sự triệt để. Bí thư thành ủy thành phố Yến Thôi Hướng tỏ vẻ vô cùng đau đớn, nói năng đầy hiên ngang lẫm liệt. Cao Thành Tùng càng thêm khẳng định phán đoán của mình, chắc chắn là có người đã kết nối rất tốt, liên kết với nhau để đối phó với mình. Đầu tiên là bắt Thẩm Phục Minh, hiện tại lại muốn động phòng tự lập. Phòng tự lập là do y bày mưu đặt kế nên mới tra xét Hạ Tưởng. Nếu hiện tại lại cho người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đi điều tra phòng tự lập chẳng phải là tự tát thẳng vào mặt mình sao? Cao Thành Tùng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong mắt y hiện lên một tia ác liệt, xuất ra quyền uy của bí thư tỉnh ủy. Tôi cũng đã tiếp xúc với đồng chí phòng tự lập, đó là một đồng chí rất tốt, tôi tin tưởng đồng chí đó sẽ không làm ra sự tình vi phạm kỷ cương pháp luật. Tất cả chỉ trích anh ta đều là nói xấu, đều là lời đồn đại vô căn cứ, không thể coi là thật. Tôi không đồng ý điều tra đồng chí phòng tự lập. Nếu bình thường, Cao Thành Tùng tuyệt đối nói một là một, hai là hai, không ai dám đề xuất ý kiến phản đối. Không ngờ y vừa dứt lời, Diệp Thạch Sinh chậm rãi uống một ngụm nước, đặt chén xuống cười tủm tỉm nói. Bí thư Cao có phải hơi võ đoán quá không? Chúng ta không thể dựa vào ấn tượng để tin tưởng một đồng chí hay để điều tra một đồng chí. Chúng ta chú ý chính là chứng cớ. Sự tình của phòng tự lập có chứng cớ vô cùng xác thực. Hắn một mình sai khiến Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh giam giữ phó chủ tịch huyện An là đồng chí Hạ Tưởng, khiến đồng chí Hạ Tưởng bị bắt oan. Kết quả làm cho mấy dự án vài chục triệu tài chính đầu tư vào huyện An đều phải tạm dừng. Tổng giám đốc Thành tự mình gọi điện thoại cho tôi, nói ông ấy và đồng chí Hạ Tưởng coi như khá quen thuộc, cho rằng cậu ta là một thanh niên tốt. Ông ấy có thể tới huyện An đầu tư chính là nể mặt mũi Hạ Tưởng nên mới đi. Nhân vật số 2 tỉnh Yến là chủ tịch tỉnh Diệp luôn rất ít khi lên tiếng, bỗng nhiên lần đầu tiên thao thao bất tuyệt trên hội nghị thường vụ, không ngờ lại là vì một phó chủ tịch huyện. Tổng giám đốc Thành luôn là doanh nghiệp ngọn cờ đầu của tỉnh Yến chúng ta, tôi nghĩ lời của ông ấy có độ tin cậy rất cao. Tối thiểu tôi tin tưởng rằng ông ấy nói là nói thật. Như vậy nếu lời tổng giám đốc Thành có thể tin được thì phòng tự lập tự mình ra lệnh giam giữ đồng chí Hạ Tưởng chính là hành vi rối loạn kỷ cương, vi phạm pháp luật. Diệp Thạch Sinh không nói thì thôi, đã nói thì cũng rất có khí phách, lộ ra uy nghiêm của nhân vật số 2 của tỉnh Yến, cũng khiến tất cả mọi người đều phải chấn động. Không ít người đều nghĩ thầm, vốn nghĩ rằng chủ tịch tỉnh Diệp vốn là một người ba phải, không ngờ chính là một con hổ đang nằm ngủ. Không đợi Cao Thành Tùng phản ứng lại đây, Hình Đoan Đài gật đầu nói. Chủ tịch tỉnh Diệp nói đúng, phòng tự lập sai người bắt giam đồng chí Hạ Tưởng căn bản là không hề báo cáo với chủ nhiệm Tân. Việc này tôi là bí thư thành ủy mà cũng không biết. Phòng tự lập này cũng thật quá phận. Thôi Hướng cũng cắm một câu. Mặc dù Thôi Hướng cũng không muốn trợ giúp Hạ Tưởng, nhưng khi rất nhiều người đồng thời gây khó dễ cho Cao Thành Tùng, nếu y không tỏ vẻ gì đó thì cũng không được. Dù sao Hạ Tưởng cũng chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, không đáng để y quan tâm. Huống chi ý tưởng chủ đạo của y không phải là giúp Hạ Tưởng mà là vì đả kích Cao Thành Tùng. Hiện tại Cao Thành Tùng xem như hoàn toàn hiểu được, khẳng định là có người đứng sau lưng liên hợp lại, chính là muốn làm lung lay căn cơ của y. Rốt cục là ai mà có năng lực lớn như vậy, có thể tác động được bao nhiêu ủy viên thường vụ như vậy. Hơn nữa ngay cả Diệp Thạch Sinh vốn bình thường không dám thở mạnh trước mặt y, giờ cũng dám ra mặt chống đối, thật sự là muốn lật trời sao. Y đang muốn lớn tiếng nói rằng phòng tự lập là do y bày mưu đặt kế đi bắt Hạ Tưởng. Bí thư tỉnh ủy nắm giữ căn cứ chính xác, sai người đi làm, chẳng lẽ có chuyện quan trọng cứ phải báo cáo trước với các người sao? Nhưng không đợi Cao Thành Tùng mở miệng, Hình Đoan Đài lại lên tiếng lần nữa. Chương 281, đều gặt hái. Nhưng không đợi Cao Thành Tùng mở miệng, Hình Đoan Đài lại lên tiếng lần nữa. Chủ nhiệm Tần của Ủy ban Kỷ luật thành phố là một người rất cứng đầu, không nói hai lời liền một mình sửa sang lại một ít tài liệu về phòng tự lập, vòng qua Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi mà trực tiếp báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật Trung ương.
Ông ấy có một chiến hữu ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhận được báo cáo xong mới nói với tôi. Các anh nói xem đây là chuyện gì, tuy rằng lão Tần hơi cứng đầu nhưng con người rất tốt. Tất cả chỉ là vì phòng tự lập này làm việc quá mức quá phận. Bản thân là phó chủ nhiệm, có việc lại không báo cáo với chủ nhiệm, thật sự là vô tổ chức, vô kỷ luật. Cao Thành Tùng lập tức nuốt lại lời nói trong miệng. Nếu không có việc Thẩm Phục Minh đột nhiên bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang đi, Cao Thành Tùng tự tin cho dù có đưa ra tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, y cũng có thể nắm chắc khống chế được. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Ủy ban Kỷ luật Trung ương không hề nói năng gì bất chợt mang Thẩm Phục Minh đi. Điều này thuyết minh cấp trên đã gật đầu, hơn nữa chỉ sợ chỗ dựa của y cũng đã cam chịu việc này. Nếu không, tại sao đại sự mang một phó chủ tịch tỉnh đi như vậy lại không hề có chút động tĩnh nào chứ? Nếu dám trực tiếp mang Thẩm Phục Minh tới Bắc Kinh, đã nói lên rằng Bắc Kinh đã nắm giữ đủ chứng cứ chính xác, Thẩm Phục Minh chắc chắn là có đi mà không về. Trong lòng Cao Thành Tùng có một tia lo lắng mơ hồ. Tuy rằng đã nhận được câu trả lời của chỗ dựa nhưng y vẫn hơi lo lắng, nhất là sự tình hôm nay đặc biệt kỳ quái. Mấy ủy viên thường vụ vốn thường làm theo ý mình bỗng nhiên như thể liên hợp nhau lại, cùng gây khó dễ cho y, đánh y một đòn trở tay không kịp. Khẳng định là đã xảy ra vấn đề lớn gì đó. Trong lòng Cao Thành Tùng xuất hiện một tia bối rối, tuy nhiên đã nhiều năm lăn lộn trong quan trường đã dưỡng thành uy thế bất động như núi vẫn khiến y cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. Y thầm tự nhủ, chẳng có gì phải lo cả, chỗ dựa của mình không ngã, mình thậm chí còn có khả năng tiến vào Trung ương, bọn chúng nhiều nhất chỉ xem như hòn gạch ở giữa đường, căn bản không tính là chướng ngại vật. Nhưng mặc kệ như thế nào, phòng tự lập không thể bảo vệ được. Nếu bảo vệ không đúng, còn có thể tự liên lụy đến mình. Không có biện pháp, ai bảo gã không biết làm việc, bị người khác nắm được nhược điểm chứ. Cứ tạm thời nuốt cục đắng này, chờ thăm dò tình hình xong sẽ tính sổ với chúng cũng chưa muộn. Hai mắt Cao Thành Tùng nghiêm nghị nhìn từng ủy viên thường vụ đang ngồi. Mọi người hoặc là như không có việc gì, hoặc là cúi đầu không nói, không có ai đối ánh mắt với y cả. Ngoại trừ mấy ủy viên thường vụ luôn đi lại gần với y nhìn y bằng ánh mắt trưng cầu ý kiến thì những người khác chẳng hề có gì khác lạ so với bình thường cả, không hề nhìn ra được có điểm gì không đúng. Toàn là kẻ xảo quyệt, Cao Thành Tùng tức giận bất bình thầm mắng, nghĩ thầm rằng sau khi xong việc, nhất định phải điều tra thật kỹ xem rốt cục là kẻ nào đứng giật dây sau lưng làm chuyện xấu. Nhất định phải cho nó biết thế nào là lễ độ, cho nó biết rằng ở tỉnh Yến này thì đừng có mơ lật trời. Y cố nén cơn tức giận trong lòng, miễn cưỡng gật đầu. Nếu phòng tự lập quả thật có vấn đề, chúng ta cũng không thể dung túng kẻ gian. Chủ nhiệm Hình cứ xem xét xử lý đi. Tan họp. Sau khi tan họp, Cao Thành Tùng trở lại phòng làm việc, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình có vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ sự tình dựng lên là vì Hạ Tưởng? Không có khả năng, hắn chỉ là một cán bộ cấp phó cục trưởng, sao có thể khiến cho nhiều người chú ý như vậy chứ? Nếu việc truyền ra ngoài, hội nghị thường vụ tỉnh ủy họp thảo luận về vấn đề của một phó chủ tịch huyện, còn không khiến người ta cười cho rụng răng à. Tuy nhiên đúng là có điểm kỳ quái, sự tình đột nhiên bộc phát, khẳng định là có kẻ đứng sau màn giật dây. Chẳng lẽ là Diệp Thạch Sinh? Cao Thành Tùng luôn khinh thường Diệp Thạch Sinh, cho rằng gã vừa nhu nhược lại vừa không dám nhận trách nhiệm. Từ khi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tới nay, gã vẫn luôn vô vi, thậm chí có thể dùng từ ăn không ngồi rồi để hình dung. Trong hội nghị thường vụ, ý kiến phản đối của gã còn không bằng nhiều ủy viên thường vụ xếp hạng gần cuối. Dần dần, cho dù gã làm chủ tịch tỉnh nhưng khi lên tiếng lại không được các ủy viên thường vụ coi trọng. Hôm nay gã đột nhiên lộ ra khí thế mạnh mẽ, cứng rắn, có phải là nghe được phong thanh gì hay không? Cao Thành Tùng càng nghĩ càng kinh hãi, luôn cảm thấy dường như có đại sự gì đó sắp phát sinh, rồi lại nghĩ không thể có gì sai lầm được. Y đi tới đi lui trong phòng làm việc. Bỗng nhiên nhớ tới việc gọi điện thoại cho Ngô gia. Phòng tự lập bị bắt, Hạ Tưởng phải thả ra, theo lý thì y cần phải cho Ngô gia một câu trả lời thuyết phục. Tài Giang, tôi là Cao Thành Tùng. Sự tình của Hạ Tưởng, tạm thời tôi bất lực, bởi vì tỉnh Yến đã xảy ra đại sự. Cao Thành Tùng kể lại đơn giản sự tình Thẩm Phục Minh bị bắt. Đương nhiên y sẽ không nói ra sự tình trên hội nghị thường vụ, quá mất mặt. Ngô Tài Giang nghe Cao Thành Tùng nói xong, hơi trầm mặc một chút rồi nói. Tôi biết rồi, vậy cứ hoãn lại rồi nói sau. Mặc kệ như thế nào, cảm ơn bí thư Cao. Ngô Tài Giang năm nay cũng chưa nhiều tuổi, là người trẻ nhất của Ngô gia, năm nay 43 tuổi, da mặt trắng trẻo,
mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp trai khi còn trẻ. 43 tuổi, có thể nói là đang lúc tráng niên trong quan trường. Gã rất tức giận vì tin tức do Khâu Gia truyền đến. Bởi vì Khâu Gia ăn nói rất khó nghe, nói là đường đường con gái Ngô Gia, không ngờ lại thích một thằng danh nghèo khó, thứ nhất không có xuất thân, thứ hai không có bối cảnh. Nếu tin này truyền ra ở Bắc Kinh, mặt mũi của Ngô Gia ở đâu nữa chứ? Bởi vì Ngô Tài Giang được ông cụ yêu thương nhất nhà, lại thêm anh chị đều nuông chiều nên gã đã hình thành tính cách nói một không hai. Cho nên trong cơn giận dữ, gã liền gọi điện thoại cho Cao Thành Tùng, bởi vì khi Cao Thành Tùng từ chủ tịch tỉnh lên bí thư tỉnh ủy, ông cụ đã nói giúp y vài câu, Cao Thành Tùng phải nhớ ơn. Hơn nữa gã cũng nghĩ, chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, Cao Thành Tùng là bí thư tỉnh ủy, lại luôn nghe nói là một tay che trời ở tỉnh Yến, muốn bóp chết Hạ Tường, chẳng phải cũng giống như bóp một con kiến sao. Khi Cao Thành Tùng gọi điện thoại tới, gã còn tưởng rằng Hạ Tường đã bị hủy tiền đồ, không ngờ Cao Thành Tùng vốn luôn nghe đồn là rất mạnh mẽ, cứng rắn, hống hách, lại nói bằng một giọng điệu thất bại là bất lực đối với Hạ Tường. Một bí thư tỉnh ủy bất lực trước một phó chủ tịch huyện. Nói ra ngoài ai có thể tin được chứ? Ngô Tài Giang tức giận quá hóa cười. Trong nháy mắt khi đặt điện thoại xuống, gã thậm chí còn cho rằng Cao Thành Tùng là qua loa cho xong, cố ý làm ăn tắc trách, không thật lòng làm việc cho mình. Gã nhịn lửa giận xuống, lập tức gọi điện thoại cho Cao Tấn Chu. Vài phút sau, Ngô Tài Giang chậm rãi bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nghiêm trọng, nhíu mày. Y suy nghĩ mãi cũng không hiểu ra sao. Cao Thành Tùng đã làm ăn ở tỉnh Yến nhiều năm. Đột nhiên vì sự kiện Hạ Tường bị bắt lại rối loạn trận tuyến, bị mọi người liên kết đối phó, không ngờ không có sức trả đòn. Sao có thể như vậy chứ? Không thể có chuyện mọi việc xảy ra ngẫu nhiên được. Chẳng lẽ trong chuyện này có một biến cố lớn gì đó sao? Ngô Tài Giang định tự mình đi hỏi ông cụ cho rõ nhưng suy nghĩ một hồi lại bỏ suy nghĩ này đi. Ông cụ bảo gã đặt trọng tâm ở Bắc Kinh, không cho gã quan tâm tới sự tình bên ngoài Bắc Kinh. Lý do là hiện tại gã còn chưa đủ thành thục, còn chưa có ánh mắt bao quát thiên hạ, trước tiên gây dựng tốt cơ sở ở Bắc Kinh đã rồi nói sau. Gã vẫn cho rằng mình đã sớm có năng lực chủ quản một phương, nhưng ông cụ vẫn không cho gã đi ra ngoài mà bắt gã ở lại Bắc Kinh rèn luyện thêm vài năm nữa. Lời của ông cụ đương nhiên phải nghe, tuy nhiên bề ngoài thì y cung kính nghe lời nhưng thực tế vẫn âm thầm có liên hệ chặt chẽ với các thế lực địa phương của Ngô Gia, tính dần bước đi sau này của mình. Theo gã thấy, với lý lịch và từng trải của mình, lại thêm ảnh hưởng của ông cụ, xuống làm một ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh cũng là dư giả, hoặc thậm chí tăng thêm một bước, làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không có vấn đề. Đáng tiếc chính là, ông cụ vẫn không mở miệng, còn nói rõ với gã là trong vòng 2 năm, không cần suy xét tới việc thả ra bên ngoài. Ông cụ rất ngoan cố, cẩn thận, thậm chí còn là quá cẩn thận. Cho tới bây giờ cũng không dám bước chân quá dài một chút nào. Nếu không, trong mấy người ở Trung ương, ít nhất ông cụ cũng xếp vào top 3. Ngô Tài Giang hơi không phục, vừa lúc tỉnh Yến xảy ra chuyện của Hạ Tường, gã muốn tìm Hạ Tường luyện tập một chút, trước tiên diệt một phó chủ tịch huyện chơi chơi. Nhưng không ngờ lại đá trúng vào đá tảng. Liên Nhược Hạm, con gái của anh hai, tính cách rất phản nghịch, yêu nghiệt, không ngờ Hạ Tường lại càng yêu nghiệt hơn. Mới chỉ là cấp phó cục trưởng đã khiến cho vị quan to nhất tỉnh không làm gì được hắn, quả thật là trò đùa to bằng trời. Nhưng sau khi nghe Cao Tấn Chu nói xong, gã biết, không phải là trò đùa mà là sự thật chân chính phát sinh. Bí thư Cao mất quyền khống chế trong hội nghị thường vụ, hơn nữa tất cả những người bắt Hạ Tường đều bị tóm, chỉ sợ cả đời này không trở mình được. Ngô Tài Giang liền từ tức giận chuyển thành tò mò lại thêm cả ghen tị đối với Hạ Tường. Thằng danh này giỏi thật. Không chỉ lừa được con gái Ngô Gia mà còn thật sự có tài. Kinh động nhiều người như vậy ở tỉnh Yến nói thay cho mày, giỏi thật đó. Nghe ý tứ của Cao Tấn Chu thì hắn mới chỉ là một phó chủ tịch huyện mà sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả y là một phó chủ tịch tỉnh. Điều này khiến Ngô Tài Giang dở khóc dở cười, đồng thời không kìm nổi suy nghĩ sâu xa. Một thanh niên không gốc không dễ, mới 25 tuổi đã lăn lộn lên làm phó chủ tịch huyện, cũng coi như rất giỏi. Nhưng cho dù rất giỏi, nếu ở trong địa giới tỉnh Yến mà có thể khiến cho bí thư tỉnh ủy bất lực đối với hắn, việc này cũng đáng để nghiên cứu. Gã đột nhiên nảy sinh một ý tưởng, nếu nói cho ông cụ một chút về sự tình của Hạ Tường, có lẽ ông cụ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đến lúc đó ông cụ sẽ hỏi lai lịch Hạ Tường, từ đó sẽ biết được chuyện của Liên Nhược Hạm, xem ông cụ có thái độ gì.
Ngô Tài Giang cũng biết rằng ông cụ vừa yêu vừa hận hai mẹ con Liên Nhược Hạm, vừa không muốn đề cao hai mẹ con lại vừa không kìm nổi yêu thương hai người. Dù sao Liên Nhược Hạm cũng là cháu gái lớn nhất của Ngô gia, lại là người xinh đẹp nhất, nhưng luôn luôn bất hòa với Ngô gia. Đó cũng là một việc khiến ông cụ luôn canh cánh trong lòng. Ngô Tài Giang quyết định chủ ý, không tự chủ được mỉm cười. Tuy rằng gã đã hơn 40 tuổi nhưng nụ cười lơ đãng vẫn toát ra bộ dạng ăn chơi trác táng thời trai trẻ. Lại nói về Cao Thành Tùng, sau khi cúp điện thoại, trong lòng y vẫn rất mơ hồ. Ngô Tài Giang không tỏ thái độ gì về việc của Thẩm Phục Minh, có khi gã cũng biết một ít gì đó. Phạm vi thế lực của Ngô gia là trong quốc vụ viện và mấy ban ngành quan trọng, sức ảnh hưởng ở ủy ban kỷ luật trung ương là rất hữu hạn, nhưng cũng không đến mức không hề nghe được chút phong thanh nào. Ngô Tài Giang không nói gì cả, hoặc là tỏ vẻ bất mãn đối với mình, hoặc là sự tình bí mật ở cấp độ rất cao, gã không hề biết chút tin tức gì. Cao Thành Tùng vẫn lo lắng nên lại gọi điện thoại lên Bắc Kinh. Trên Bắc Kinh trả lời rằng, ông ta không tiện hỏi tới vụ án của Thẩm Phục Minh, các sự tình khác thì không cần quan tâm nhiều, trong giọng nói cũng hơi khó chịu. Cao Thành Tùng cũng chỉ vội vàng kín đáo nịnh bợ mấy câu rồi cúp điện thoại. Người trong Trung ương, cho dù nói chuyện có nhẹ nhàng, đơn giản nhưng vẫn lộ ra một khí thế uy nghiêm nắm thiên hạ trong tay. Cao Thành Tùng vẫn còn cách ủy viên Bộ Chính trị một đoạn đường, đương nhiên rất ngưỡng mộ đối với ông ta. Cao Thành Tùng ngồi một mình trong phòng làm việc một lúc lâu sau mới gọi điện thoại cho Vũ Phái Dũng. Phái Dũng, cậu tới tỉnh ủy một chuyến. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy vừa chấm dứt, Thôi Hướng lập tức mời họp hội nghị thường vụ thành phố Yến. Thôi Hướng khắc sâu nhận thức về tiêu chuẩn dùng người của Cao Thành Tùng. Thứ nhất là phải duy trì nhất trí cao độ đối với bí thư Cao trong chính trị, không nhất trí không cần. Thứ hai là phải có thể mang tới lợi ích kinh tế cho Cao Kiến Viễn. Nếu làm tổn hại tới lợi ích của Cao Kiến Viễn thì không cần. Đối với điểm thứ nhất, Thôi Hướng từng cố gắng làm được, nhưng sau này bởi vì sự kiện bất động sản Lĩnh Tiên, y đã đứng ở mặt đối lập với Cao Kiến Viễn, cũng bởi vậy mà đắc tội với Cao Thành Tùng. Vốn y còn nghĩ Hạ Tưởng là người của Cao Thành Tùng nhưng không ngờ trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy hôm nay, y nhạy bén cảm nhận được khí thế khác thường với đủ loại dấu hiệu. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hình Đoan Đài tung ra việc phòng tự lập chấp pháp trái với kỷ luật. Hiển nhiên là nhằm vào Cao Thành Tùng. Rõ ràng phòng tự lập là người của Cao Thành Tùng. Hơn nữa sở dĩ phòng tự lập to gan lớn mật không thông qua thành ủy và ủy ban kỷ luật thành phố đã dám một mình hành động, trong số các ủy viên thường vụ đang ngồi đây, ngoại trừ bí thư Cao thì còn ai có đủ uy quyền để sai khiến gã làm như vậy chứ? Cho dù có, ai dám làm như vậy? Trong lòng Thôi Hướng rất buồn bực, Cao Thành Tùng muốn xử lý Hạ Tưởng, chẳng lẽ Hạ Tưởng không phải là người của ông ta sao? Hay là vì nguyên nhân gì đó mà hắn đắc tội ông ta? Mặc kệ là tình huống thế nào, lúc này Thôi Hướng liền quyết định phải giúp Hạ Tưởng một chút. Đương nhiên y cũng chẳng thích thú gì Hạ Tưởng cả, chẳng qua là y thật sự rất ghét Cao Thành Tùng. Một bí thư tỉnh ủy nhưng kiêu ngạo, ngông cuồng, tự đại, lòng dạ hẹp hòi, mặc kệ trước kia anh duy trì nhất trí với hắn như thế nào, chỉ cần anh ảnh hưởng một chút tới ích lợi của hắn, hắn sẽ lập tức trở mặt. Một bí thư tỉnh ủy như vậy, ai dám trung thành với hắn chứ? Ai dám bước đi theo sát hắn chứ? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Hiện tại Hạ Tưởng đang bị Cao Thành Tùng xử lý, vậy hắn cũng giống mình, cũng đứng ở phía đối lập với Cao Thành Tùng, vậy có thể đối xử như bạn bè tạm thời. Đương nhiên, Thôi Hướng còn có suy xét sâu xa hơn. Mặc kệ là Hạ Tưởng thông qua quan hệ của ai, hoặc là có chỗ dựa mạnh mẽ như thế nào, có thể khiến chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hình Đoan Đài ra mặt, trực tiếp chỉnh chết phòng tự lập. Chiêu thức ấy chẳng những đủ độc đủ cay, cũng đủ kinh người. Có thể thấy được người ở sau lưng giúp Hạ Tưởng hoặc là quyết tâm giúp Hạ Tưởng, hoặc là hận chết phòng tự lập. Đương nhiên vẫn còn khả năng thứ ba chính là muốn nhắm vào Cao Thành Tùng. Thôi Hướng khẩn cấp mời họp hội nghị thường vụ có hai chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất là phòng tự lập tự tiện hành động, thêu dệt tội danh, giam giữ phó chủ tịch huyện An là Hạ Tưởng. Hành vi này cực kỳ ác liệt. Đề nghị hội nghị thường vụ hủy bỏ chức vụ phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, vì tránh hiềm nghi nên giao cho các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh thẩm vấn. Hai là đồng chí Hạ Tưởng từ khi đảm nhiệm phó chủ tịch huyện An tới nay, công tác nghiêm túc, cẩn thận, làm ra thành tích rõ như ban ngày, quyết định do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố ra mặt, khôi phục danh dự cho đồng chí Hạ Tưởng và ra thông báo khen thưởng.
Mục đích Thôi Hướng làm như vậy đương nhiên không phải là muốn thể hiện thiện ý với Hạ Tưởng, mà là mượn việc lên giọng khen ngợi Hạ Tưởng để cho Cao Thành Tùng xấu mặt. Y nhạy cảm phát hiện một vấn đề, chính là ít nhất có 3 hoặc 5 ủy viên thường vụ đã có thái độ thay đổi so với trước kia. Trước kia cho dù họ có tức giận Cao Thành Tùng nhưng cũng không hề nói gì hoặc là tỏ thái độ như thể sự việc không liên quan gì tới mình. Hiện tại bọn họ mơ hồ có xu thế liên hợp lại. Chẳng lẽ là trời sắp lật sao? Ngay cả chủ tịch tỉnh Diệp vốn luôn có quan hệ chặt chẽ với y nhưng trước đó lại không hề thông báo gì với y, mà ngay trong hội nghị thường vụ đột nhiên ủng hộ Hạ Tưởng. Việc này cũng khiến y rất chấn động. Việc Thẩm Phục Minh đột nhiên bị bắt đi, ngay cả Cao Thành Tùng cũng không hề nghe được chút phong thanh nào từ trước, khiến trong lòng mọi người đều biết rõ, Thẩm Phục Minh bị bắt chắc chắn là do ở tỉnh Yến có người muốn xử lý hắn, cho nên mới có thể vặn ngã hắn được như vậy. Người đó là ai? Mặc kệ người đó là ai, việc gió đổi chiều ở tỉnh Yến chắc chắn có quan hệ với người đó. Thôi Hướng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, hơn nữa còn sắp thăng nhiệm lên làm phó bí thư tỉnh ủy, ở Bắc Kinh cũng có chỗ dựa, nhưng y lại không hề nghe được chút tin tức nào về việc Thẩm Phục Minh bị bắt, cho nên trong lòng cũng sốt ruột. Bị tụt lại một bước trong sự kiện trọng đại trước mặt chứng minh rằng rất có thể mình đã bị bài xích ra khỏi trung tâm. Đây chính là một đả kích không nhỏ đối với bất cứ cán bộ nào. Không chỉ có tâm lý này, y còn cảm thấy vô cùng căm tức đối với việc phòng tự lập chẳng những không thèm để ý tới chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tần Thác Phu mà còn không thèm để ý tới mình là bí thư thành ủy. Nếu tỉnh ủy đã có quyết định sẽ ra tay đối với phòng tự lập, Thôi Hướng còn có ý khiến cho phòng tự lập không thể chờ mình được nữa, cũng tiện thể bán cho chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Hình Đoan Đài một nhân tình. Đề nghị của Thôi Hướng lập tức chiếm được tuyệt đại đa số ủy viên thường vụ đồng ý. Tần Thác Phu lên tiếng. Chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh có vấn đề rất lớn về kinh tế. Căn cứ những chứng cứ xác thực mà chúng tôi nắm giữ, hai người bọn họ còn có hành vi vi phạm kỷ cương pháp luật nghiêm trọng, ủy ban kỷ luật đã thành lập chuyên án đối với bọn họ. Lúc này xin báo cáo với các vị ủy viên thường vụ một chút. Mọi người nghe xong lập tức rùng mình, cũng không biết Tần Thác Phu căm hận phòng tự lập vì hành động vượt mặt mình hay là vì muốn ra mặt thay cho Hạ Tưởng, muốn cùng tóm cả hai người Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh luôn. Không cần phải nói, quần chúng nhiệt tình mà Tần Thác Phu nói đương nhiên là Phùng Húc Quang. Chương 282, sức ảnh hưởng của Hạ Tưởng. Sau khi nhận được tài liệu về Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, Phùng Húc Quang liền gửi nặc danh tới Ủy ban Kỷ luật thành phố, trực tiếp ghi chú rõ, gửi Tần Thác Phu. Loại chuyện này không thể nuông chiều. Phải tra, hơn nữa còn phải nghiêm trị. Trần Phong rốt cục lên tiếng. Vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, nhìn lần lượt mọi người đang ngồi. Đề nghị của bí thư Thôi rất tốt. Đồng chí Hạ Tưởng là một đồng chí tốt mà tôi đã nhìn cả quá trình trưởng thành lên. Cậu ấy bị oan ức, về công về tư mà nói thì tôi đều cảm thấy rất băn khoăn. Về công mà nói, là tôi không làm tròn bổn phận. Về tư mà nói, là tôi hổ thẹn với cậu ấy. Trước kia tôi cưỡng ép cậu ấy từ huyện bá đến tổ cải tạo thôn nội đô. Ở tổ cải tạo, cậu ấy đã làm ra không ít cống hiến. Điểm này có lẽ mọi người đều biết. Kết quả là cậu ấy vừa mới điều tới huyện An không lâu, lại xảy ra chuyện như vậy ngay trước mắt tôi. Tôi là bề trên của cậu ấy mà không thể chiếu cố nổi, quả thật là hổ thẹn. Trần Phong lên tiếng đầy tình nghĩa, có người cảm thấy là ông ta biểu diễn, có người lại cảm thấy đó là biểu lộ thật tình. Tào Vĩnh Quốc nghe xong hơi biến đổi sắc mặt, mặc kệ thị trưởng Trần là thật hay là giả, ngay trong hội nghị thường vụ mà ra mặt nâng đỡ cho Hạ Tưởng như vậy cũng là một nhân tình lớn bằng trời. Phương Tiến Giang nheo mắt, không nói gì, thỉnh thoảng lại nhấp nháy mắt. Vương Bằng Phi như cười như không nhìn Trần Phong, trong lòng hơi cảm thán, cậu bạn nhỏ Hạ Tưởng này đúng là không đơn giản. Chỉ là chuyện của một phó chủ tịch huyện mà chẳng những được đưa lên thảo luận ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy một lần, lại được đưa lên một lần nữa ở hội nghị thường vụ thành ủy, bí thư thành ủy tỏ thái độ khen ngợi còn khiến thị trưởng động tình diễn thuyết một phen. Mặc kệ bản thân hắn có đủ vốn liếng của mình hay không. Ít nhất trong lúc thế lực khắp nơi đang giao tranh thì hắn đã lợi dụng đầy đủ ưu nhược điểm và sự bất hòa giữa các thế lực để chuyển hóa thành ưu thế của mình. Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả xuất thần nhập hóa sao? Vương Bằng Phi nhớ tới nụ cười thong dong mà không mất phần khiêm tốn của Hạ Tưởng, trong lòng bất đắc dĩ cười. Quả thật chàng trai này khiến mọi người khá thích thú. Ít nhất hắn không phô trương, làm việc có tình có nghĩa, có chừng có mực, có tiến có lui, cũng không khiến người ta phiền toái, chán ghét. Nghĩ đến đây,
Vương Bằng Phi ho khan một tiếng, nói. Phải nói là tôi và Tiểu Hạ cũng đã tiếp xúc qua vài lần. Cậu ấy là bạn chơi bài của tôi. Đã một thời gian không chơi bài với cậu ta, quả thật cũng hơi nhơ nhớ. Ngoại trừ một vài người biết nội tình thì những ủy viên thường vụ khác đều không hẹn mà cùng lộ vẻ khiếp sợ. Hạ Tưởng này cũng quá giỏi đi. Bí thư nói chuyện giúp hắn đã đành, thị trưởng còn lớn tiếng ủng hộ, hiện tại ngay cả phó bí thư Vương cũng chủ động nói ra hắn là bạn chơi bài. Ai chẳng biết bạn chơi bài của phó bí thư Vương hàm nghĩa là gì chứ? Đó chính là một trong những người mà ông ta tín nhiệm nhất. Ngay cả Tào Vĩnh Quốc cũng không kìm nổi kinh ngạc, Hạ Tưởng quan hệ gần gũi với phó bí thư Vương từ khi nào vậy? Hạ Tưởng này đúng là liên tục cho người ta những sự ngạc nhiên bất ngờ. Tâm tư mọi người khác nhau nhưng có một điểm giống nhau, chính là về sau nếu không có việc gì thì tốt nhất là không nên động vào Hạ Tưởng này. Cũng không biết rốt cục hắn có lai lịch gì mà khi hắn bị chọc, chẳng những có rất nhiều người ra mặt chống đỡ cho hắn mà hơn nữa, những người muốn động đến hắn đều bị người khác chỉnh cho chết thôi. Thôi Hướng cũng không ngờ Hạ Tưởng lại quan hệ gần gũi như vậy với Vương Bằng Phi. Y ngây người sửng sốt, trong lòng xuất hiện một tia nghi ngờ. Cùng lúc hội nghị thường vụ thành ủy tan họp, Hạ Tưởng cũng bước ra khỏi căn phòng đã giam hắn 7, 8 ngày, tham lam hít thở không khí tươi mới bên ngoài. Nói lại cũng buồn cười, Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh thay đổi sách lược, ngồi nói chuyện với Hạ Tưởng, nói về lý tưởng cuộc đời, ý đồ đả động hắn để moi tin tức từ miệng hắn. Hạ Tưởng liền nghĩ thầm, được, thích nói chuyện về lý tưởng cuộc đời hả? Vậy thì nói chuyện, hắn liền mồm năm miệng 10 nói chuyện thật lâu với hai người. Khiến hai người gật đầu liên tục, lại càng tán thưởng đối với một số quan điểm của hắn. Nói thì nói nhưng qua nửa ngày vẫn không hề thu được những gì họ muốn. Nhạc Phương không kìm nổi lo lắng, thời gian càng lâu, càng bất lợi đối với bọn họ. Có thể nói, hiện tại bọn họ đã không còn đường lui. Bao Nguyệt Minh rốt cục không kiên nhẫn được nữa, hét lớn. Hạ Tưởng, mày đừng có ngoan cố nữa. Nói cho mày biết, hiện tại bọn tao mới giữ mày có vài ngày. Nếu mày không mở miệng, bọn tao có thể giam mày một năm, nửa năm nữa, xem ai có thể cưỡng nổi. Mày đừng tưởng rằng còn có người có thể đưa mày đi ra được. Nếu đã mang mày vào đây, không khai báo rõ ràng thì đừng mong bước qua khỏi cửa này nửa bước. Nhạc Phương lại đóng vai mặt đỏ. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu còn trẻ, sớm khai báo vấn đề thì có thể ra sớm. Vấn đề của cậu cũng không tính là nghiêm trọng, có khi chỉ mất chức mà không truy cứu trách nhiệm khác. Tuy nhiên nếu cậu càng không nói, cấp trên lại càng mất kiên nhẫn, đến lúc đó nổi nóng thì chúng tôi cũng không dễ làm. Thẳng thắn khai báo sẽ được rộng lượng khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Cậu cũng hiểu chính sách nhất quán của chúng tôi mà. Hạ Tưởng vẫn tỏ vẻ chẳng có vấn đề gì. Đồng chí Nhạc Phương, tôi thật sự không có vấn đề gì phải khai báo. Chẳng lẽ muốn tôi tự bịa đặt vấn đề ra để khai báo? Đây là lừa gạt đảng, lừa gạt nhân dân sao? Tôi không dám nói thanh liêm như nước, có người mời ăn cơm uống nước thì cũng đi, tình cảm qua lại không đi không được. Nhưng nếu nói thu nhận hối lộ thì thật sự là không có. Thứ nhất, tuổi tôi còn trẻ, người ta ai thèm để mắt tới chứ? Thứ hai, tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện phụ trách văn hóa, giáo dục, vệ sinh. Anh bảo ai đưa hối lộ cho tôi chứ? Nếu không anh thử nói một chút xem, trong các vụ án mà các anh xử lý, đại bộ phận quan tham làm chức vụ gì? Nhạc Phương cũng không chịu nổi, giận dữ quát. Im miệng, Hạ Tưởng, tôi cảnh cáo cậu đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chúng tôi cho cậu một cơ hội lập công chuộc tội, bởi vì chúng tôi đã nắm giữ rất nhiều chứng cớ về cậu. Chỉ cần chúng tôi giao ra, cả đời này của cậu đừng có hy vọng gì nữa. Chúng tôi là nghĩ cậu còn trẻ, không muốn đời cậu bị hủy như vậy. Cậu thì ngược lại, không thèm để tâm tới lòng tốt của chúng tôi. Được rồi. Cậu cứ tự ngẫm nghĩ lại cho kỹ đi. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh vừa mới đóng cửa phòng, chợt nghe thấy bên ngoài có người tiến vào. Nhạc Phương còn tưởng rằng có người chính thức tới thẩm vấn Hạ Tưởng, liền xoay người cười lạnh như vậy Hạ Tưởng. Xem đi, người đến thẩm vấn cậu đó. Để cho cậu nhìn kỹ đi, chúng tôi không cứu được cậu nữa rồi. Từ bên ngoài có 4 người tiến vào. Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh vừa thấy đều không biết, tuy nhiên bọn họ cũng hiểu được. Có thể tìm tới nơi này đều là người một nhà, liền cười bước tới đón, chủ động nói. Tìm được căn cứ xác thực về Hạ Tưởng rồi à, hắn chết sống cũng không chịu mở miệng, chúng tôi đã dùng hết biện pháp cũng không cậy được miệng của hắn. Phải nhờ các anh thôi.
Bởi vì phòng tự lập đã nói với Nhạc Phương, khiến y và Bao Nguyệt Minh nghĩ hết mọi cách để mở ra cửa khẩu đột phá, gã cũng sẽ ở bên ngoài tìm những chứng cứ về Hạ Tường, đến lúc đó hai bút cùng vẽ. Cho nên Nhạc Phương liền cho rằng lúc này hẳn là người do phòng tự lập phái tới, cũng không nghĩ sâu là vì sao người của Ủy ban Kỷ luật thành phố mà lại lạ mặt như vậy. Tổng cộng có 4 người tới, ăn mặc cũng rất bình thường, diện mạo bình thường, người cầm đầu là một thanh niên cao lớn cường tráng. Người này đi tới trước mặt Nhạc Phương, đánh giá y vài lần rồi hỏi. Anh là Nhạc Phương, người phía sau là Bao Nguyệt Minh à? Giọng điệu nghe có vẻ bất thiện khiến Nhạc Phương giật mình, cảm giác không ổn. Tuy nhiên không đợi y phản ứng, người kia nói tiếp. Mời trả lời ngay. Nhạc Phương trả lời theo bản năng. Vâng, tôi là Nhạc Phương, kia là Bao Nguyệt Minh, các anh là ai? Đầu y chợt lóe lên, nhớ lại giọng điệu đối phương nói chuyện chẳng những lạnh như băng còn có bộ dạng giải quyết việc chung, đúng là giọng điệu thẩm vấn tiêu chuẩn của Ủy ban Kỷ luật. Chẳng lẽ là chuyện xấu? Nhạc Phương vừa mới nghĩ tới đây thì đã cảm giác cánh tay tê dần, bị người bẻ quạt ra sau lưng. Bao Nguyệt Minh thấy tình thế không ổn, quay người muốn chạy. Hai người bên cạnh dường như đã sớm có chuẩn bị, một trước một sau kẹp y vào giữa, cũng bẻ quạt cánh tay ra sau lưng, còn hơi dùng lực khiến y đau toát mồ hôi đầy đầu. Bao Nguyệt Minh không cam lòng nói. Tôi muốn tìm phó chủ nhiệm phòng, chúng tôi có chỗ dựa, các anh cẩn thận một chút. Người kia thình lình cho y một đấm vào bụng. Còn ầm ĩ nữa thì cho mày nếm thử chút lợi hại hơn. Phó chủ nhiệm phòng à, chúng mày sẽ được gặp, tuy nhiên có lẽ là trong phòng giam. Nhạc Phương thấy thế liền không dám dãy dụa nữa, vội vàng ngậm miệng lại, cẩn thận hỏi. Mấy đồng chí là của Ủy ban Kỷ luật tỉnh à, phó chủ nhiệm phòng cũng bị bắt rồi sao? Người kia mặt không chút thay đổi, nhìn y một chút, không nói gì mà sải bước về phía phòng giam giữ Hạ Tường, thả Hạ Tường ra, vẻ mặt trịnh trọng nói. Đồng chí Hạ Tường, anh phải chịu oan ức. Chủ nhiệm Hình nói tôi thay ông ấy xin lỗi anh. Khi bắt tay, Hạ Tường liền cảm thấy có một tờ giấy nhét vào tay mình. Hắn vội vàng thu lại, thừa dịp mấy người kia khống chế Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh liền nhìn thoáng qua nội dung. Trên đó chỉ có mấy chữ, sắp tới trước hết không gặp mặt, không điện thoại, xem hành động. Bên dưới chỉ có một dấu hiệu nho nhỏ thay cho ký tên. Hạ Tường biết, đó là Tống Chiêu Độ. Nếu Tống Chiêu Độ có thể thông qua người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh để chuyển tờ giấy cho hắn, có thể thấy được ông ta và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh có quan hệ không tầm thường. Không gặp mặt, không điện thoại, nghĩa là khả năng sắp tới sẽ có đại biến, Tống Chiêu Độ sẽ bị Cao Thành Tùng liệt vào đối tượng trọng điểm nghi ngờ, rất có thể sẽ áp dụng biện pháp đặc biệt để giám thị ông ta. Cho nên hai người phải tránh tiếp xúc kẻo bị người mò ra thông tin. Thừa dịp mọi người không chú ý, Hạ Tường tiêu hủy tờ giấy, ném vào trong bụi cỏ rậm. Người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh vừa đi, Tần Thác Phu mới mang theo nhân xuất hiện ở trước mặt Hạ Tường. Vừa thấy Hạ Tường, ông ta liền cười ha ha, bắt tay Hạ Tường rất chặt, nói. Cậu phải chịu oan ức rồi. Không phải là tôi đến cứu cậu chậm mà thật sự là tình huống khá phức tạp, một lời khó nói hết. Hạ Tường không hề có vẻ ấm ức chút nào, sờ mặt mình cười nói. Xem như có một thời gian nghỉ ngơi, thư giãn mà vẫn ăn lương đầy đủ. Chủ nhiệm Tần, ngài xem, tôi béo ra không ít đây này. Lúc này Tần Thác Phu mới đánh giá Hạ Tường từ trên xuống dưới vài lần. Đúng thế, béo trắng hẳn ra so với lúc trước. Không tồi, tâm tư thoải mái, cơ thể béo tốt, chứng tỏ đồng chí Hạ Tường cây ngay không sợ chết đứng. Hạ Tường lên xe, đi theo đám người Tần Thác Phu tới thành ủy. Khiến hắn không thể tưởng tượng được là, vừa tiến vào thành ủy, hắn liền thấy Trần Phong đứng ở trước tòa nhà, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Tường xuống xe, vội vàng đi tới trước mặt Trần Phong, nói. Xin chào thị trưởng Trần. Trần Phong trịnh trọng gật đầu. Đồng chí Tiểu Hạ chịu oan ức, tôi là thị trưởng không chiếu cố đồng chí được tốt, cũng có trách nhiệm. Nói thật, Hạ Tường chẳng hề có chút cảm giác oan ức nào, ngược lại cảm thấy ở bên trong vài ngày chỉ hơi buồn một chút nhưng chẳng có gì là không tốt. Hơn nữa lại kích phát đợt sóng đầu tiên của phản ứng dây chuyền, có thể nói là thu hoạch không tệ. Tuy nhiên thấy vẻ mặt của Trần Phong, hắn biết bản tính thích biểu diễn của ông ta lại nổi lên, vậy cũng phải phối hợp diễn cùng cho ngon lành với Trần Phong, liền nói với vẻ chua xót. Thị trưởng Trần, tôi quả thật là bị người vu oan. Tôi rất xin lỗi ngài, đã để cho ngài mất mặt. Cao Hải đứng ở phía sau Trần Phong,
vô cùng cảm thán. Tuy rằng Hạ Tưởng bị giữ 7-8 ngày, nhưng trong vòng 7-8 ngày này đã tác động tới thần kinh của bao nhiêu người, trong lòng ông đều biết. Trên thực tế, từ khi Hạ Tưởng từ huyện bá tới thành phố Yến đến nay mới chỉ ngắn ngủn hơn 1 năm, không đề cập tới tốc độ lên chức của hắn nhanh tới mức nào, chỉ riêng mạng lưới quan hệ cá nhân mà hắn đã thành lập được đủ khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Cao Hải hiểu, đừng nghĩ mình là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, nếu xét về sức ảnh hưởng thực tế, chỉ sợ còn không bằng phó chủ tịch huyện nho nhỏ Hạ Tưởng này. Hạ Tưởng bị bắt một chút lặng lẽ, giờ lại phô trương khi được thả ra, do đích thân chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố đi đón, thị trưởng ra tận cửa đón chào. Người không biết còn tưởng rằng nghênh đón một vị lãnh đạo cấp tỉnh nào, hóa ra chỉ là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ. Không xét đến tình cảm cá nhân giữa Tần Thác Phu và Trần Phong với Hạ Tưởng, Tần Thác Phu có lẽ chỉ cảm thấy Hạ Tưởng bị cấp dưới của mình hãm hại nên băn khoăn, còn Trần Phong lại thứ nhất là vì biểu diễn, thứ hai cũng là ra sức nâng đỡ cho Hạ Tưởng. Ý của ông ta là mình sẽ bảo vệ Hạ Tưởng, từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Thị trưởng Trần yêu ái Hạ Tưởng như vậy khiến Cao Hải cũng hơi ghen tị. Nếu Trần Phong cũng đối xử với mình như vậy, bước tiếp theo mình lên làm phó thị trưởng cũng không phải việc gì khó. Đáng tiếc chính là bề ngoài thị trưởng Trần đối xử với mình không tồi, nhưng trong vấn đề lựa chọn ứng cử viên làm phó thị trưởng, ông ta vẫn không hề mở miệng. Cao Hải còn có một cảm giác vô lực, so sánh với đãi ngộ của Hạ Tưởng, có thể thấy trong cảm nhận của Trần Phong, mình còn xa mới bằng chàng trai trẻ phó chủ tịch huyện kia. Có lẽ, hai mắt Cao Hải sáng lên, có lẽ mượn Hạ Tưởng ra chiêu, một phó chủ tịch huyện có thể tác động tới thế lực khắp nơi như vậy, có sức ảnh hưởng vượt xa các phó chủ tịch huyện bình thường, vậy không thể dùng cấp bậc của mình để cân nhắc năng lượng của Hạ Tưởng. Cho nên dù mình là một cán bộ cấp phó giám đốc sở, mượn lực của hắn cũng không tính là chuyện mất mặt. Ngay cả thị trưởng Trần là cán bộ cấp phó tỉnh cũng hạ mình ra cửa chào đón, mặc dù trong đó có thành phần đóng kịch nhưng ít nhiều cũng có một chút biểu lộ chân tình. Bởi vì không phải tất cả mọi người đều đáng giá để Trần Phong đóng kịch. Cao Hải quyết định chủ ý, có cơ hội cần phải qua lại tốt với Hạ Tưởng mới được. Sau lưng Cao Hải là đám người Khúc Nhã Hân, Ngô Cảng Đắc, Trung Nghĩa Bình. Bọn họ đều tâm tư phức tạp nhìn Hạ Tưởng. Mặc dù khi Hạ Tưởng bị bắt, bọn họ không thể có lực làm gì hoặc nghe ngóng được tin tức gì, nhưng họ đều lo lắng cho hắn. Hiện tại thấy Hạ Tưởng bình an trở về, còn được tiếp đãi long trọng, trong lòng họ không kìm nổi vô cùng cảm thán. Khúc Nhã Hân cảm thán là, con người ta sống không sợ trải qua đau khổ, sợ nhất chính là sau khi đau khổ mà không có thu hoạch. Cũng giống như Hạ Tưởng, bị chút oan ức mà được thị trưởng Trần nâng cao như vậy cũng đáng giá. Cô thậm chí còn hơi ghen tị với Hạ Tưởng, theo bản năng lại sờ sờ mặt mình. Đáng tiếc, sinh ra sớm hơn hắn vài năm. Ngô Cảng Đắc lại nghĩ, thật là hứng thú, nếu bắt mình 3 tháng mà đi ra chỉ cần có một phó thị trưởng chào đón thôi mình cũng sẵn lòng. Trung Nghĩa Bình vẻ mặt phức tạp nhìn Hạ Tưởng, nghĩ thầm rằng sao mình không có phúc cùng với phó chủ tịch huyện Hạ tới huyện An chứ. Chỉ cần ở cùng một chỗ với phó chủ tịch huyện Hạ, cho dù bị bắt cùng với anh ấy cũng đáng. Khác với suy nghĩ lung tung của mấy người bên dưới, Thôi Hướng ở trên lầu nhìn xuống, tay gõ nhẹ vào cửa sổ một cách vô thức, trong lòng không hiểu sau lưng Hạ Tưởng rốt cục là ai. Y không tin Trần Phong thật sự là vì nhân tình mà làm như vậy, khẳng định là có ý đồ khác. Hạ Tưởng có quan hệ với Tào Vĩnh Quốc, quan hệ với Vương Bằng Phi, quan hệ với Tần Thác Phu, nhưng vẫn không đủ để khiến Trần Phong coi trọng như vậy. Rốt cục Trần Phong làm vậy là vì cái gì? Là diễn trò cho ai xem? Thôi Hướng thứ nhất là đoán không ra Trần Phong làm vậy vì ai, thứ hai là đoán không ra ai đã ra tay với Thẩm Phục Minh. Người đó chẳng những động tác nhanh gọn, quyết đoán, hơn nữa còn có thể đánh cho Cao Thành Tùng trở tay không kịp. Người này nhanh thật, ngay cả chủ tịch tỉnh Diệp cũng không hề biết phương hướng, không hề nghe được chút tin tức nào. Không hề đơn giản, không hề đơn giản, ngoại trừ Hạ Tưởng là một phó chủ tịch huyện có thể dắt mối quan hệ khắp nơi. Có thể kinh động lên tận hội nghị thường vụ tỉnh ủy và hội nghị thường vụ thành ủy, còn có một cao nhân ẩn nấp không ra, tùy thời cơ mà động. Cao nhân này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chém cụt cánh tay trái của Cao Thành Tùng, ý tứ thị uy đã quá rõ ràng. Như vậy hiện tại Cao Thành Tùng đang nổi trận lôi đình, tức giận đến mức không nuốt nổi cơm nhỉ. Thôi Hướng nghĩ tới việc tỉnh Yến và thành phố Yến sắp sửa nghênh đón những trận dung chuyển, trong lòng nổi lên sự lo lắng nồng đậm. Hạ Tưởng đi theo Trần Phong vào phòng làm việc. Trần Phong trịnh trọng đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố,
tuyên bố đồng chí Hạ Tưởng không có vấn đề gì về kinh tế, tất cả các sự tình trước kia đều là bị Vu Oan hãm hại, tương đương với việc chính thức khôi phục danh dự cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tỏ vẻ cảm tạ quyết định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, về sau nhất định không kiêu ngạo, không nóng vội, cố gắng làm ra thành tích lớn hơn nữa. Đám người tán đi, Trần Phong tự rót một chén trà, chậm rãi nhấm nháp, nói. Đời người như bàn cờ, có chua xót cũng có ngọt lành. Trải qua lần tôi luyện này, cậu có cảm xúc gì không? Quả thật Hạ Tưởng cũng có chút cảm thán, tuy nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi, còn chưa tới mức xúc động, liền đáp. Khi quyền lực có thể tùy ý dẫm đạp lên pháp luật, công bằng chính trực chỉ là một câu nói suông. Đương nhiên, sự thật là vậy, chúng ta cũng không thể hoàn toàn thay đổi hết thảy. Cũng may là vũ khí pháp luật vẫn còn rất hùng mạnh. Tôi chỉ lo lắng, khi xuất hiện một người thật sự quá lý tưởng chủ nghĩa, lại nắm quyền lực thật lớn, lại giữ mình trong sạch, không ai có thể nắm được nhược điểm của kẻ đó. Vậy chẳng phải là y muốn gì đều có thể làm được nấy sao? Chương 283, kình địch. Trần Phong cười ha hả. Tôi nghĩ cậu sẽ kể khổ, không ngờ vừa mở miệng lại là chủ nghĩa không tưởng. Trong cuộc sống thực tế, làm gì có ai vừa kiêu ngạo, ngông cuồng, lại vừa tự kiềm chế bản thân không có nhược điểm chứ? Tự hạn chế và kiêu ngạo, ngông cuồng vốn chính là mâu thuẫn và đối lập. Một người sao có thể vừa tự kiềm chế mình, vừa kiêu ngạo ngông cuồng với người khác chứ? Mọi người đều tự thả lỏng mình và nghiêm khắc với người ngoài. Hai người đều không nói tới tên, tuy nhiên trong lòng đều rõ ràng, nói tới chính là Cao Thành Tùng. Một lát sau, Trần Phong đột nhiên hỏi. Có hứng thú tới huyện cảnh giúp Giang Thiên hay không? Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, lắc đầu. Tôi tính toán ở huyện An thêm vài năm, ở một chỗ không đủ lâu sẽ khiến người ta có ấn tượng sốc nổi. Tôi nghĩ thị trưởng Trần cũng hy vọng tôi ngày càng điềm đạm, chắc chắn, đúng không? Trần Phong gật đầu. Tôi đoán cậu cũng sẽ không đi huyện cảnh. Quên đi, không miễn cưỡng cậu. Đúng rồi, Liên Nhược Hãm sắp xuất ngoại, cậu hẳn là đã biết. Đối với việc phát triển sau này của tập đoàn Viễn Cảnh, cô ấy chắc là có dặn dò lại rồi chứ. Sự vụ cụ thể thì sau này có Cao Lão tạm thời phụ trách. Tổng Giám đốc Liên lo lắng nhất chính là mảnh đất ở nhà máy thép và nhà máy dược. Nếu cuối cùng đất lại rơi vào tay người khác, vậy thì dự án công viên rừng rậm liền hoàn toàn trở thành cốc mỏ cỏ sơi. Hạ Tưởng cũng mơ hồ lo lắng việc này. Hiệp nghị lúc ấy là do tôi ký, cho dù tôi không làm thị trưởng nữa cũng sẽ mạnh mẽ thúc đẩy tập đoàn Viễn Cảnh đến lấy đất. Trần Phong tôi không phải loại người nói không giữ lời. Trần Phong rất rõ sự lo lắng của Hạ Tưởng, cũng ít nhiều biết một chút Cao Thành Tùng chèn ép Hạ Tưởng là xuất phát từ mục đích gì. Ông cũng có chút ý kiến đối với quan hệ mờ ám giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, chỉ có điều cảm thấy hắn còn chưa kết hôn, không ảnh hưởng tới toàn cục. Hơn nữa cán bộ cũng vậy mà doanh nhân cũng thế, ai mà không có một, hai tình nhân chứ. Nếu thật sự yêu cầu Hạ Tưởng vừa không tham tài vừa không háo sắc, có năng lực lại một lòng vì dân thì đúng là hắn trở thành một con người quá hoàn mỹ. Không có ai hoàn mỹ cả. Bốn Trần Phong cũng không hỏi nhiều về vấn đề Liên Nhược Hạm, liền làm bộ không biết. Hiện tại Hạ Tưởng và Trần Phong càng ngày càng đi lại gần gũi. Vừa mới ra đã gặp ngay Trần Phong nói chuyện nửa ngày, ngay cả Tào Vĩnh Quốc cũng không gặp. Trần Phong nói chuyện một lát nữa mới nhớ ra Hạ Tưởng chắc chắn là có chuyện muốn nói với Tào Vĩnh Quốc, liền nói. Được rồi, trước hết thả cậu đi đã, có chuyện gì cứ nói với Vĩnh Quốc đi. Còn nữa, trưởng ban Phương nhờ cậu chuyển quần áo cho Phương cách. Hạ Tưởng cáo biệt Trần Phong, lại nói chuyện với Giang Thiên vài câu, nhưng không đi tới phòng làm việc của Tào Vĩnh Quốc mà trực tiếp đi tìm Phương Tiến Giang. Hắn kiểu gì chẳng phải quay về Tào gia, có gì nói sau, hơn nữa nói chuyện với bác Tào ở nhà vẫn tiện hơn. Phương Tiến Giang đang xét duyệt danh sách đề bạt một đám cán bộ, nghe được Hạ Tưởng tiến vào, đứng dậy đón chào, khiến thư ký của ông ta giật mình. Trưởng ban Phương là trưởng ban tổ chức cán bộ, là phòng ban có thực quyền nhất trong tất cả các phòng ban của thành ủy, từ trước đến nay gặp quan lớn hơn một bậc, cho dù là phó thị trưởng thường trực, trưởng ban Phương chưa chắc đã nể tình đứng lên, huống chi còn đi lên phía trước bàn làm việc để nghênh đón Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lập tức tỏ vẻ được sủng ái mà kinh sợ, vội vàng dùng cả hai tay nắm lấy tay Phương Tiến Giang. Trưởng ban Phương, không dám làm phiền đại giá của ngài. Đừng khách khí với tôi, ngồi đi. Phương Tiến Giang đón Hạ Tưởng ngồi xuống, nhìn hắn chăm chú một lát mới cảm thán nói. Gặp chuyện không hoảng hốt, lại biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tiểu Hạ,
cậu đúng là một hạt giống tốt. Tôi để Phương Cách ở bên cạnh cậu, về sau cậu phải dìu dắt nó cho tốt, cho nó học hỏi cậu thật nhiều. Hạ Tưởng vội vàng khiêm tốn nói. Trưởng ban Phương quá khen, kỳ thật Phương Cách rất thông minh, cũng rất có ánh mắt. Từ sau khi tới huyện An, cậu ấy cũng đã tiến bộ không ít, mà tôi cũng không có gì để dạy bảo cậu ấy cả. Với năng lực của cậu ấy, chỉ 2-3 năm nữa là có thể chủ quản một phương. Đừng nói lời dễ nghe, cứ nói tới khuyết điểm của nó ấy. Trên mặt trưởng ban Phương không thể che giấu được tình thương tràn đầy của người cha. Mỗi người đều có nhược điểm lớn nhất của trưởng ban Phương chính là quá yêu thương Phương Cách. Chỉ cần Phương Cách thích, ông nhất định cũng thích, bởi vì Phương Cách và Hạ Tưởng có quan hệ chặt chẽ nên trưởng ban Phương cũng đối xử với hắn bằng con mắt khác. Muốn nói khuyết điểm thì đúng là có, cũng chính là khuyết điểm mà thanh niên nào cũng có. Hạ Tưởng cười tủm tỉm nói. Cậu ấy rất thích ngắm mỹ nữ, gần đây hơi thích Phó Bí Thư Mai, bị tôi phê bình một chút, nói là Phó Bí Thư Mai lớn tuổi hơn cậu ấy, không thích hợp với cậu ấy, nói đi tìm người ít hơn vài tuổi. Thằng danh này không nói cho tôi chuyện này. Tiểu Hạ, cậu nên khuyên nhủ nó, ngàn vạn lần đừng tìm bạn gái lớn tuổi hơn. Cậu nói cho nó là tôi nói, phải tìm bạn gái trẻ, nếu không tôi sẽ không đồng ý. Nói tới đại sự hôn nhân của Phương Cách, trưởng ban Phương hoàn toàn không hề còn hình tượng vốn có của trưởng ban tổ chức cán bộ, giờ không khác gì một người cha bình thường. Ông vội vàng nói. Nó nghe lời cậu, Tiểu Hạ, cậu phải khuyên nhủ nó thật kỹ. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt sốt sắng của Phương Tiến Giang, không kìm nổi cười thầm. Tất cả các ông bố đều giống nhau, đều rất quan tâm tới con mình và đều có một quan điểm chung về hôn nhân, hắn gật đầu nói. Xin ngài cứ yên tâm, trưởng ban Phương, trên cơ bản tôi đã khiến cậu ấy mất đi ý nghĩ này. Hơn nữa Phó Bí Thư Mai và cậu ấy cũng không hợp nhau, ngài không cần lo lắng. Phương Tiến Giang cười ha hả, còn tán gẫu thêm vài câu, cũng không hề nhắc tới việc Hạ Tưởng bị giam. Cuối cùng ông lấy ra một túi quần áo nhờ Hạ Tưởng mang tới cho Phương Cách. Kỳ thật lúc ấy Phương Cách chỉ là thuận miệng nói để tạo áp lực với Nhạc Phương và Bao Nguyệt Minh, không ngờ Phương Tiến Giang lại coi là thật, vẫn để trong lòng. Hạ Tưởng lại đến phòng làm việc của Tần Thác Phu để chào từ biệt. Tần Thác Phu nói một câu ngoài dự đoán của mọi người. Đi, tôi và cậu cùng tới huyện An, nâng cao uy thế của cậu, cho được chính danh. Hạ Tưởng sửng sốt. Việc này cũng không cần phiền toái chủ nhiệm Tần chứ ạ. Huyện An cũng khá xa, ngài cũng đừng đi làm gì, bố trí người khác đi là được. Không được. Tần Thác Phu rất quật cường. Việc này là người của Ủy ban Kỷ luật thành phố gây ra, mặc kệ là nguyên nhân gì đều là sai lầm của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Bố trí người khác đi thì tôi không yên tâm, tôi phải đi cùng với cậu để tiêu trừ tối đa ảnh hưởng không tốt đối với cậu. Hạ Tưởng cực kỳ cảm động. Lần này tuy bị chút oan ức nhưng Tống Chiêu Độ mượn cơ hội diệt trừ Thẩm Phục Minh, lại giúp Tần Thác Phu tóm được phòng tự lập, có thể nói dương đông kích tây, đánh thắng được một trận đấu đầy khó khăn một cách rất hoành tráng. Chịu chút ấm ức nhỏ không tính là gì, ngược lại có thể lập được công lớn trong mắt Tống Chiêu Độ, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Tần Thác Phu muốn chủ động đưa mình về huyện An, thứ nhất là ông ta và mình coi như có chút giao tình, thứ hai có lẽ cũng có tính toán khác. Quả nhiên! Tần Thác Phu bảo lái xe tự lái đi theo, cũng không thông báo với huyện mà ngồi xe của Hạ Tưởng, vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Tôi muốn đưa cậu tới huyện An chính là muốn tận mắt thấy Lệ Triều Sinh, đối mặt với y xem rốt cục y là nhân vật lợi hại như thế nào. Đương nhiên, nhân vật còn lợi hại hơn cả y mà tôi đều đã từng gặp qua, tuy nhiên đều là những lão già thành tinh. Trẻ như Lệ Triều Sinh mà đã làm việc ma lanh như y thì đây là lần đầu tiên tôi gặp, khiến tôi không kìm nổi tò mò. Khi tới huyện An, xe của Hạ Tưởng và vào tòa nhà huyện ủy đã lập tức bị người bao vây chặt như nêm cối. Trong mắt người bình thường, cán bộ chỉ cần bị người của ủy ban kỷ luật mang đi thì không có ai bình an vô sự trở về, nhẹ thì mất ngũ quan, nếu không thì vào nhà lao. Chỉ có Hạ Tưởng, trái ngược hẳn với dự đoán của mọi người, chẳng những không hề có chút sự tình, hai nhân viên của ủy ban kỷ luật thành phố bắt hắn đi lại bị người của ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi, nghe nói ít nhất cũng bị phán tù 8 năm. 10 năm. Cái này cũng còn chưa tính, ngay cả một phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cũng bị lật thuyền theo. Mọi người ở huyện An không thể đoán nổi Hạ Tưởng là nhân vật lợi hại tới mức nào. Một cán bộ cấp phó huyện, rốt cục có chỗ dựa cứng rắn, mạnh mẽ như thế nào, không ngờ trực tiếp quật ngã mấy người của ủy ban kỷ luật thành phố.
Điều này khiến mọi người không thể nào tin nổi. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên được nghe tới việc nhân viên của Ủy ban kỷ luật không ngờ bị người mà mình điều tra quật cho ngã ngựa, bản thân cũng bị lâm vào vòng lao lý. Cho nên xe của Hạ Tưởng vừa xuất hiện, chỉ một lát tin tức đã truyền khắp tòa nhà huyện ủy. Lý Ninh Sơn đang nghe cấp dưới báo cáo công tác, cũng không còn tâm tư nghe nữa, phất tay bảo để sau hãy báo cáo, liền kêu Phương Cách đi xuống lầu đón Hạ Tưởng. Khâu Tự Phong đang thương lượng sự tình với Cường Giang Hải, nghe thấy dưới lầu có tiếng ồn ào, mơ hồ có người kêu lên, Phó Chủ tịch huyện Hạ đã trở lại. Y run tay, chén trà trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành. Tin tức Hạ Tưởng không có việc gì đã sớm truyền tới huyện An. Khâu Tự Phong đã biết sự tình từ sớm. Chẳng những Hạ Tưởng không có việc gì mà đám người phòng tự lập lại xảy ra đại sự, bị người của Ủy ban kỷ luật tỉnh trực tiếp bắt đi. Ngay cả bí thư Cao cũng không thể khống chế được sự tình, điều này khiến trong lòng Khâu Tự Phong run sợ. Y biết Ngô Gia và Cao Thành Tùng có quan hệ chặt chẽ. Y mật báo với Ngô Gia, nếu Ngô Gia ra tay thì nhất định là sẽ thông qua bí thư Cao. Không ngờ ngay cả bí thư Cao cũng không chèn ép nổi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng này dựa vào cái gì mà có thể chống nổi? Hắn quả thật là yêu nghiệt nghịch thiên, đường đường một bí thư tỉnh ủy mà không trị nổi một phó chủ tịch huyện. Ai có thể tin được chứ? Nhưng sự việc mà không ai có thể tin tưởng nổi này lại thật sự xảy ra. Hiện tại Khâu Tự Phong đã chuyển từ hận thành e ngại đối với Hạ Tưởng. Y biết, mình đã bất lực đối với Hạ Tưởng, chèn ép và kiềm chế cũng sẽ không có tác dụng gì. Hơn nữa trải qua chuyện này, uy danh của Hạ Tưởng sẽ tăng mạnh ở huyện An. Nếu không bố trí cho hắn một chỗ tốt, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của huyện An. Tập đoàn Đạt Tài đã tỏ thái độ rất rõ, có Hạ Tưởng thì dự án sẽ triển khai. Không có Hạ Tưởng thì không bàn nữa. Hơn nữa, trong giai đoạn Hạ Tưởng không có mặt, công trình khu du lịch Tam Thạch cũng bị trì hoãn tiến độ thi công. Dương Đức Hoa đến hỏi, đối phương trả lời rất rõ ràng, chờ Phó Chủ tịch huyện Hạ về rồi nói sau. Có vấn đề kỹ thuật cần trao đổi với Phó Chủ tịch huyện Hạ. Nhà máy xi măng hoàn toàn thất bại, đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch và dự án làng du lịch đều là công lao của Hạ Tưởng. Không có hắn, dường như tất cả đều bị lâm vào đình chỉ. Khâu Tự Phong thở hổn hển nhưng lại không có biện pháp. Bí thư Cao còn không gấp, mình phải gấp cái gì? Có tư cách gì mà sốt ruột? Hơn nữa kể từ sau hội nghị thường vụ lần trước, kẻ vốn ủng hộ y là Lệ Triều Sinh vẫn tỏ thái độ như gần như xa với y, khiến y rất khổ sở. Khâu Tự Phong lâm vào cục diện bế tắc. Rốt cục Hạ Tưởng cũng đã trở lại. Y không biết là nên thất vọng hay nên kinh hoàng. Y đánh rơi vỡ chén trà khiến Cường Giang Hải trợn mắt há hốc mồm. Cường Giang Hải kinh hãi trong lòng. Chủ tịch huyện Khâu sợ Hạ Tưởng đến mức này, về sau còn triển khai công tác như thế nào? Về sau sẽ thi triển hoài bão như thế nào? Khâu Tự Phong cưỡng ép tâm lý bực bội và bất an, nói. Nước nóng quá, Giang Hải, Hạ Tưởng đã trở lại. Tôi nghĩ bộ máy Ủy ban Nhân dân cần phải điều chỉnh lại phân công một chút. Để mảng quản lý xây dựng đô thị của anh cho Hạ Tưởng tiếp nhận, cũng để cậu ta danh chính ngôn thuận có thể tiếp xúc với các nhà đầu tư. Ai cũng không muốn chia thức ăn trong bát mình cho người khác, Cường Giang Hải chấn động, vội vàng nói. Chủ tịch huyện Khâu, mảng xây dựng đô thị này tôi làm từ trước tới giờ vẫn là ngựa quen đường cũ, không thể chuyển cho Hạ Tưởng được. Hơn nữa, cậu ta cũng không có kinh nghiệm trong phương diện xây dựng đô thị. Khâu Tự Phong khoát tay nói. Không nói nữa, cứ quyết định như thế đi. Hạ Tưởng quản lý xây dựng đô thị còn lành nghề hơn cả anh. Anh quên rằng trước kia cậu ta từng công tác ở tổ cải tạo thôn nội đô à? Mỗi ngày cậu ta tiếp xúc với ai à? Khâu Tự Phong biết mảng xây dựng đô thị này màu mỡ, nhiều ưu đãi, Cường Giang Hải cũng mò được không ít tiền từ trong này. Nhưng Hạ Tưởng cũng không thể suy xét tới cảm nhận của gã được. Nếu Hạ Tưởng mà không ra mặt, dự án làng du lịch bị ngâm nước nóng thì ai chịu trách nhiệm? Đây chính là một dự án lớn kéo kinh tế huyện An lên. Đi, đi ra ngoài nghênh đón nào, phải thể hiện mặt mũi tốt một chút. Bí thư Lý cũng đã đi ra ngoài, chúng ta cũng không thể không đi được. Khâu Tự Phong cũng không phải hạng người đơn giản, có được giãn được mới là anh hùng. Chỉ duỗi mà bất khuất thì chỉ là con giun mà thôi. Trong chính trị, chưa từng có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu hiện tại y không đấu lại được Hạ Tưởng, không chèn ép được Hạ Tưởng, vậy chỉ có một con đường là hợp tác với hắn. Đối diện với tiền đồ của mình, ân oán cá nhân hoặc thậm chí cả đàn bà đều không thể trở thành chướng ngại được.
trời đất bao la, tiền đồ là lớn nhất. Khâu Tự Phong âm thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải nhẫn nhịn được thì sẽ được sóng êm gió lặng. Mình có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ tới khi nào tìm được một cơ hội tốt rồi sẽ dẫm nát Hạ Tưởng dưới chân. Về phần Mai Hiểu Lâm và Liên Nhược Hạm thì cứ để cho gió cuốn đi. Chẳng qua chỉ là đàn bà mà thôi. Trên thế giới này thứ không thiếu nhất chính là đàn bà đẹp, nhưng thiếu nhất lại là quan chức. So sánh với quan chức thì đàn bà chẳng đáng chút nào. Người đầu tiên đi ra nghênh đón Hạ Tưởng là Thịnh Đại. Thịnh Đại trước tiên nghe được tin tức, cũng không suy xét gì nhiều mà lao như bay ra khỏi phòng làm việc, vừa ra khỏi cửa liền thấy Hạ Tưởng đang đi cùng một người vừa cười vừa nói. Y bước nhanh về phía trước, nắm tay Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch huyện Hạ, thật là mong nhớ cậu, cậu đã phải chịu oan ức rồi. Hạ Tưởng biết Thịnh Đại hợp tác với mình là lợi dụng lẫn nhau, nhưng một câu nói vừa rồi tràn đầy thâm tình mãnh liệt cũng khiến hắn hơi cảm động, liền đáp. Phó Chủ tịch huyện Thịnh thính tai thật, tôi vừa mới vào cửa mà anh đã nghe được. Ngày nào cũng đợi cậu về, lỗ tai cũng luyện thành thính hẳn lên. Thịnh Đại xúc động nói, lúc này mới chú ý tới Tần Thác Phu bên cạnh Hạ Tưởng, vội vàng hỏi. Vị lãnh đạo này là... Thịnh Đại chưa gặp Tần Thác Phu, tuy nhiên y vẫn có ánh mắt, thấy người này đi cùng với Hạ Tưởng đến đây, khẳng định là lãnh đạo thành ủy, cho nên mở mồm liền gọi là lãnh đạo. Đây là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố chủ nhiệm Tần. Hạ Tưởng biết không cần phải giấu giếm thân phận thực của Tần Thác Phu, bởi vì trong huyện ủy khẳng định có người biết Tần Thác Phu. Thịnh Đại lập tức đứng nghiêm, cung kính chào. Chào chủ nhiệm Tần. Tần Thác Phu bắt tay với Thịnh Đại, cũng không nói gì. Người thứ hai chạy đến chính là Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm đến nhưng không hề có vẻ mặt kích động. Cô nhìn thấy Hạ Tưởng, chỉ khẽ mỉm cười. Đi ra là tốt rồi, tôi biết là anh sẽ không có việc gì mà. Con người anh không xấu, cũng không tham. Người khác muốn gây phiền toái cho anh là tìm sai người rồi. Sau đó mới là Lý Đinh Sơn chạy tới. Lý Đinh Sơn thấy Hạ Tưởng, kích động không ngừng, hai tay giữ chặt vai Hạ Tưởng. Đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần mới cười nói. Người ta nói cậu béo ra, tôi còn không tin, hiện tại chính mắt nhìn thấy quả thật là béo lên một ít. Cũng chỉ có một mình cậu như vậy tiểu hạ, nếu đổi là người khác, chỉ sợ sẽ ăn không ngon. Cậu thì ngược lại, ăn khỏe ngủ khỏe, béo trắng ra. Cuối cùng là Khâu Tự Phong và Cường Giang Hải. Hạ Tưởng mới trịnh trọng giới thiệu Tần Thác Phu với mọi người. Tần Thác Phu hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện với mọi người, trực tiếp đề xuất đến phòng làm việc của Lý Đinh Sơn ngồi. Lý Đinh Sơn tự nhiên không hề có chút dị nghị, liền đi trước dẫn đường. Khâu Tự Phong cố ý đi lùi lại sau, bước đi song song với Hạ Tưởng, thân thiết nói. Phó Chủ tịch Tiểu Hạ, chủ nhiệm Tần tự mình tới để tạo chính danh cho cậu, có thể thấy Ủy ban Kỷ luật thành phố cực kỳ coi trọng việc này. Ý kiến của tôi là, thừa dịp chủ nhiệm Tần ở đây. Mời dự họp hội nghị thường vụ một lần, mời cậu dự thính và cũng mời chủ nhiệm Tần cho chỉ thị trọng yếu. Cậu và chủ nhiệm Tần thương lượng một chút, xem có khả thi hay không. Chiêu nịnh bợ này rất có trình độ. Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ khi Khâu Tự Phong tự ra tiếp đón mình, lại còn tỏ vẻ như không có việc gì. Tuy trong lòng hắn âm thầm chán ghét kẻ âm hiểm này nhưng lại không thể không bội phục y, quả thật ra mặt dày, có được giãn được, đóng kịch cũng rất giỏi. Cứ như thể mọi chuyện không hề có chút liên quan gì tới y vậy. Là một kình địch, Hạ Tưởng lập tức đề cao cảnh giác không ít đối với Khâu Tự Phong. Một đối thủ im ắng, thản nhiên như vậy mới chính là kẻ khó đối phó. Hạ Tưởng hoàn toàn tán thành đề nghị mời dự họp hội nghị thường vụ của y, vừa lúc có thể cho chủ nhiệm Tần và Lệ Triều Sinh tiếp xúc mặt đối mặt một lần. Hắn lập tức nói nhỏ, báo cáo với Tần Thác Phu một chút. Tần Thác Phu gật đầu. Hạ Tưởng liền đơn giản nói lại với Lý Đinh Sơn, Lý Đinh Sơn cũng gật đầu đồng ý. Khâu Tự Phong liền như phụng thánh chỉ, lập tức đi gọi điện thoại thông báo cho các ủy viên thường vụ. Tần Thác Phu tận mắt thấy các lãnh đạo lớn nhỏ của huyện An đều không theo quỷ củ sắp xếp thứ tự đi ra đón Hạ Tưởng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Làm quan như làm người, tiểu hạ có nhân duyên tốt như vậy cũng không phải đơn giản. Cũng không trách trong thành ủy lại có nhiều người bảo vệ hắn như vậy. Lúc đầu ông còn tưởng rằng Hạ Tưởng là dựa vào vầng hào quang của Tào Vĩnh Quốc, hiện tại xem ra trong thành ủy, Tào Vĩnh Quốc cũng không nổi tiếng bằng Hạ Tưởng. Chương 284, Lệ Triều Sinh bại lộ, Tiêu Ngũ nguy hiểm. Tần Thác Phu càng nhìn Hạ Tưởng càng cảm thấy vui mừng. Chàng trai này có thể khiến nhiều người yêu mến và thưởng thức như vậy,
khẳng định là có chỗ độc đáo hơn người. Việc khác thì không rõ lắm nhưng phẩm chất chơi bài thì quả thật không tồi. Càng hiểu biết Hạ Tưởng, Tần Thác Phu càng có ấn tượng tốt về hắn. Hơn nữa bởi vì sự kiện Hạ Tưởng bị bắt, kẻ mà ông vẫn không làm được gì là Phòng Tự Lập lập tức trở thành vật hy sinh cho các thế lực khắp nơi, bị đánh cho không có khả năng trở mình, cũng là nhờ có Hạ Tưởng. Tần Thác Phu biết rõ, chỉ với năng lực của mình, khẳng định là không thể động nổi một sợi lông của Phòng Tự Lập. Nói vậy, mặc kệ là ai thừa cơ vặn ngã Phòng Tự Lập, dù sao thì người được ưu đãi cũng là mình. Quen biết với Hạ Tưởng quả thật đã mang đến vận may rất lớn cho mình. Ngồi trong phòng làm việc của Lý Đinh Sơn một lát, Phương Cách cố gắng không thất lễ, nín nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn không kìm nổi tới bên cạnh Hạ Tưởng, đánh giá hắn vài lần, thấy hắn hết thảy đều hoàn hảo, lúc này mới thả lỏng tâm tư nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, bọn họ không đánh anh đấy chứ? Hừ, nếu dám đánh người, tôi phải cho chúng biết tay. Đám người ủy ban kỷ luật này chẳng có ai là tốt đẹp cả. Hạ Tưởng vội vàng nháy mắt với y. Tần Thác Phu nghe thấy vậy, nhíu mày nói. Tiểu đồng chí này nói chuyện rất suy tâm, người của ủy ban kỷ luật nhiều như vậy, sao lại không có một người tốt chứ? Ủy ban kỷ luật chúng tôi cũng không thể so với cục công an được. Các vụ mà ủy ban kỷ luật điều tra đều là vụ án lớn, cho nên nhân viên của chúng tôi đều có tố chất cao, chưa bao giờ phải tra tấn bức cung. Tố chất cao thì là người tốt sao? Phương Cách mặc kệ Tần Thác Phu là ai? Dù sao hiện tại y cũng chẳng hề có chút ấn tượng tốt nào đối với người của ủy ban kỷ luật. Phó Chủ tịch huyện Hạ tốt như vậy lại bị người cố tình bắt đi, còn không biết xấu hổ nói sao. Nếu ủy ban kỷ luật có thể làm được công chính, vậy cả nước đã không có nhiều quan tham như vậy. Điều này Tần Thác Phu lại khá tán thành, gật đầu nói. Nếu nói tuyệt đối công chính là không thể, bất cứ quốc gia nào cũng không thể, điều đó không hề quan hệ gì với chế độ cả. Đó là biểu hiện của nhân tính. Chế độ dù có hoàn mỹ hơn nữa cũng không thể thay đổi được một mặt tính cách tham lam của con người. Pháp luật là một điểm mấu chốt của đạo đức. Vì sao cổ nhân có thể đi đêm không nhặt đồ rơi trên đường? Không phải là vì pháp luật hoàn thiện hơn mà bởi vì đạo đức cao thượng. Ông bị Phương Cách kích thích, đột nhiên sinh ra cảm thán, lại hứng thú hỏi. Tiểu đồng chí, cậu tên là gì? Tôi tên là Phương Cách. Phương Cách dù còn trẻ nhưng cũng không phải là con nít danh, liền lễ phép hỏi. Ngài là vị lãnh đạo nào? Tần Thác Phu đã nghe nói con trai của Phương Tiến Giang là Phương Cách đang công tác ở huyện An, liền cười ha hả. Tôi cũng không phải lãnh đạo gì cả, tôi là bác của cậu. Tôi và ba cậu là đồng nghiệp lâu năm, quan hệ coi như không tồi. Thế nào, ông ấy chưa nhắc tới gã mặt đen à? Chủ nhiệm Tần mặt đen. Kỳ thật Phương Cách đã sớm đoán được Tần Thác Phu là ai, nhưng bởi vì y bất mãn đối với người của ủy ban kỷ luật nên mới cố ý giả vờ giả vịt. Hiện tại thấy bộ dạng của Tần Thác Phu khá thân thiện, y liền cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba cháu cũng đã nhắc tới ngài, nói ngài là Bao Thanh Thiên thời hiện đại. Tần Thác Phu hiển nhiên rất hưởng thụ cách nói này, bật cười ha ha. Trong hội nghị thường vụ huyện ủy, Tần Thác Phu được sự chỉ đạo của thành ủy, đại diện cho thành ủy và ủy ban kỷ luật thành phố, trịnh trọng tuyên bố, đồng chí Hạ Tưởng là vô tội, là trong sạch. Mọi chuyện là do phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Phòng Tự Lập trái pháp luật loạn kỷ cương, tự mình hành động. Hiện tại Phòng Tự Lập đã bị cách chức để điều tra. Gần như tất cả mọi người đều kinh hãi, dùng ánh mắt không thể tin nổi để nhìn Hạ Tưởng. Lăn lộn trong quan trường mười mấy năm. Lần đầu tiên nghe nói người của ủy ban kỷ luật tự vùi lấp bản thân vì điều tra người khác. Việc này là do Hạ Tưởng thật sự bị người vu cáo hãm hại hay là do chỗ dựa của hắn quá cứng rắn, ngang nhiên vặn ngã phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố. Hạ Tưởng ngồi dự thính hội nghị thường vụ, ngồi ở phía sau, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt của Lệ Triều Sinh. Nhìn qua thì Lệ Triều Sinh khá bình tĩnh, như thể sự tình không hề có chút liên hệ nào với y, nhưng số lần y nháy mắt rõ ràng nhanh và nhiều hẳn lên. Hơn nữa vành tai hơi rung động, đã bại lộ nội tâm cực kỳ bất an của y. Hạ Tưởng biết, chỉ sợ hiện tại Lệ Triều Sinh sẽ càng thêm hoài nghi chính mình là kẻ đã cung cấp tài liệu ở phía sau màn để chỉnh y, có lẽ mâu thuẫn đã tới lúc công khai hóa. Phỏng chừng chủ nhiệm Tần cũng nắm giữ một ít chứng cớ, nếu không cũng sẽ không mượn cớ khôi phục lại danh dự cho hắn để tới huyện An gặp Lệ Triều Sinh một lần. Là cán bộ ủy ban kỷ luật kỳ cựu, ông ta làm như vậy chắc hẳn phải có dụng tâm. Hội nghị thường vụ họp không lâu,
kết thúc rất nhanh. Sau khi kết thúc, ngay trước mặt mọi người, Lý Đình Sơn nắm chặt tay Hạ Tường, tỏ vẻ chúc mừng và an ủi hắn. Tiếp đó tất cả các ủy viên thường vụ đều theo thứ tự tới bắt tay hắn. Có người cổ vũ, có người khích lệ, có người an ủi, tóm lại đều làm đủ hình thức bề ngoài. Khi đến lượt Lệ Triều Sinh, đầu tiên là y mỉm cười sau đó nói. Thể diện của Phó Chủ tịch huyện Hạ không nhỏ nhỉ, có thể kinh động tới chủ nhiệm Tần. Có thể khiến chủ nhiệm Tần tự mình đưa cậu tới huyện An, xem ra quan hệ cá nhân giữa cậu và chủ nhiệm Tần cũng không tồi nhỉ. Dò xét một cách lộ liễu, Hạ Tưởng sao có thể không hiểu chứ? Hắn cũng cười đáp lại. Đâu có, đâu có. Tôi cũng không có thể diện lớn như vậy đâu. Đó là do chủ nhiệm Tần quá nhiệt tình muốn bồi thường cho tôi nên mới nhất định đích thân đi một chút, nói muốn đến xem tình huống huyện An, tiếp xúc một chút với mọi người. Về phần ông ấy có ý tưởng gì khác không thì tôi cũng không rõ lắm. Hạ Tưởng có cảm giác, Lệ Triều Sinh đã đánh hơi được mùi nguy hiểm từ sự việc Thẩm Phục Minh bị bắt. Y dám thử mình như vậy đã nói lên rằng y không phải hoài nghi mình mà gần như là khẳng định mình đang âm thầm đối nghịch với y. Hơn nữa y luôn luôn cẩn thận, vậy mà hiện tại lại nói thẳng trước mặt, chẳng lẽ là y đang tính toán áp dụng hành động gì sao? Hay là y đã có đủ biện pháp phòng ngừa? Quả nhiên Lệ Triều Sinh cười nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ tâm tư kín đáo, bố trí chu đáo, người của Ủy ban Kỷ luật thành phố không đấu lại cũng là bình thường. Tuy nhiên có đôi khi, rất nhiều sự tình không nhất định phải phân chia ra thắng bại và cao thấp. Có lẽ không giải quyết được gì lại là kết quả tốt nhất. Tôi rất sẵn lòng cùng nỗ lực với Phó Chủ tịch huyện Hạ. Khẳng định là Lệ Triều Sinh đã có hành động, Hạ Tưởng gần như có thể nghe ra ám chỉ của y, người của Ủy ban Kỷ luật không đấu lại mày, tao có lẽ cũng không đấu lại mày, nhưng mày cũng đừng mong thắng được tao. Vừa tan họp, Tần Thác Phu liền muốn quay về thành phố Yến. Đám người Lý Đình Sơn đưa tới cửa, Hạ Tưởng mở cửa xe, thừa dịp Tần Thác Phu lên xe liền nói nhỏ. Chủ nhiệm Tần, Lệ Triều Sinh đã có chút phát hiện. Vừa rồi khi nói chuyện với tôi, y ám chỉ đừng có nghĩ là nắm được nhược điểm của y. Tôi nghi ngờ rằng y có lẽ đã áp dụng hành động gì đó. Tần Thác Phu gật đầu cực khẽ, gần như không thể nhìn thấy, vẫy tay ra hiệu mọi người trở về, lại ra hiệu cho Hạ Tưởng lên xe. Đến đây, lên xe nói chuyện. Ô tô đi một vòng, dừng lại ở một chỗ hẻo lánh trong thị trấn. Hạ Tưởng thuật lại lời nói của Lệ Triều Sinh vừa rồi, thản nhiên nói. Nghe ý tứ của Lệ Triều Sinh thì không giải quyết được gì chính là kết quả tốt nhất. Ý của y là cho dù chúng ta biết chuyện của y nhưng cũng đừng nghĩ có thể thu được chứng cớ. Tần Thác Phu cảm thán nói. Lệ Triều Sinh là một trong những đối thủ có độ mẫn cảm chính trị cao nhất mà tôi đã từng gặp. Huyện An không chỉ có cán bộ trẻ nhất mà còn có quan tham khôn danh, lõi đời nhất. Nếu tôi đoán không sai, khả năng là y sẽ cho Du Lệ rời khỏi huyện An. Tần Thác Phu vừa dứt lời, điện thoại của Hạ Tưởng đổ chuông, là Mai Hiểu Lâm gọi tới. Giọng của Mai Hiểu Lâm vang lên đầu bức thiết. Hạ Tưởng, tôi vừa nhận được tin, Du Lệ đột nhiên không thấy đâu cả. Hôm qua cô ta còn đi làm, đón con như bình thường, hôm nay lại đột nhiên không biết tung tích. Tôi nghĩ có thể là cô ta rời khỏi huyện An, làm sao bây giờ? Giọng Mai Hiểu Lâm rất to, Tần Thác Phu ở bên cạnh nghe được rất rõ ràng. Hạ Tưởng vội vàng an ủi Mai Hiểu Lâm vài câu, nói chờ hắn trở về rồi nói sau. Cúp điện thoại, hắn hỏi Tần Thác Phu. Xử lý thế nào chủ nhiệm Tần? Lệ Triều Sinh hoảng hốt càng chứng minh trong lòng y có quỷ. Không cần lo lắng, Du Lệ rời khỏi huyện An mới tốt. Cô ta vừa rời đi. Ảnh hưởng của Lệ Triều Sinh đối với cô ấy sẽ yếu bớt. Chúng ta chỉ cần tìm được cô ta, dần dần có thể khiến cô ta nói ra chân tướng. Hơn nữa Du Lệ mang theo con trai rời đi mà chồng cô ta vẫn còn ở lại, vậy cũng có thể ra tay từ chồng của cô ta. Một người đàn ông sao có thể chịu được việc vợ mình bỏ đi chứ? Hạ Tưởng gật đầu, vừa định phát biểu ý kiến thì đột nhiên di động lại đổ chuông. Hắn vội vàng cười ngượng với Tần Thác Phu. Tần Thác Phu không để ý nhiều. Khoát tay ngăn lại. Nghe đi, nghe xem là có tin tức gì. Vừa thấy số điện thoại di động, Hạ Tưởng giật mình ngây người, là Tiêu Ngũ đã biến mất rất lâu. Hạ Tưởng. Giọng của Tiêu Ngũ rất gấp. Phó Chủ tịch huyện Hạ, may mà cũng liên lạc được với anh. Tôi sốt ruột chết mất, tôi đang ở trong núi, còn có mấy anh em ở cùng một chỗ. Chúng tôi đang bị bao vây. Chúng tôi phát hiện Lệ Triều Sinh khai thác trộm quặng, nhưng lại bị người của chúng phát hiện.
hiện tại đang giằng co. Hạ Tưởng nóng nảy, đám thợ mỏ rất nóng tính, dữ tợn, rất có thể xảy ra nguy hiểm chết người. Hắn vội vàng xin chỉ thị Tần Thác Phu. Tần Thác Phu không hổ là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban kỷ luật, hơi trầm ngâm nói. Hỏi xem bọn họ tạm thời có nguy hiểm không, còn có thể kiên trì được bao lâu nữa? Hạ Tưởng hỏi, Tiêu Ngũ trả lời nói. Chúng tôi đang ở trong một sơn động, tạm thời bọn họ không dám tiến vào. Tôi vào sâu trong động lên tới đỉnh núi mới có thể gọi được điện thoại, tuy nhiên chúng tôi cũng không ra được. Hạ Tưởng nắm được tình thế liền nói. Chúng tôi dẫn người tới ngay. Các anh đừng khinh suất, bảo vệ cửa động, không cho chúng tiến vào là được. Còn nữa, nhất định phải chú ý an toàn. Tiêu Ngũ, anh ngàn vạn lần không được kích động, nhớ kỹ chưa? Hạ Tưởng thật sự lo rằng Tiêu Ngũ sẽ kích động, cứng đối cứng với đám thợ mỏ. Mặc kệ là ai chết ai bị thương, hậu quả đều không thể thu dọn nổi. Tiêu Ngũ trả lời khiến hắn yên tâm rất nhiều. Phó Chủ tịch huyện Hạ cứ yên tâm, hiện tại tôi đã trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều, sẽ không làm sằng bậy nữa. Tôi chờ các anh đến. Hạ Tưởng buông điện thoại, lại hỏi ý kiến Tần Thác Phu. Chủ nhiệm Tần, ngài nói bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Triệu tập toàn bộ cán bộ phòng công an huyện An, trước hết cứu người rồi nói sau. Tần Thác Phu vừa nói vừa lấy di động ra, bảo Hạ Tưởng cho số rồi bấm thẳng vào di động của Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý, tôi là Tần Thác Phu, tôi và Phó Chủ tịch huyện Hạ phát hiện một tình huống khẩn cấp. Lý Đinh Sơn nhận được điện thoại, không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng công an Kỳ Khải Đông, nói y tập hợp tất cả cảnh sát, sẵn sàng chờ lệnh. Đồng thời Lý Đinh Sơn cũng nhấn mạnh rằng, đây là vụ án do chủ nhiệm Tần của Ủy ban kỷ luật thành phố đích thân chỉ đạo, nhất định phải thận trọng, không được phép để lộ nửa điểm phong thanh, nếu không sẽ bị xử lý kỷ luật. Tuy rằng Kỳ Khải Đông luôn có quan hệ khá gần với Khâu Tự Phong, nhưng sau sự kiện Hạ Tưởng, gần đây thành phố Yến đã liên tiếp xảy ra các biến cố khiến người ta phải trợn mắt, há hốc mồm, cũng khiến y phải suy nghĩ cẩn thận và nhận ra một đạo lý, Hạ Tưởng không dễ chọc, có chỗ dựa sâu không lường được. Mà Lý Đinh Sơn lại là đồng minh của Hạ Tưởng, càng nghĩ càng thấy nếu vào thời điểm mấu chốt, cần phải dựa vào bí thư Lý mới đúng. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Kỳ Khải Đông lập tức truyền lệnh xuống, nhanh chóng tập hợp toàn bộ lực lượng cảnh sát huyện. Xuất phát từ suy tính cẩn thận, y không thông báo chuyện này cho Khâu Tự Phong.